Một đầu không có bị người thực tiễn qua, trường sinh chi vị còn trống không trường sinh chi đạo tường tình. Tam nhãn thiếu niên tiền bối gõ cái ghế tay vịn nói, chính ngươi mặc dù đã bước ra trường sinh chi đạo, nhưng là, bên cạnh ngươi khẳng định còn có những người khác, sẽ cần như thế một đầu hoàn thiện trường sinh chi đạo tường tình. Bá thiện lập tức liền nghĩ đến bạch tiền bối. Nho gia thánh nhân chi nhãn phối hợp một đầu trường sinh chi đạo, mới có thể kế thừa thánh nhân thiên phú pháp thuật. Bạch tiền bối đến lúc đó liền cần tiêu hao một đầu trường sinh chi đạo. Mắc điểm, ta chắc chắn phải có được. Bá thiện hào khí vạn trượng. Rất tốt, muốn chính là loại khí thế này. Tam nhãn thiếu niên tiền bối vui vẻ nói. Bá tống nếu là không góp sức, vạn nhất ván này thua bởi hắn làm sao bây giờ? Cho nên, nhất định phải cho bá tống trợ lực, để bá tống thắng được ván này, dẫn hắn đi nghiên cứu nho ra thánh nhân trong mắt. Đã quy tắc cùng tranh tài hạng mục ngươi cũng đồng ý, vậy chúng ta liền ký kết nghi thức đi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối rèn sắt khi còn nóng. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi nghiên cứu thánh nhân con mắt. Nghi thức tùy thời có thể thành lập, bên ta tiền đặt cược vì còn sống trường sinh giả, tiền đánh bạc ma đế một tôn. Bá thiện tuyên cáo nói. Ma đế, ngạc, tiền đánh bạc ma đế là cái quỷ gì xưng hào. Cái này xác định là bá tống thiện thi hóa thân. Thiện đâu? Lương tâm đâu? Đang gọi ra tiền đánh bạc ma đế cái danh xưng này thời điểm, người thiện lương cùng lương tâm sẽ không đau sao? Bên ta tiền đặt cược vì hiệp trợ bá tống nghiên cứu nho ra thánh nhân chi nhãn cùng mắc điểm ban thưởng hoàn chỉnh trường sinh chi pháp tin tức một phần. Tam nhãn thiếu niên tiền bối lên tiếng nói. Nghi thức quang huy xuất hiện tại tống thư hàng bá thiện phân thân cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối dưới chân, khế ước thành lập. Về phần bên cạnh tự ngã thi bá, không cẩn thận liền bị bỏ sót. Lúc đầu, tam nhãn thiếu niên tiền bối chuẩn bị để tống thư hàng thiện thi, tự ngã thi cùng một chỗ tiến vào đánh cược. Hai cái hóa thân đồng bộ đọc đến trong trí nhớ cho, lo trước khỏi họa. Kết quả tại đánh cược hẹn nghi thức một khắc này, chẳng biết tại sao, liền đem tự ngã thi cấp quên đến một bên. Không biết rõ tình hình tự ngã thi bá còn tưởng rằng cái này nghi thức, chỉ có thể một đối một tiến hành, cũng không có suy nghĩ nhiều. Tiền bối kia, ta muốn làm sao đọc đến ngài xen lẫn pháp khí ký ức. Bá thiện xoa xoa đôi bàn tay, dò hỏi. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối có liên quan trong trí nhớ cho. Người lại đưa tay, ấn trên người nó là đủ. Tam nhãn thiếu niên tiền bối đưa ra chính mình viên kia con mắt xen lẫn pháp khí. Như vậy, tiền bối bắt đầu tính toán đi. Bá thiện đi vào xen lẫn pháp khí bên cạnh, đưa tay chuẩn bị. Bắt đầu, trong mắt quản ra một bên khạc ra máu, một bên nhấn xuống máy bấm giờ. Bá thiện đưa tay, ấn tại con mắt xen lẫn pháp khí bên trên. Sau một khắc, hắn ý thức bị dẫn dắt, kéo vào đến một cái mênh mông vô cùng tinh không bên trong cái này to lớn vũ trụ tinh không, chính là xen lẫn pháp khí ký ức. Bá thiện ý thức bị dẫn dắt, thân thể phảng phất tiến vào giấc ngủ, chỉ để lại một chút bản năng phản ứng. Có chút bản năng là sẽ không bởi vì đi ngủ mà đình chỉ, tựa như là người bình thường hô hấp. Song tỉ như... Bá tống gia sắp đời đời di truyền, ghi khắc tại tống gia trong gen tay trượt. Bá thiện khoác lên xen lẫn pháp khí lên bàn tay, lặng lẽ trượt đi. Một vòng hào quang chói lọi lặng lẽ thoáng hiện. Bản năng loại vật này là không cách nào cấm chỉ, tựa như người bình thường cần hô hấp đồng dạng. Dù cho ở vào vô ý thức trạng thái, cũng vô pháp ngăn cản bá thiện bản năng. Thân là tống thư hàng tam thi hóa thân. Bá thiện trừ chủ tu công pháp cùng thân thể thuộc tính cùng bản thể có khác nhau bên ngoài, một chút công pháp cơ bản, cơ sở kỹ năng, bản năng thiên phú đều là cùng bản thể đồng bộ. Đáng nhắc tới chính là, bá tống trên thân đại bộ phận cũng đều là công pháp cơ bản. Cho nên hắn một thân công phu, trên cơ bản đều có thể bị tam thi hóa thân kế thừa. Dưỡng đao thuật loại này đã khắc vào bá tống linh hồn, tương lai thậm chí nói không chừng có thể thông qua di truyền năng lực, di truyền cho hậu thế pháp thuật. Tự nhiên cũng không ngoại lệ. Theo bá thiện tay phải lặng lẽ trượt đi, một vòng dưỡng đao thuật liền lặng lẽ rơi xuống. Bá thiện tay phải lại lặng lẽ hoạt động, lại là một vòng dưỡng đao thuật thần không biết quỷ không hay trượt ra. Đang cùng bá thiện đồng bộ, đối bá thiện mở ra chính mình kho ký ức tam nhãn tiền bối xen lẫn pháp khí, mặt ngoài không nhúc nhích, chấn định giống như ngày thường. Nhưng trên thực tế, nội tâm của nó đã bắt đầu hưởng thụ. Nó cảm giác tôn này gọi bá thiện hóa thân, bàn tay này phảng phất mang theo không nói ra được mị lực.
Bá thiện tay trên người nó nhẹ nhàng đụng một cái, liền làm nó nguyên bản không có chút rung động nào nội tâm đều bị xúc động. Lại nói tiếp, liền cảm giác giống như là đã lâu vận động một trận, đối một tôn đại địch, toàn thân không nói ra được dễ chịu. Mà lại, tại đối phương ngón tay tiếp xúc thân thể nó thời điểm, còn có thể cảm ứng được đối phương không ngừng tại truyền tới thiện ý, tựa như là đang lấy lòng. Theo lý thuyết thân là cửu u chúa tể xen lẫn pháp khí, thế gian tà ác nhất biểu tượng, xen lẫn pháp khí đối thiện ý loại vật này là phi thường kháng cự. Nhưng là, tôn này bá thiện truyền tới thiện ý, lại khiến pháp khí không cách nào cự tuyệt. Tựa như là thần binh cũng vô pháp cự tuyệt bảo dưỡng đồng dạng. Thần binh không cần bảo dưỡng, vẫn như cũ có thể chém sắt như chém bùn. Nhưng thần binh trải qua bảo dưỡng về sau, sẽ càng thêm chói lọi. Tam nhãn xen lẫn pháp khí cùng bá thiện ở giữa, bắt đầu dần dần tăng thêm hữu nghị giá trị tiến độ này đầu. Đồng thời, tiến độ này đầu bắt đầu vững bước dâng lên. Khả năng này chính là trong truyền thuyết hợp ý, rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng chính là cảm giác nhìn xem thân thiết. Bên cạnh, tự ngã thì bá nhìn xem bá thiện không ngừng hoạt động bàn tay, khóe miệng co giật. Nhưng là, tam thi vốn là một thể, vô luận như thế nào, hắn là cũng không thể vạch trần bá thiện. A, cảm giác tâm tình đột nhiên thay đổi tốt hơn rất nhiều a. Bên cạnh, tam nhãn thiếu niên tiền bối đột nhiên xoa cằm, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tán tài vương tỏa tiểu thế giới trên bầu trời, mặt trời đột nhiên minh tươi đẹp. Loại này tươi đẹp cùng sán lạn khác biệt. Sán lạn mặt trời giống như là mùa hè liệt nhật, phơi người phát nhiệt. Mà cái này ánh mặt trời sáng rỡ, giống như là mùa đông ánh nắng, khiến người cảm giác ấm áp. Chẳng lẽ là xen lẫn pháp khí ảnh hưởng? Tam nhãn thiếu niên tiền bối nhìn về phía mình xen lẫn pháp khí, lại nhìn phía bá thiện con kia giống đa động chứng, thỉnh thoảng sẽ hoạt động một chút bàn tay, cùng cái kia ẩn ẩn chợt lóe lên quang huy. Một lát sau, tam nhãn thiếu niên tiền bối sa vào đến trầm tư. Nhưng cho dù là trầm tư trạng thái, tâm tình của hắn vẫn như cũ không cầm được bắt đầu vui vẻ, tựa như là năm đó hiếp đáp nào đó đầu tiểu long long đồng dạng. Thời gian lâu dài về sau, hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt tôn này bá tống tam thi hóa thân, vậy mà ngoài ý muốn thuận mắt. Càng xem liền càng thuận mắt. Rất lâu không nhìn thấy như thế thuận mắt tiểu bối. Nếu không, tiễn hắn một đầu hoàn thiện trường sinh pháp làm lễ gặp mặt. Tam nhãn thiếu niên tiền bối trong tay. Có không chỉ một đầu hoàn chỉnh trường sinh pháp số liệu. Hắn nhưng là từ thái cổ thời kỳ liền tiến vào đến tán tài vương tọa tiểu thế giới, một mực sống sót đến bây giờ. Trong lúc đó trừ tán tài vương tọa có thể mang cho hắn một chút việc vui bên ngoài, thời gian khác hắn đều tại mân mê các loại đồ vật. Từ thái cổ đến bây giờ, hắn mân mê ra không chỉ một đầu trường sinh pháp lý luận đến, có bộ phận giữa đường bị hiện thế đám thiên tài bọn họ chứng đạo mất đi tác dụng. Nhưng còn có chút đến nay đều không có bị nhân chứng nói. Đưa cái một đầu trường sinh pháp tin tức, hắn vẫn là tặng lên. Trong mắt quản gia, chính là cái này. Huấn luyện viên, ta muốn học cái này. Để lão gia tâm tình không hiểu thấu biến tốt thủ đoạn. Cái này so ăn liệu đáng tin hơn nhiều. Xen lẫn pháp khí ký ức không gian bên trong. Bởi vì tinh không bên trong tồn trữ lấy ký ức vô cùng to lớn, mà lại vô tự sắp xếp. Bá thiện ý thức chỉ có thể liều mạng đi quét hình. Tinh thần lực của hắn tại cái này mênh mông hư không bên trong quét sạch, mỗi một lần càn quét, đều có thể cưỡng ép đảo qua lượng lớn ký ức. Mà tại hắn trường sinh giả cấp bậc đại não khả năng tính toán vận chuyển bên dưới, những thứ này ký ức đều bị hắn không ngừng sắp xếp, tổ hợp, biên lên số hiệu. Nửa giờ, có thể sẽ có chút vội vàng a. Chủ yếu là xen lẫn pháp khí bên trong tồn trữ ký ức, quá to lớn. Mà lại, phiến tinh không này trạng ký ức tồn trữ thế giới bên trong, có rất nhiều vị trí, vẫn là trống không ký ức khu vực. Bá thiện tinh thần lực quét qua, lại không thu hoạch được gì, trong lúc vô hình liền lãng phí rất nhiều thời gian chân quý. Cứ như vậy, ta muốn cầm tới mắc điểm cũng không dễ dàng. Bá thiện cau mày. Vốn cho rằng đây là vì bạch tiền bối chuẩn bị một đầu trường sinh pháp cơ hội tốt, hiện tại xem ra việc này rất có tính khiêu chiến. Nhưng càng có tính khiêu chiến, ta liền càng có động lực a. Ta có thể là bá tống tam thi hóa thân, bản thể liền chết còn không sợ, ta lại há có thể bị chỉ là khó khăn ngăn cản. Bá thiện rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính. Hắn toàn lực kích hoạt tinh thần lực của mình, bạo loại kéo dài tinh thần lực phạm vi, điên cuồng càn quét mênh mông ký ức biển. Phảng phất là đã nhận ra bá thiện đấu trí,
Độ thiện cảm không ngừng tăng lên xen lẫn pháp khí, nỗi lòng cũng bị khiên động. Một lát sau, bị cảm động đến xen lẫn pháp khí, quyết định đem chính mình tồn trữ lấy một đoạn chân quý nhất ký ức giải tỏa, cho vị này thuận mắt bá thiện tiểu hòa tử ngó ngó. Đoạn này phong ấn ký ức, là nó trở thành xen lẫn pháp khí lúc liền tự mang, phi thường kinh điển. Mà lại, đoạn này ký ức là không tại khảo hạch phạm vi bên trong đặc thù ký ức khu vực, lúc đầu bá thiện là không có cơ hội tiếp xúc. Hiện tại, nó cho bá thiện một cái ngoài định mức cơ hội. Đây chính là tăng lên độ thiện cảm diệu dụng. Xen lẫn pháp khí quyết định về sau, liền chủ động dẫn dắt kho ký ức bên trong bá thiện ý thức, đem hắn đưa vào đến chân tàng ký ức khu vực. Nguyên bản ngay tại bạo loại điên cuồng càn quét ký ức khu bá thiện, đột nhiên trong lòng hơi động. Ngay sau đó, tại tinh thần lực của hắn càn quét bên trong, phát hiện có một cái cửa lớn màu vàng óng từ từ mở ra. Cửa lớn nội bộ tựa như là cái vòng xoáy, lập tức liền đem bá thiện ý thức cuốn vào. Bá thiện! Chờ chút, cái này ức không gian lại còn mang cạm bẫy. Ta chỉ có nửa giờ càn quét ký ức thời gian A. Nếu như bị vây ở cạm bẫy bên trong, ta chẳng phải là muốn thua. Bất quá, lần này nghi thức nội dung bên trong, tựa hồ không có nói tới không thể dùng cạm bẫy. Ta đây là chúng tam nhãn tiền bối hợp đồng cạm bẫy. Tam nhãn tiền bối không hổ là cửu u chúa tể, quả thực âm hiểm. Đang lúc bá thiện trong lòng tư duy ngàn vạn thời điểm, vòng xoáy bên trong, có một đoạn ngoài định mức ký ức, hướng hắn hiện ra ra. Phần này ký ức, còn mang tiêu đề. Cửu u chúa tể là như thế nào luyện thành? Thái cổ văn tự, bất quá bởi vì là ký ức hình thức, thông qua xen lẫn pháp khí vì trung truyền, bá thiện có thể đọc hiểu. Không phải cạm bẫy, bá thiện nghi ngờ nói. Vốn cho rằng là cửu u chúa tể hèn hạ cạm bẫy, vây khốn hắn nửa giờ, từ đó để hắn thất bại trong gang tấc. Nhưng không nghĩ tới cái này cửa lớn màu vàng óng sau ẩn tàng chính là tuyệt mật tri thức cùng tin tức ký ức. Cái này một thiên đặc thù ký ức cửu u chúa tể là như thế nào luyện thành, nó lấy thành thời gian, còn tại cửu u tam nhãn thiếu niên tiền bối xuất hiện trước đó. Đây là đã từng thiên đạo tam nhãn thí nghiệm từ cổ u thế giới mang về bảo vật, năng lượng. Bắt đầu sáng tạo cửu u chúa tể kỹ càng quá trình, cùng các loại phức tạp lý luận. Tại thành công mân mê ra nhãn u cái này vật thí nghiệm về sau, bộ phận này chân quý ký ức, bị tồn trữ tại nhãn u xen lẫn pháp khí bên trong, cũng bị phong tỏa bảo hộ cũng không biết tam nhãn thiếu niên tiền bối, có hay không nhìn qua đoạn này ký ức tin tức. Bá thiện mặc dù không biết mình vì cái gì sẽ bị cuốn vào đến cái này có thể xưng là ký ức cấm địa khu vực, nhưng hắn ý thức tiếp xúc đến trong đó tri thức về sau. Liền rốt cuộc không rời mắt nổi con ngươi. Cửu u chúa tể là như thế nào luyện thành nội dung chậm rãi triển khai. Thâm ảo tối nghĩa. Đây là siêu thoát tại hiện thế người tu luyện phía trên tri thức, trong đó không ít tin tức đều có nhuộm thiên đạo tin tức. May mắn bản thể bá tống vừa thông qua nhập mộng phương thức, cùng thiên đạo đạo tử đồng bộ qua tầm nhìn, đồng thời tiếp xúc gần gũi qua thiên đạo hạch tâm quy tắc. Cho nên bộ này cửu u chúa tể là như thế nào luyện thành mặc dù tối nghĩa. Nhưng tinh tế đi phẩm đọc, vẫn là miễn cưỡng có thể xem hiểu một chút. Bá thiện như đói như khát hấp thu ký ức cấm khu bên trong nội dung. Tạo dựng một cái cửu u chúa tể, đầu tiên cần phải có bất hủ thuộc tính, lại lấy thiên đạo quyền hạn làm phụ. Không biết bản thể bất hủ phì kình kim đan, có thể hay không thỏa mãn bất hủ thuộc tính điều kiện này. Thiên đạo quyền hạn làm phụ, nếu như không phải là của mình thiên đạo quyền hạn, hẳn là cũng có thể làm A. Tỷ như... Đạo tử tiền bối ở một bên hỗ trợ, lửa cháy thêm dầu. Sau đó, cần phải có cổ u bên trong dính đến cổ u ý chí tập thể thể quy tắc vật chất. Cái này hẳn là có thể thông qua long lạc nữ sĩ đem tới tay đi, hy vọng không phải quá trọng yếu đồ vật. Tiếp lấy còn phải tại ma hải thế giới bên trong chỉnh lý ra từng đầu thái cổ ma hải thế giới quy tắc, đưa chúng nó dung hội đến cùng một chỗ. Diệu A, trong tay của ta không vừa vặn có cái ma hải thế giới sao? Mặt khác, một bước này có lẽ có thể nhảy qua. Bởi vì cửu u chúa tể bản thân, chính là đã từng ma hải thế giới quy tắc tập hợp thể. Cho nên, hẳn là có thể sử dụng béo cầu đại lão để thay thế một bước này a. Mặc kệ được hay không, trước đem cái này nhớ kỹ. Thiên đạo tam nhãn tại mân mê bản này cửu u chúa tể là như thế nào luyện thành lúc, là từ không hóa có, tại đã từng ma hải thế giới bên trong, sáng tạo ra cửu u chúa tể tới. Nhưng bây giờ, ma hải thế giới đã diễn hóa thành cửu u, lại đã có sẵn ma hải thế giới tồn tại.
cho nên trong đó có rất nhiều chương trình, đã có thể đơn giản hóa, thậm chí nhảy qua đi. Tựa như là tại hiện thế địa cầu, nghĩ phối trí một đài máy vi tính, bởi vì có rất nhiều có sẵn kỹ thuật, linh kiện, phần mềm tại, cho nên không cần như năm đó phát minh đài thứ nhất máy vi tính người như thế, mân mê một cái quái vật khổng lồ ra. Đây chính là đứng tại cự nhân trên bờ vai chỗ tốt. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát, cho nên, tri thức làm ta hạnh phúc, học tập làm ta vui vẻ. Bá thiện hạnh phúc đắm chìm trong tri thức trong hải dương. Một bộ ghi lại lớn tri thức sách, có thể xem hiểu hắn văn tự, có thể xem hiểu hắn nội dung, chính là một niềm hạnh phúc. Thời gian, lặng yên trôi qua. Ý thức thế giới không phải đạo tử mở thời gian bí cảnh không gian, nơi này thời gian trôi qua, cùng ngoại giới là đồng bộ. Đắm chìm ở cửu u chúa tể là như thế nào luyện thành tri thức huông dương đại hải bên trong bá thiện, tựa như là một đầu hạnh phúc con cá, vô câu vô thúc ngao du. Trầm mê học tập trạng thái lúc, đều sẽ làm người ta bỏ qua thời gian. Nửa giờ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Bá thiện vừa mở trạng thái đâu, đột nhiên tại hắn ý thức bên tai liền vang lên chói tai tiếng chuông. Cái này tiếng chuông, tựa như là năm ngoái hơn nửa năm, mỗi sáng sớm kêu gọi bản thể bá tống rời giường điện thoại chuông reo. Vừa nghe đến thanh âm này, bá thiện liền đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn ý thức, nháy mắt từ tri thức trong hải dương bị lôi ra. Kéo về đến tam thi hóa thân thể xác bên trong. Thời gian đến, trong mắt quản gia duy trì bị đinh tại trên mặt đất tư thái, ấn xuống đồng hồ bỏ túi nút bấm. Đối diện, tam nhãn thiếu niên tiền bối nói bổ sung, quan sát ký ức khâu, kết thúc. Bá thiện một mặt mộng bức khôi phục. Một lát sau, ta, hài hòa tinh hào, bá thiện đưa tay đè lại chính mình huyệt thái dương, một mặt muốn xong biểu lộ. Nửa canh giờ này thời gian, trừ bắt đầu một phút tả hữu. Hắn điên cuồng quét sạch một bộ phận xen lẫn pháp khí ký ức nội dung bên ngoài, còn sót lại thời gian, hắn đều tại tri thức trong hải dương không cách nào tự kiềm chế. Xen lẫn pháp khí tồn chữ cái kia mênh mông ký ức, hắn càn quét chỉ có một góc của băng sơn. Trung kế, ta vẫn là chúng tam nhãn tiền bối ngươi quỷ kế. Bá thiện thống khổ nói, làm ta tưởng rằng người cạm bẫy kia, trở ra lại phát hiện nó không phải cạm bẫy. Nhưng khi ta cho là hắn không phải cạm bẫy lúc, không nghĩ tới nó chính là một cái quang minh chính đại cạm bẫy. Đây chính là cửu u chúa tể chỗ kinh khủng sao. Phải thua. Bá thiện một mặt khổ sở. Bên cạnh bá một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chi sắc sớm biết đổi ta lên, bá thiện quá không đáng tin cậy. Tông béo cầu quả nhiên nói không sai, tam thi bên trong bá ác cùng bá thiện cũng không quá thông minh dáng vẻ. Đối diện, tam nhãn thiếu niên tiền bối một mặt mộng bức. Ta đã làm gì? Ta lúc nào làm cạm bẫy? Ta lần này không có chơi âm mưu quỷ kế a? Chẳng lẽ là kịch bản nửa đường xảy ra vấn đề gì? Không ổn a? Lần này ta muốn thua tới. Nhưng nhìn bá tống tam thi hóa thân cái này hèn nhát bộ dáng, chỉ sợ hắn căn bản không có ghi nhớ bao nhiêu ký ức nội dung. Chẳng lẽ ván này, ta muốn thắng rồi. Nhưng thắng được ván này căn bản không có ý nghĩa a? Tiền đánh bạc ma đế với hắn mà nói, đã không có lực hấp dẫn. Phải biết, tiền đánh bạc ma đế đã tại thí tiên lôi trì bên trong nằm nhiều ngày như vậy thời gian. Đang đánh cược tư ma đế nằm trong khoảng thời gian này, hắn đã sớm từ đối phương trên thân đạt được mình muốn tri thức khung ma hải thế giới tri thức, ma hải thế giới tình báo. Thân là cổ xưa nhất cửu u chúa tể, hắn thu thập tri thức thủ đoạn quá phong phú, thậm chí có thể thu tin tức từ trong vô hình. Đem cái này đã mất đi giá trị tiền đánh bạc ma đế thắng tới về sau, có thể làm gì dùng. Lại không thể tồn bảo khố, hơn nữa còn phải tiêu hao bảo vật đi nuôi nó. So sánh dưới, thua đi nghiên cứu cái kia đối nho ra thánh nhân chi nhãn hiển nhiên hấp dẫn hơn người a. Không có biện pháp, chỉ có thể tận lực nhường, tam nhãn thiếu niên tiền bối nội tâm thở thật dài một cái. Bắt đầu ngẫu nhiên quất đề khâu, 50 đạo đề, chỉ cần trả lời 30 đạo. Coi như người thắng. Tam nhãn thiếu niên tiền bối trầm giọng nói. Dứt lời, hắn âm thầm bắt đầu động tay chân. Vốn nên tại toàn bộ minh mông ký ức bên trong, ngẫu nhiên rút ra vấn đề, bị tam nhãn thiếu niên tiền bối tận lực áp xúc đến đưa bá thiện ý thức tiến vào cái kia phiến ký ức khu vực phạm vi. Giảm nhỏ khảo thí phạm vi, tam nhãn tiền bối cũng tận lực. Đang đánh cực hẹn nghi thức ước thúc bên dưới, hắn đã làm được chính mình có thể làm cực hạn. Tán tài vương tọa đổ ước nghi thức,
là có ước thúc tính chất. Cái này ước thúc tính chất, bình thường đến nói là vì cho tam nhãn thiếu niên tiền bối gia tăng trò chơi độ khó, vì tận lực cam đoan độ ước công bằng. Dù chỉ là mặt ngoài công bằng. Nhưng bây giờ, đang đánh cực hẹn nghi thức ước thúc bên dưới, tam nhãn thiếu niên tiền bối liền xem như muốn thông qua gian lận phương thức, thua trận tranh tài, có thể thao tác chỗ trống cũng không lớn. Tận lực đi thu nhỏ ra đề mục phạm vi, đã là hắn tại quy tắc bên trong có thể làm được cực hạn. Nếu như vậy tình huống dưới, bá tống còn thua trận, vậy hắn thật không có bất kỳ biện pháp nào. Mắt nhìn một mặt hèn nhát bộ dáng bá thiện, tam nhãn thiếu niên tiền bối tâm thật mệt mỏi. Ta khó được muốn chân chính thua một trận, ta dễ dàng sao? Lúc này, người không cần tùng A, bá tống. Tựa như người trước kia cùng ta tiến hành đổ ước nghi thức đồng dạng, không cần túng, đối tới. Nhất định phải thắng A. Trong mắt quản gia. Trong lúc mơ hồ, nó đã phát giác lão gia hôm nay tâm tính có điểm bạo tạc. Lão gia, có thể là muốn thả nước. Nho gia thánh nhân chi nhãn đối lão gia lực hấp dẫn, so với nó tưởng tượng còn muốn to lớn. Cũng đúng, dù sao nho gia thánh nhân con mắt, có thể nói là chư thiên vạn giới bên trong đứng đầu nhất một nhóm ma nhãn. Mà lại cùng những cái kia trời sinh ma nhãn khác biệt, nho gia thánh nhân đôi mắt này, là trải qua chính thánh nhân một chút xíu điều chỉnh, cuối cùng biến hóa ra. Nói cách khác, trong này ẩn giấu là một loại kỹ thuật, tăng lên trong mắt uy lực hoàn mỹ kỹ thuật. Cái này đối lão gia đến nói, đích thật là hấp dẫn cực lớn. Tam nhãn thiếu niên tiền bối trong tay cũng có được không ít tăng lên ma nhãn phẩm chất kỹ thuật, nhưng đối với hắn loại này trong mắt chảy đến nói, cùng loại kỹ thuật càng nhiều càng tốt. Mà lại, bản thân hắn ở phương diện này nghiên cứu cũng tiến vào một cái bình cảnh. Hắn cần phải đi nghiên cứu nho ra thánh nhân hai mắt, nhìn xem thánh nhân kỹ thuật có thể hay không kích phát hắn linh cảm, lợi dụng tha sơn chi thạch đến công ngọc, đột phá bình cảnh. 50 đạo đề, đã tạo ra. Tiếp xuống, ta muốn bắt đầu đặt câu hỏi. Bá thiện, xin nghe đề. Tam nhãn thiếu niên tiền bối ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bá thiện. Ta đã đem đề mục độ khó ép đến thấp nhất, nếu như ngươi còn không đạt chuẩn, cũng đừng trở về. Ta muốn đem ngươi trói lại, dùng đặc chế cửu phẩm cường độ xi măng đưa ngươi phong đến trong thùng, chìm vào đến cửu u thế giới ô uế trong biển đi. Bá thiện bị tam nhãn thiếu niên tiền bối sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm lúc, trong lòng càng hư. Muốn xong, ván này thật muốn xong. Lão gia, ngài có thể là cửu u chúa tể, nói chuyện lúc đừng có dùng mười cái chữ này, có hại ngài uy nghiêm. Bên cạnh, trong mắt lão quản gia thích ứng lên tiếng, hấp dẫn lão gia lửa giận, giảm xuống bá thiện áp lực. Tam nhãn thiếu niên tiền bối cong ngón búng ra, đem trong mắt quản gia bắn bay đến trên bầu trời đi. Đề thứ nhất, cổ xưa nhất cửu u chúa tể, đang sinh ra một khắc này, mở to mắt về sau, làm chuyện làm thứ nhất là cái gì? Trong vòng 30 giây trả lời, tam nhãn thiếu niên tiền bối trầm giọng nói. Đạo này đề, có thể là đưa phân đề. Cái này để ta biết, tam nhãn tiền bối ngươi sinh ra về sau, chuyện làm thứ nhất là bước ra cửu u thế giới khởi nguyên chỗ, sắp xếp như ý toàn bộ thế giới quy tắc, tại cửu u bên trong in dấu xuống chính mình ấn ký. Bá thiện mừng rỡ trả lời. Cái này hắn vừa vặn nhìn qua. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Hắn nhìn về phía đề mục tiêu chuẩn đáp án, cửu u chúa tể đang sinh ra sau chuyện làm thứ nhất, là tại cửu u khởi nguyên chi địa, lấy ra chính mình xen lẫn pháp khí. Rõ ràng là đưa phân đề, vậy mà đều có thể đáp sai. Bá thiện tại xen lẫn pháp khí ký ức không gian bên trong ngây người nửa giờ, đến cùng nhớ nhiều ít nội dung. Đừng nói cho ta, gia hỏa này liền đi vào ngủ nửa giờ ra. Đề thứ hai, cửu u chúa tể cải tạo cái thứ nhất cửu u ma vật là cái gì? Tam nhãn thiếu niên tiền bối dùng không có chút nào tình cảm thanh âm hỏi. Tiền bối, ta đề thứ nhất chính xác sao? Bá thiện nghi hoặc hỏi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối, ngươi còn có 26 giây thời gian trả lời. Là nhãn ma, là vô số nhãn ma hội tụ đại nhãn ma. Bá thiện vội vàng đáp, lần này đáp án của hắn cũng không quá xác định. Bởi vì xen lẫn pháp khí bên trong mảnh vỡ ký ức, đều là hỗn loạn sắp xếp. Hắn đảo qua rất nhiều liên quan tới tam nhãn tiền bối cải tạo cửu u thế giới ma vật hình tượng, nhưng thật không biết con nào mới là ban sơ một cái A. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Hắn đã bắt đầu yên lặng chuẩn bị chính mình đặc chế cửu phẩm xi măng. Thứ ba đề, cửu u chúa tể lựa chọn tại cửu u thế giới thành lập cái thứ nhất cung điện, ở vào cửu u vị trí nào?
Tam nhãn thiếu niên tiền bối thanh âm đã không hề có tình cảm. Lần này, Bá Thiện đã cảm giác ra không thích hợp. Chỉ sợ trên mình hai lần đáp án, đều không đúng. Mắc điểm đã không có. Muốn cho Bạch tiền bối thắng trở về trường sinh chi pháp tựa hồ đã không đùa. Thậm chí còn tiếp tục như vậy, liền 30 đề có thể hay không hoàn thành, đều là cái vấn đề. Không ổn. Còn tiếp tục như vậy, chính mình muốn đem tam nhãn tiền bối mời đến hiện thế đi hiệp trợ nghiên cứu thánh nhân chi nhãn nhiệm vụ, đều không thể hoàn thành. Phải nghĩ biện pháp phá cục. Chờ chút. Ta làm gì nhất định phải dựa vào chính mình lực lượng đến trả lời vấn đề. Bá Thiện tại thời khắc mấu chốt nhớ tới tu lưu hệ thống cái này đại sát khí. Có một số việc, hắn có thể hướng đại tiền bối nhóm xin giúp đỡ a. Cái thứ nhất xin giúp đỡ đối tượng, tất nhiên là cùng tam nhãn tiền bối quan hệ trực tiếp nhất cẩu đản cha. Bá Thiện đầu tiên là thông qua nói chuyện riêng, thật nhanh đem tam nhãn thiếu niên tiền bối vấn đề gửi đi cho cẩu đản cha. Đón lấy, hắn lại thông qua server quyền hạn, trực tiếp tiến vào tu lưu hệ thống hậu trường. Một lát sau, chư thiên vạn giới tất cả download tu lưu hệ thống hộ khách đoàn thành viên, chỉ cần ở vào nhàn rỗi trạng thái, liền đều nhận được một đầu hệ thống nhắc nhở. Cái này công năng, liền cùng huyền thánh đồng dạng, phàm là ở vào bế quan hoặc là khẩn yếu quan đầu thành viên, đều sẽ bị sàng chọn ra ngoài. Hệ thống thông cáo, phía dưới tiến vào năm mới hoạt động thứ hai đạn, có thưởng vấn đáp khâu. Đặt câu hỏi, thái cổ đời thứ nhất cửu u chúa tể, tại cửu u thế giới thành lập cung điện, ở vào địa phương nào? Nhất mau trả lời phục câu trả lời chính xác đạo hữu, đem có thể thu được hoạt động điểm tích lũy. Hoạt động kết thúc về sau, có thể bằng điểm tích lũy tại tu lưu hệ thống hối đoái các loại ban thưởng. Bao quát không giới hạn trong đại lão, cùng bất hủ tin tức tương quan, chân quý tình báo. Ta có thể lên mạng ta kiêu ngạo. Mạng lưới có thể đem hai cái chân trời góc biển người, chăm chú liên tiếp đến cùng một chỗ. Cửu U cổ hải, tiên diệt đảo, cẩu đản cha bên kia phát tới hồi phục. Đồng thời, cẩu đản cha bên kia mơ hồ đoán đến Tống Thư Hàng khả năng tại cùng nhãn U U đánh cực khả năng. Cho nên, cẩu đản cha yên lặng đem Tống Thư Hàng tu lưu hệ thống hộ khách đoàn download mã 2 chiều, phát cho chính mình tại cửu U thế giới mấy vị kia lão thuộc hạ. Cũng có thể qua mấy vị này lão thuộc hạ, phát cho mấy vị kia nhãn U U thuộc hạ, tiến thêm một bước khuếch tán đến cửu U thế giới. Tranh thủ đem đại lượng cổ lão cửu U tà ma đều gia nhập trong đó. Bá Thiện đạt được đáp án về sau, nhãn tình sáng lên, tam nhãn tiền bối, là cửu U cổ hải. Tiên diệt đảo, đúng hay không? Trả lời chính xác, tam nhãn thiếu niên tiền bối không có cảm tình thanh âm, đột nhiên ấm lại, tiếp theo đề, nghe cho kỹ. Một đạo lại một đạo từ trong trí nhớ quất lấy ra vấn đề, bị tam nhãn thiếu niên tiền bối báo ra. Mà trước mắt Bá Thiện, tựa như là khai khiếu đồng dạng, một đề tiếp một đề đáp lên. Cái này nhóc con rốt cục khai khiếu. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nội tâm hết sức vui mừng. Nhìn lấy Bá Tống Tam Thi hóa thân trả lời một đạo lại một đạo đề mục về sau, tam nhãn thiếu niên tiền bối yên lặng gật đầu, cũng âm thầm đem bản thân túi kia nạp liệu đặc cấp nước bùn cùng một đầu phong ấn thùng thả trở về. Đồng thời, hắn báo đề thanh âm cũng trở nên có cảm ngộ lên, không còn là không có tình cảm băng lãnh thanh tuyến. Bá Thiện thuận lợi đáp đề, tam nhãn thiếu niên tiền bối nhanh chóng báo đề, hình ảnh như là này hòa nghệ lại tự nhiên. Trên bầu trời bay lên tròng mắt quản gia, lộ ra nụ cười hài lòng cho dù là ở trên trời, hắn vẫn như cũ chú ý đánh cược tiến triển. Bá Thiện như thế đường đường chính chính mở treo, tam nhãn thiếu niên tiền bối lặng lẽ meo meo phóng thủy, song phương ăn nhịp với nhau. Ăn ý, cả hai liếc mắt nhìn nhau, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Sau đó, thời gian cực nhanh. Bá Thiện cứ như vậy thuận lợi thua trận này đánh cược. Trên bầu trời tung bay tròng mắt quản gia, ngẩng đầu quan sát bắt đầu âm u thời tiết, hắn nhắm mắt lại, sung làm một đầu không có cảm ngộ khinh khí cầu. Tam nhãn thiếu niên tiền bối hòa hoãn từ bản thân tồn trữ không gian bên trong móc ra một đầu cái tẩu, ba đáp hút một hơi, phun ra một trận nồng đậm khói trắng, đem Bá Thiện cùng mình bao phủ. Hắn đã cực kỳ lâu không có hút thuốc lá này đấu bên trong lá thuốc lá. Tam nhãn tiền bối cai thuốc đã hết mấy vạn năm. Nhưng bây giờ, hắn không rút một thanh, cảm giác sẽ đè nén không được bản thân sụp đổ nội tâm trạng thái. Là ta phóng thủy còn chưa đủ rõ ràng sao? Là ngươi mở treo còn chưa đủ cường lực sao? Là đề mục vẫn như cũ quá khó khăn sao?
vì cái gì đều đã trải qua dạng này, ngươi lại còn thua. Ngươi không có lỗi ta sao? Tam nhãn thiếu niên tiền bối cúi đầu, nhìn về phía Bá Thiệt. Đối diện Bá Thiệt, đang tại nhảy máy móc vũ, vẫn là thả chậm hơn mấy trăm bội cái chủng loại kia. Hắn liền như là một cái pin sắp tiêu hao hầu như không còn người máy, hành động chậm chạp, cứng ngắc. Lúc này Bá Thiện tựa hồ muốn vươn tay ra. Nhưng quang một cái duỗi tay động tác, đều nhìn tâm mệt mỏi, liền giống bị thi triển nghìn lần chậm chạp thuật, run rẩy nửa ngày, mới như pha quay chậm hình ảnh, giơ lên một chút nhỏ. Hắn há hốc mồm, tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng miệng há nửa ngày, còn không có phát ra thanh âm. Tam nhãn thiếu niên tiền bối vừa hung ác hít một hơi thuốc lá lá, ép một chút bản thân muốn bạo tạc phổi. Trước mắt Bá Thiện, không chỉ có là động tác, thanh âm, thậm chí là tư duy tốc độ, đều bị suy yếu đến cực hạn. Loại này suy yếu, cứ nhiên ảnh hưởng đến trường sinh giả tam thi hóa thân. Lúc này ở trong mắt Bá Thiện xem ra, có lẽ toàn bộ thế giới đều tại gia tốc. Mà Bá Thiện lương loại tình huống này xuất hiện thời gian, đúng là hắn cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối lẫn nhau ăn ý, một hơi đáp đúng gần 20 đạo đề thời điểm. Rõ ràng lại có cái mấy phút. Tam nhãn thiếu niên tiền bối cùng Bá Thiện hai người liền có thể ngầm hiểu lẫn nhau hoàn thành lần này đánh cược nghi thức, Bá Thiện thắng được cuối cùng một trận tán tài vương tọa đổ chiến, tiến vào ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt cục diện. Nhưng ngay tại như thế thời khắc mấu chốt, Bá Thiện trên người tốc độ thời gian trôi qua xảy ra vấn đề. Mới đầu tam nhãn thiếu niên tiền bối còn không phát giác. Thế là, hắn hỏi đề, nhưng qua 30 giây về sau, Bá Thiện nhưng không có trả lời. Mà một khi vượt qua 30 giây không trả lời, liền là vì từ bỏ. Tại đổ ước nghi thức hạn định xuống, tam nhãn thiếu niên tiền bối liền phải tiếp tục báo ra tiếp theo đề. Đồng thời, tam nhãn thiếu niên tiền bối cũng đã nhận ra không thích hợp chỗ. Nhưng đổ ước nghi thức quy tắc bày ở cái kia. Cứ như vậy, tam nhãn thiếu niên tiền bối báo đề. Chờ 30 giây, Bá Thiện còn tại hòa hoãn há mồm, phát ra một cái a thanh âm, liền không có phản ứng. 30 giây thoáng qua một cái, tam nhãn thiếu niên tiền bối đành phải dưới báo một đề. Bất chi bất giác, 50 đạo đề cứ như vậy báo xong. Mà toàn bộ hành trình, Bá Tống chỉ đáp lên 19 đề. Khiêu chiến thất bại. Tam nhãn thiếu niên tiền bối cùng Bá Tống ở giữa đánh cược trận chiến cuối cùng lấy tam nhãn thiếu niên tiền bối đại hoạch toàn thắng chấm dứt. Hắn cùng Bá Tống ở giữa quyết đấu, rốt cục không phải toàn bại chiến tích. Đây là thật đáng mừng một sự kiện. Nhưng tam nhãn thiếu niên tiền bối hiện tại hoàn toàn không vui. Hắn lại xoay đầu lại, nhìn về phía bên cạnh tồn tại cảm giác rất yếu ớt, nhiều lần đều kém chút bị hắn sơ sót bá nhân. Vốn là, nếu như Bá Thiện xảy ra vấn đề, thật không được tự ngã thì bá nhân còn có thể bổ sung. Nhưng không chỉ có là Bá Thiện, liền bá nhân trạng thái cũng giống như vậy, chậm chạp đến phảng phất bị thả chậm mấy ngàn bội. Bá nhân trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, thậm chí hắn còn chuẩn bị cho tam nhãn thiếu niên tiền bối truyền âm nhập mật. Nhưng hắn thời gian lại cắm ở mở ra truyền âm pháp thuật giai đoạn. Ba cả buổi về sau, Bá Thiện trong miệng lại như kéo dài một dạng, phát ra một cái từ ngữ thanh âm. Quản gia, xuống, tam nhãn thiếu niên tiền bối ngẩng đầu kêu lên, đem ta phong ấn thùng lớn cho rời ra ngoài. Hôm nay, ta muốn đem Bá Tống hai cái tự ngã thi đều vùi sâu vào trong thùng. Quán vào nước bùn, đưa chúng nó chìm vào cửu u hải. Trong mắt quản gia hòa hoãn từ không trung bay xuống, chúc mừng lão gia thắng Bá Tống cuối cùng một lần. Chúc mừng cái rắm, tam nhãn thiếu niên tiền bối phun ra một đạo khói trắng. Trong mắt quản gia nhanh chóng đem trên người mình trường mâu cho quất ra, hỏi, lão gia, Bá Tống trên người đây là có chuyện gì? Vì cái gì đột nhiên lại nhận thời gian quy tắc lực lượng ảnh hưởng? Không cần phải nói. Khẳng định là bản thể hắn tại cái kia thiên đạo thời gian bí cảnh bên trong mân mê chuyện gì, nói không chừng bản thể hắn lại nổ loại hình, ảnh hưởng đến hắn tam thi hóa thân. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Giờ đây Bá Tống nói thế nào cũng là trường sinh giả cảnh giới tồn tại, ngoại trừ thiên đạo bố trí tới thời gian bí cảnh ảnh hưởng bên ngoài, phổ thông thời gian quy tắc bình thường chỉ có thể ảnh hưởng hắn nhục thân lại không cách nào hạn chế suy nghĩ của hắn. Mà lại, bình thường cũng chỉ có bản thể xảy ra vấn đề. Tam thi hóa thân mới có thể chịu ảnh hưởng. Lại bị bản thể kéo chân sau, loại chuyện này thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới. Trong mắt quản gia thở dài. Đồng thời, hắn nhìn về phía mặt đất bên trên ma đế. Ngạc, lộ ra ghét bỏ thần sắc,
lão gia kia, tôn này tiền đánh bạc ma đế chúng ta xử lý như thế nào? Nói thế nào cũng là từ bá tống trong tay thắng được chiến lợi phẩm. Giữ lại cùng hạ cái kế thừa tán tài vương tọa đạo hữu đánh cược đi, sau đó nghĩ biện pháp đem hắn chuyển vận đi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối lắc lắc thật dài cái tẩu nói. Ma đế, ngạc, ta đường đường trường sinh giả ma đế, như thế không bài diện sao? Được, lão gia, trong mắt quản gia bắt đầu công việc lu bù lên. Nói trở lại, tam nhãn thiếu niên tiền bối thu hồi cái tẩu nói, quản gia, ngươi nói ta muốn làm thế nào, mới có thể không mất thân phận, chủ động đi trợ giúp bá tống, nghiên cứu nho gia thánh nhân trong mắt. Hắn đường đường thứ nhất cửu u chúa tể, muốn mặt. Đã thắng, không tốt cấp lại đi lên trợ giúp bá tống. Sở dĩ, muốn làm thế nào, mới có thể tức không xong thân phận, lại có thể thuận lợi tham dự vào nghiên cứu thánh nhân hai mắt hạng mục bên trong đi. Lão gia, chết muốn mệnh tử khổ thân cũng không tốt, mà lại ngươi không thích hợp đi ngạo kiêu lộ tuyến. Trong mắt quản gia nói. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Nhìn thấy lão gia sắc mặt biến không đúng, trong mắt quản gia liền biết cái này đờ tâm đâm hung ác. Bất quá, đâm cũng không xê xích gì nhiều, lại đâm đi xuống, lão gia liền muốn đem hắn gác ở trên đống lửa đồ nướng, đốt quá mạnh, quay đầu bổ sung lượng nước rất không dễ dàng. Thế là, trong mắt quản gia hỏa phong nhất chuyển, nói, lão gia, ta chỗ này kỳ thật có cái đề nghị. Nói, tam nhãn thiếu niên tiền bối thanh âm bên trong đều mang vụn băng tử, lại lạnh vừa cứng. Trong mắt quản gia tới gần lão gia bên tai, che đậy lại bá thiện cùng bá mộc về sau, thấp giọng nói, lão gia ngươi xem ngươi bạn sinh pháp khí, tinh tế nhìn. Tam nhãn thiếu niên tiền bối cúi đầu như vậy liếc một cái. Sau đó, liền thấy bản thân bạn sinh pháp khí, giống như là một đầu dính người cầu tử, chính đính vào bá thiện trên tay phải, không chịu xuống tới. Nếu như hắn không chú ý, một hồi bá thiện lúc rời đi, nói không chừng thuận tay liền sẽ mang theo hắn bạn sinh pháp khí rời đi. Tốt ngươi cái bá thiện, đối ta bạn sinh cầu tử làm cái gì? Tam nhãn thiếu niên tiền bối trong lòng khó chịu, chuẩn bị đem bản thân bạn sinh cầu tử kéo về. Nhưng đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động. Sau đó tam nhãn thiếu niên tiền bối quay đầu nhìn về trong mắt quản gia. Đúng, lão gia, ta chính là ý tứ này. Trong mắt quản gia cùng lão gia tâm hữu linh tê, gật đầu ra hiệu. Đã bạn sinh pháp khí như thế dính bá thiện, cái kia một hồi để bá thiện trở về giao nộp lúc, cố ý không nhắc lên cái này bạn sinh pháp khí. Chờ bá tống đến nhà về sau, lại thông qua viễn trình liên hệ phương thức hướng bá thiện hỏi tội, bách hỏi hắn tại sao phải mang đi chính nhà mình cầu tử. Thừa dịp bá thiện mộng ép thời điểm, liền có thể thừa cơ đưa ra ta muốn lên môn đi, đem cầu tử tiếp trở về yêu cầu. Một khi tới cửa về sau, liền có thể ngoài ý muốn tiếp xúc đến bá tống nơi đó nghiên cứu nho gia thánh nhân trong mắt hạng mục. Sau đó, biểu hiện chân chính kỹ thuật cùng diễn kỹ thời điểm đã đến. Dựa vào hắn cửu u chúa tể cấp bậc tà ác diễn kỹ, muốn thuận lợi dung nhập nghiên cứu nho gia thánh nhân trong mắt hạng mục, đơn giản dễ như trở bàn tay. Thỏa, cứ làm như thế, tam nhãn thiếu niên tiền bối gật đầu nói. Sau đó, chính là chờ lấy bá thiện cùng bá thập hai cỗ tam thi hóa thân khôi phục. Lại đuổi bọn hắn rời đi. Lão gia kia, phòng ấn thùng còn cần không? Còn muốn đem cái này hai cỗ bá tống tam thi hóa thân tưới bùn không? Trong mắt quản gia nhắc nhở. Không quán lời nói, lộ vẻ ta thật mất mặt, nhưng rót lời nói, lại sẽ ảnh hưởng bọn hắn trở về giao nộp thời gian. Được rồi, đến lúc đó đem thùng cùng nước bùn lại đến, chúng ta trực tiếp đi quán bá tống bản thể đi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối khoát tay áo nói. Được. Lão gia, trong mắt quản gia gật đầu nói. Quán bá tống bản thể, hắn liền phải hảo hảo mưu đồ, nhìn xem có thể hay không tại trong thủy nê thêm giờ thiên tài địa bảo, đến lúc đó rót bá tống bản thể về sau, có thể đưa đến tắm thuốc hiệu quả. Đến lúc đó, còn có thể đề cử bá tống cùng đệ tử của hắn, tam thi phân thân, tống u u cùng một chỗ tưới bùn, sắp xếp tưới tiêu nước. Lão gia có thể giải khí, bá tống bọn hắn có thể thu được chỗ tốt. Một mũi tên trúng mấy chim. Ta quả nhiên vẫn là y như dĩ vãng cơ trí, trong mắt quản gia đối với mình hài lòng cực kỳ. Tán tài vương tỏa hư không bên trong, dương quang nhu hòa. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nằm tại trên ghế xích đu, yên lặng các loại. Lão nửa ngày sau, bá thiện thời gian rốt cục khôi phục. Vừa khôi phục về sau, xuất phát từ một loại quán tính nguyên nhân,
hắn há miệng lưu loát nói, bối, thứ 21 để đáp án là, 9981 cái bảo tàng điểm, tuyệt đối không sai, cậu đản cha đều đào qua. Đợi đã, nửa câu nói sau làm sao không đình chỉ. Đáng chết. Vừa dứt lời về sau, Bá Thiện liều mạng duỗi tay che lại miệng của mình. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Mặc dù đã sớm biết, bản thân lặng lẽ lưu tại cửu u thế giới bảo tàng, cuối cùng nhất định sẽ tiện nghi đầu kia cẩu đàn long, nhưng chính tay xác nhận bản thân cái kia tràn đầy 81 chỗ bảo tàng điểm, tất cả đều bị móc xuống thời điểm, loại kia tâm tắc cảm giác, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Đây chính là hắn góp nhặt hơn nửa đời người bảo tàng A. Mà lại, có thể vào hắn pháp nhãn, đều tuyệt đối tinh phẩm, cấp bậc kém chút, hắn đều khinh thường đi thu nhập bản thân bảo khố. Năm đó hắn thành cửu u chúa tể về sau, căn bản liền không có nghĩ đến có một ngày, bản thân đối ứng thiên đạo sẽ biến mất. Đã từng hắn tuổi còn rất trẻ, còn tưởng rằng mình sẽ ở cửu u chúa tể vị trí bên trên làm cả đời, làm đến thế giới trung yên. Thế là, hắn bắt đầu phát huy ưa thích của mình, đã dùng hết cả đời thời gian đi đem cửu u thế giới quy tắc vuốt lên, sắp xếp như ý, tại cửu u thế giới bồi dưỡng cường đại nhãn ma, cũng thu thập bảo tàng, đưa chúng nó an trí tại cửu u thế giới các nơi. Kết quả không nghĩ tới, thiên đạo nói băng liền băng. Sập sau hắn, tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện mình đã không ở cửu u, còn trở về không được. Đầu kia cẩu đàn long về sau như vậy bốc đồng đi nghiên cứu các loại hạng mục, đơn giản tựa như là không cần tiền giống như đốt tiền nghiên cứu. Hóa ra đốt đều là tiền của hắn. Cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn đem cẩu đàn long giết, bụi đều cho hắn hất lên. Tam nhãn thiếu niên tiền bối tại nội tâm oán hận nói. Thời gian này không xa. Hắn hiện tại, lần trước đang thu thập bạch mã, bạch, béo cầu lực lượng về sau, đã có thể ngắn ngủi tại hiện thế dạo chơi. Chờ hắn tại mân mê thế giới triệt để hoàn thiện về sau, là hắn có thể tự do tại hiện thế nhảy đi, còn có thể chân thân về cửu u nhìn xem quê quán. Đến lúc đó, nhìn hắn nộ truy cầu đàn long. Đổ ước nghi thức đã kết thúc, Bá Thiện đạo hữu. Trong mắt quản gia lên tiếng nói. Bá Thiện, thật đáng tiếc, các ngươi đã thua. Tiếp đó, còn mời đạo hữu giúp ta nhà lão gia tìm một cái thích hợp người thừa kế, đến kế thừa tán tài vương tọa ấn ký. Cùng đạo hữu cùng một chỗ thời gian chung đụng rất ngắn, nhưng lại rất vui vẻ. Chúng ta về sau, hữu duyên gặp lại. Trong mắt quản gia thâm tình nhắn lại nói. Bá Tống thăng cấp quá nhanh, cũng không cho hắn nhiều thời gian hơn đến tìm kiếm quản gia người thừa kế. Giờ đây, cũng chỉ có yên lặng chúc phúc Bá Tống đạo hữu. Dứt lời, trong mắt quản gia nhẹ nhàng vung tay lên, mở ra tán tài vương tọa tiểu mộc tầng, đem Bá Thiện cùng Bá Cổn cho đưa ra ngoài. Một mặt mộng ép Bá Thiện còn chưa phát hiện, cái kia tam nhãn tiền bối bạn sinh pháp khí, còn yên lặng đính vào lòng bàn tay của hắn bên trên, không xuống tới. Thua, tán tài vương tọa bên ngoài, Bá Thiện còn không có kịp phản ứng. Thua, chỉ sợ là bản thể nơi đó trước đó xảy ra chút vấn đề, dẫn đến chúng ta thời gian trạng thái phạm sai lầm. Hiện tại khôi phục, hẳn là bản thể bên kia điều chỉnh hoàn tất. Tự ngã thì thở dài, tóm lại, chúng ta về trước đi, đem chuyện này báo cáo một chút bản thể, nhìn xem bản thể bên kia có hay không phương án khác, có thể đem tam nhãn thiếu niên tiền bối cho mời đi theo. Tỷ như, ngay lập tức đem tán tài vương tọa ấn ký truyền cho quần bên trong thành viên. Sau đó mời quần bên trong thành viên lại cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối cực một ván, đổ ước vẫn như cũ. Bá Thiện cơ chí nói. Cái phương án này có thể thực hiện, chúng ta nhìn xem có thể hay không đem ấn ký truyền cho bạch tiền bối phân thân đi. Trên lý luận mà nói, bạch tiền bối phân thân hẳn là cũng còn có thể tiến hành một lần đánh cược A. Tự ngã thi gật đầu nói. Hai vị tam thi hóa thân mở ra cánh cửa không gian, chạy trước về cửu u thế giới. Chuẩn bị thông qua cửu u thế giới tiết điểm, tiến về thời gian bí cảnh. Cửu u thế giới bên trong. Nguyên bản tự bế béo cầu đại lão, sinh lòng cảm ứng, mở ra tự bế trạng thái. Hắn đưa mắt nhìn lại, sau đó liền thấy được làm nó chán ghét Bá Thiện. Kỳ quái, ta vì sao lại bởi vì cảm ứng được nó đến, mà từ phong bế trạng thái bên trong bắn ra. Béo cầu đại lão trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ, là rốt cục muốn đối ta động thủ. Sở dĩ, ta cảm giác nguy cơ bắt đầu âm thầm nhắc nhở ta, cũng để cho ta bắt đầu cảnh giác lên. Béo cầu đại lão chằm chằm vào hòa hoãn đến gần Bá Thiện. Từng có lúc, cái này hắn có thể tiện tay bóp nát mất trăm lần tiểu côn trùng,
bây giờ lại trưởng thành là chúa tể hắn vận mệnh trọng yếu tồn tại. Nếu như trên thế giới này có thuốc hối hận, nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn nhất định phải rời xa con sâu nhỏ này, không nên cùng hắn có bất kỳ dây dưa. Lại hoặc là, ngay từ đầu trọng điểm bóp cái này cấn tay côn trùng, bóp nát hắn, nắm đến hắn không cách nào phục sinh. Hoặc là làm chết, hoặc là triệt để rời xa. Đáng tiếc, trên thế giới này không có thuốc hối hận loại vật này. Trừ phi, làm đến siêu thoát thiên đạo, hoặc là chỉ siêu thoát nửa bước cảnh giới. Bá Thiện đồng dạng thấy được tỉnh lại béo cầu đại lão. A, à, tự bế béo cầu đại lão tỉnh, Bá Thiện hơi sững sờ. Cái kia, bản thân muốn lên đi cùng đại lão tâm sự không? Thật sự là hắn có một số việc, muốn hỏi một chút béo cầu đại lão. Tỷ như từ Long Lạc nữ sĩ cái kia lấy được Hắc Long thế giới thứ 8 giới bất hủ cũng là cầu tin tức, tỷ như béo cầu đại lão khả năng lai lịch vấn đề các loại. Nói không chừng cùng béo cầu đại lão tâm sự, có thể được đến càng nhiều tin tức hơn tình báo. Loại này phi thường đỉnh tiêm tin tức tình báo, mặc kệ có thể hay không dùng tới được, trước thu tập, tương lai nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Tin tức, cũng là phi thường phú quý tài phú. Béo cầu đại lão, người tỉnh rồi. Bá Thiện đi vào phòng ấn bên cạnh, mở miệng nói, ta vừa vặn muốn cùng ngươi. Ta không nghe, ta không nghe. Béo cầu đại lão dùng băng lãnh tiếng kim loại âm đáp. Bên cạnh bá. Bá Thiện, không phải, ngươi trước hết nghe ta nói, ta nghĩ. Ta không nghe, ta không nghe. Béo cầu đại lão lần nữa cắt ngang. Là cùng ngươi có liên quan sự. Bá Thiện lớn tiếng nói. Ta không muốn nghe ngươi giải thích, không nghe, không nghe. Dứt lời, béo cầu đại lão lần nữa mở ra tự bế hình thức. Bá Thiện, người đây là cái nào niên đại bên trong chạy đến yêu đương kịch nhân vật nữ chính sao? Béo cầu đại lão lần nữa tiến vào tự bế hình thức về sau, tiếp tục bắt đầu cố gắng nghiên cứu phá giải thiên đạo phong ấn phương án. Phong ấn thuật là béo cầu đại lão rất am hiểu khâu. Nó phong ấn thuật trên lý luận có thể đem bạch phong ấn mấy ngàn năm. Chỉ muốn phá vỡ thiên đạo phong ấn. Hắn liền có thể mượn cửu u chúa tể quyền hạn trốn vào đến bản thân giấu giếm phòng thí nghiệm bên trong đi. Đến lúc đó, dù là bỏ qua phần lớn thân thể, chỉ muốn bảo trụ một bộ phận thể lỏng kim loại chi thân là được. Thân là một cái thể lỏng kim loại cầu, đây chính là nó đặc thù còn sống chi đạo. Chỉ cần có thể sống sót, cho dù là sống tạm, béo cầu đại lão cũng sẽ không chú ý. Hắn đối sinh dục vọng, so tất cả mọi người càng thêm mãnh liệt. Chính đương béo cầu đại lão chuẩn bị xâm nhập nghiên cứu thiên đạo phong ấn thời điểm. Đột nhiên, hắn lại bị cưỡng chế bắn ra tự bế hình thức trạng thái. Béo cầu đại lão. Giết bạch u thiên đao, đây là có chuyện gì? Vì cái gì hắn lại bị bắn ra? Béo cầu đại lão vừa mở mắt, lại thấy được bá thiện tấm kia làm cầu chán ghét mặt đây là bá tống thiện thi phân thân, tự mang công đức chi lực, chán ghét độ là bản thể gấp 2. Bất quá lần này. Béo cầu đại lão có thể cảm ứng được, để cho mình không ngừng từ tự bế hình thức bên trong bắn ra, cũng không phải là bá tống thiện thi, mà là thiện thi trong tay một kiện đồ vật. Đây là cái gì? Béo cầu đại lão hình cầu bên trên, ngưng tụ ra một con mắt, tiếp cận bá thiện lòng bàn tay, thanh âm của nó có rõ ràng tâm tình chập chờn. Cái gì? Bá thiện cũng nghi ngờ thuận béo cầu đại lão ánh mắt, nhìn về phía mình lòng bàn tay. Sau đó... Hắn liền thấy một đầu tròn vo vật nhỏ, chính bám vào lòng bàn tay của hắn. Tại hắn nhìn về phía vật nhỏ này thời điểm, vật nhỏ còn xoay người lại, lộ ra một đầu manh manh tròng mắt, đối bá thiện nháy nháy mắt. Ánh mắt siêu khả ái cái chủng loại kia. Yêu thỏ, bá thiện phát ra thật dài tiếng kêu. Bên cạnh bá vuốt vuốt bản thân huyệt thái dương. Lần này, hắn thật sự cảm giác đến bản thể bá thiện hóa thân cùng bá ác hóa thân, có chút không quá thông minh dáng vẻ. Rõ ràng đồng dạng là tam thi hóa thân, vì cái gì cảm giác gia hỏa này có chút xuẩn manh xuẩn manh? Vì cái gì pháp khí đại lão ngươi sẽ cùng theo ta đi ra nha? Bá thiện giơ lòng bàn tay của mình, hỏi. Mà lại, cái này tam nhãn thiếu niên tiền bối bạn sinh pháp khí, hảo sinh lợi hại, lại ở trong lòng bàn tay hắn lúc, hắn cứ nhiên không có phát giác được một tia dị dạng. Tam nhãn bạn sinh pháp khí tiếp tục đối với bá thiện nháy mắt giả ngây thơ, nhưng không có đáp lời. Đại lão ngươi nói chuyện a, ngươi chỉ nháy mắt lời nói, ta không biết ngươi ý tứ. Ta không phải bản thể, không có loại kia đọc lấy phi nhân loại ngôn ngữ thiên phú. Bá thiện thở dài nói. Hắn dám khẳng định,
Tam nhãn thiếu niên tiền bối bạn sinh pháp khí khẳng định là có ý thức, mà lại khẳng định có khí linh. Đây chính là kiện từ đệ nhị thiên đạo thời kỳ một mực còn sống cho tới bây giờ pháp khí, liền xem như mài cũng có thể mài ra khí linh tới. Bạn sinh pháp khí đại lão ánh mắt bên trong, nổi lên rõ ràng ý cười. Sau đó, hắn phát ra mấy cái âm tiết quả nhiên có khí linh. Nhưng Bá Thiện nghe xong mấy cái này âm tiết về sau, liền triệt để tuyệt vọng. Đây là thái cổ ngôn ngữ, nhưng đây là một loại nào đó thái cổ thời kỳ địa phương tiếng địa phương. Cái này niên đại, ai có thể nghe hiểu a? Khí linh đại lão tiếp tục dùng ý cười ánh mắt nháy nháy mắt. Ai, Bá Thiện thở dài nói, ta một hồi liên hệ tam nhãn tiền bối, sau đó đem ngươi đưa trở về. Dứt lời, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía trong phong ấn béo cầu đại lão. Lúc này béo cầu đại lão ngưng tụ ra con mắt, đang gắt gao chằm chằm vào Tống Thư Hàng trong tay bạn sinh pháp khí đại lão. Bá Thiện duỗi tay xoay trái, béo cầu đại lão con mắt đi theo xoay trái. Bá Thiện rẽ phải, béo cầu đại lão ánh mắt cũng đi theo rẽ phải. Bá Tống, trong tay ngươi đây là cái gì? Béo cầu đại lão hỏi lần nữa. Bá Thiện nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên che lỗ tai, ta không nghe rồi. Bên cạnh bá. Thật là mất mặt, cùng là tam thi một trong hắn, cảm giác thật xấu hổ. Thế là, bá yên lặng mở lớn, một thân công pháp vận chuyển tới cực hạn, lặng yên xóa đi cảm giác về sự tồn tại của chính mình, biến thành một cái tiểu trong suốt, từ trong mắt của tất cả mọi người biến mất. Chỉ có tại thời khắc này, bá mới cảm giác được quên đi thần công diệu dụng. Chúng ta hảo hảo tâm sự đi, bá Tống, béo cầu đại lão tâm thật mệt mỏi. Không nghe, không nghe. Bá Thiện dùng sức lắc đầu. Thích nghe không nghe, lăn. Béo cầu đại lão tại nội tâm gầm thét. Nhưng là, trong hiện thực hắn, nhưng vẫn là đến bày ra một mặt cười cầu bộ dáng. Quá tam ba bận, ngươi có vấn đề muốn hỏi ta cũng có vấn đề muốn hỏi ngươi, chúng ta thật sự có thể hảo hảo tâm sự. Bá Thiện nhếch miệng lên, ngươi hỏi ta một vấn đề, ta đáp xong về sau, liền chuyển tới ta hỏi ngươi một vấn đề, lòng vòng như vậy. Thành giao. Béo cầu tâm mệt mỏi nói. Đầu tiên ta trả lời ngươi, đây là đời thứ nhất cửu u chúa tể, tam nhãn thiếu niên tiền bối bạn sinh pháp khí. Bá Thiện giờ bạn sinh pháp khí đại lão, đáp. Béo cầu nhíu mày. Đời thứ nhất cửu u chúa tể bạn sinh pháp khí. Cái kia vì sao, hắn cùng kiện pháp khí này ở giữa, sẽ có một loại như chân với tay cảm giác. Đời thứ nhất cửu u chúa tể cùng hắn ở giữa, trên lý luận cũng không có quá quan hệ trực tiếp a. Mà lại, dựa vào cái gì khác cửu u chúa tể đản sinh thời điểm sẽ có bạn sinh pháp khí loại vật này, mà hắn nhưng không có. Hắn ra đời thời điểm, trừ mình ra quả cầu này bên ngoài, không có gì cả. Nói không chừng liền bạch u tên kia cũng có bạn sinh pháp khí loại hình bảo vật. Quả nhiên, ta bạn sinh pháp khí là bị thiên đạo cho làm không có. Ngốc tất thiên đạo cầu. Béo cầu đại lão nội tâm đối với thiên đạo cầu oán hận càng phát ra nồng đậm. Tiếp tục như vậy nữa lời nói, hắn đối với thiên đạo cầu oán hận giá trị sớm muộn muốn vượt qua Tống Thư Hàng, Bạch U U cùng Nho Gia Thánh Nhân. Ta cảm giác mình cùng kiện pháp khí này ở giữa, có loại cảm giác rất thân thiết. Bá Tống, ngươi có phải hay không biết một chút cái gì? Béo cầu đại lão tiếp tục hỏi. Đại lão vấn đề của ngươi hiệp đã kết thúc, hiện tại đến phiên ta hỏi ngươi. Bá Thiện khoát tay nói. Béo cầu đại lão nội tâm lại thở dài. Đối bá Tống oán niệm giá trị. Ngươi hỏi đi, béo cầu nói. Bá Thiện đặt câu hỏi nói, béo cầu đại lão, ngươi đối Hắc Long thế giới có ấn tượng sao? Không, tốt, đến phiên ngươi trả lời ta. Béo cầu đại lão cấp bách nói. Bá Thiện, nếu như béo cầu đại lão ngươi trả lời là không có lời nói, vậy ngươi và bạn sinh pháp khí tiền bối ở giữa, khả năng cũng không có cái gì liên hệ. Béo cầu đại lão, ta đến hảo hảo giảng thuật đi. Bá Thiện tại phòng ấn bên cạnh ngồi xếp bằng xuống, hắn chung quy là cái thiện lương hóa thân, tổng là vui với giải quyết người khác nghi hoặc. Bạn sinh pháp khí tiền bối nguyên vật liệu, là đời thứ nhất cửu u chúa tể đối ứng thiên đạo, từ Hắc Long thế giới cổ u mang về. Thiên đạo thông qua nghiên cứu cổ u mang ra nguyên vật liệu, cuối cùng mân mê ra cửu u chúa tể, hoàn thiện thiết lập, cũng bị đặt vào đến thiên đạo quy tắc bên trong. Bá Thiện chậm rãi nói đến, ta vốn đang suy đoán. Béo cầu đại lão ngươi cùng cổ u nguyên vật liệu ở giữa, sẽ có hay không có sở liên hệ, không nghĩ tới béo cầu đại lão ngươi cái gì đều không ấn tượng. Béo cầu đại lão bính,
vì cái gì ngươi sẽ có ý nghĩ như vậy? Ta vì sao lại cùng cổ u nguyên vật liệu có chỗ liên hệ? Ngươi quả nhiên biết một ít chuyện. Muốn không có thiên đạo phong ấn tại, lúc này hắn nhất định phải một cái ngàn tấn rơi, áp chế bá tống hóa thân, sau đó đem tự mình nghĩ biết đến đồ vật đều ép hỏi ra đến về phần trực tiếp đọc lấy ký ức thủ pháp, hắn là tuyệt đối sẽ không lại dùng. Bá tống trong trí nhớ, khắp nơi đều là hố, khắp nơi trên đất là lôi, sơ ý một chút liền sẽ đọc vào tay cấm kỵ nội dung, chịu đến phản vệ trọng thương. Đừng vội, béo cầu tiền bối. Đến phiên ta hiệp, bá thiện khoát tay áo, sau đó móc ra một cuốn sách nhỏ, hỏi, đặt câu hỏi, béo cầu đại lão, thân thể của ngươi phải dùng biện pháp gì thiết cát về sau, trong thời gian ngắn sẽ không dung hợp. Béo cầu, ngươi đây là người hỏi vấn đề sao? Ngươi vì cái gì không đi hỏi hỏi heo, hỏi một chút hắn muốn làm sao đem hắn giết về sau, sẽ càng hương. Bá thiện gặp béo cầu nửa ngày không trả lời. Liền ngẩng đầu nhìn về phía đại lão, vấn đáp khâu phải kết thúc sao? Ngươi có thể thay cái vấn đề, béo cầu đại lão nói. Bá thiện mở ra vở, lại hỏi, cái kia, béo cầu đại lão, đem thân thể của ngươi thiết cắt về sau, muốn làm thế nào, mới có thể xóa đi thân thể ngươi thiết cắt bộ vị cùng bản thể liên hệ. Thân là đáng tin hóa thân, hắn muốn vì tống u dung hợp béo cầu hạng mục lớn, sớm làm chút điều tra. Béo cầu. Kỳ thật phía sau vấn đề, đều có chút cùng loại. Bá thiện khép lại trong tay sách nhỏ, đối béo cầu đại lão nói, còn muốn tiếp tục không? Trên thực tế, dung hợp béo cầu đại lão kế hoạch, đối béo cầu đại lão tới nói ngược lại là một cơ hội. Phải biết, thiên đạo, đạo tử cùng béo cầu đại lão ở giữa, thế nhưng là có thù không đội trời chung. Nho ra ngàn vạn năm tới oán hận, không phải dăm ba câu có thể nói xong. Nếu như không phải béo cầu đại lão còn có chút giá trị lợi dụng. Đạo tử sớm đã đem béo cầu đại lão giết, dương thành cho. Mà cải tạo tống u hạng mục ngược lại để béo cầu đại lão có bảo tồn lại cơ hội. Tống u cải tạo, cũng không cần dung hợp cả cái cầu, chỉ cần dung hợp một bộ phận lớn, hoàn thiện cửu u chúa tể tính chất là đủ. Mà lấy béo cầu đại lão thể lỏng kim loại thân thể thuộc tính, chỉ cần có một bộ phận vẫn tồn tại, vậy liền sẽ không tiêu vong. Nhiều nhất thể tích rút lại một số. Điểm ấy, thậm chí béo cầu bản thân nội tâm đều rõ ràng. Hắn bắt đầu rơi vào trầm tư. Lúc này, tại bá thiện cùng béo cầu giao lưu thời điểm, thiên đạo. Đạo tử tiền bối ý chí quét tới. Đây là đạo tử ý chí tới cha cương vị. Đạo tử đã sớm nhìn thấy béo cầu tại thử nghiệm phá giải phong ấn, vì phòng ngừa béo cầu thật sự thoát khốn đào tẩu, đạo tử ý chí cách một đoạn thời gian liền sẽ càn quét một chút. Mặt khác, thuận tay lại cường hóa hạ phong ấn, tuyệt béo cầu bỏ chạy cơ hội. Lần này, đạo tử ý chí đảo qua về sau, vừa hay nhìn thấy bá tống cùng béo cầu đang đối đầu. Thông qua đọc lấy phong ấn ghi hình công năng, đạo tử rất nhanh giải tiền căn hậu quả. Hơi suy nghĩ một chút về sau, đạo tử trong lòng hạ một cái quyết định. Cải tạo tống u kế hoạch bên trong, nếu như béo cầu nguyện ý chủ động phối hợp, có thể ít rơi rất nhiều phiền phức. Thế là đạo tử ý chí thanh âm vang lên, đối béo cầu nói, nếu như chúng ta tiến hành bá tống cửu u chúa tể kế hoạch quá trình bên trong, người nguyện ý chủ động phối hợp chúng ta, đến lúc đó kế hoạch kết thúc, người lưu lại tới cái kia một phần thân thể, ta có thể buông tha. Đạo tử sư huynh tốt, bá thiện từ dưới đất đứng lên. Ta chỉ là tiện đường đến cha cương vị, vừa vặn nghe được ngươi cùng cầu chúa tể đối thoại. Đạo tử ý chí đang khi nói chuyện, lại tại béo cầu đại lão phong ấn bên ngoài. Tăng thêm 2 tầng cường hóa. Béo cầu đại lão. Đáng giết ngàn đao bạch u, phong ấn lại cường hóa. Câu trả lời của ngươi đâu, cầu chúa tể. Đạo tử ý chí lại lần nữa phát ra tiếng. Dù sao, đợi hắn từ thiên đạo chi vị bên trên sụp đổ về sau, béo cầu chúa tể thân là đối ứng cửu u chi thân cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Như vậy trước lúc này, nếu như có thể để lợi ích tối đại hóa, liền không thể tốt hơn. Ngươi ngược lại thật sự là giỏi tính toán, nho ra đạo tử. Béo cầu đại lão thanh âm băng lãnh. Lại muốn bản thân chủ động phối hợp, kính dâng ra bản thân thân thể, bù đắp tống u. Cái này đề án, đơn giản giết cầu chu tâm. Nhưng là, người có thể sống được đến, tiếp tục tồn tại xuống dưới. Đạo tử ý chí không tình cảm chút nào nói. Béo cầu đại lão, sống xuống tới. Cỡ nào hèn mọn vừa khổ chát chát ba chữ. Ta muốn sống xuống tới. Béo cầu đại lão nói.
luận là trạng thái gì, nó đều chọn sống xuống tới. Đây đã là nó chấp niệm. Thành giao, đạo tử ý chí phát ra tiếng nói. Cùng đạo tử ước định một khi xác lập, liền có thiên đạo làm chứng, lại không đổi ý cơ hội. Hợp đồng thành lập. Đạo tử lại nhìn mắt trong phong ấn béo cầu. Nhìn thấy lúc này béo cầu biệt khuất bộ dáng, đạo tử suy nghĩ đều thông suốt lên, suy nghĩ phảng phất hóa thành đường tám làn xe, không lại kẹt xe. Có đôi khi, còn sống nhưng so sánh tử vong thống khổ hơn. Dùng loại phương thức này giải quyết béo cầu cùng Nho gia ở giữa ân oán, chắc hẳn Nho gia ngàn vạn năm đến hy sinh đệ tử, cũng sẽ hài lòng a. Đối xong Nho gia đại địch về sau, đạo tử sư huynh tâm tình vui vẻ. Lấy trực báo oán, dùng đức báo đức, cỡ nào khiến tâm tình người ta vui vẻ loại vật này, quả nhiên vẫn là muốn xây dựng ở địch nhân thống khổ phía trên. Béo cầu thống khổ cùng biệt khuất, khiến đạo tử sư huynh khẩu vị mở rộng. Bá thiện ngươi tiếp tục cùng cái này cầu trò chuyện, gặp lại sau. Đạo tử đại lão ý chí khoát tay áo, vui vẻ rời đi cửu u thế giới, kết thúc hắn lần này tra cương vị. Trong phòng ấn béo cầu đại lão, thở thật dài, phảng phất bị rút khô tất cả khí lực, tâm tình phức tạp đến mấy giờ đều không thể miêu tả. Đây là nó cầu sinh nhất khuất nhục một ngày. Một trong, bá thiện một lần nữa ngồi xếp bằng tại phòng ấn bên cạnh ngồi xuống, hỏi, béo cầu đại lão. Chúng ta tiếp tục tâm sự. Đừng phiền ta, béo cầu đại lão hữu khí vô lực nói. Ta có thể hiểu được ngươi, ngươi lúc này tâm tình không tốt, không muốn nói chuyện cũng là bình thường. Bá thiện khẽ mỉm cười nói, nhưng ta chính là muốn cùng ngươi bây giờ tâm sự. Ngươi càng không muốn nói chuyện, ta liền càng nghĩ nói chuyện cùng ngươi đát. Béo cầu đại lão ngắm bá thiện một chút. Cái này đích xác là cái làm cửu u chúa tể chất liệu tốt. Ta có một cái khả năng cùng béo cầu đại lão có liên quan tình báo, hắc long thế giới tồn tại, người cuối cùng cũng biết ha. Bá thiện nói ra, mà tại hắc long thế giới bên trong, có một cái thứ tám giới bất hủ, xảo chính là, vị kia thứ tám giới bất hủ cũng là một cái cầu. Mà lại tựa hồ cũng là thể lỏng kim loại trạng tạo thành. Béo cầu đại lão, hữu khí vô lực trạng thái, liền bá thiện chủ đề cưỡng chế khu trừ. Thậm chí liền bá thiện xưng hô nó béo cầu cái này sự tình, nó đều không có đi để ý. Người từ nơi nào được tình báo? Béo cầu đại lão hỏi. Bá thiện trả lời, là từ hắc long thế giới chúa tể giả, long lạc nữ sĩ nơi đó đạt được tin tức. Béo cầu đại lão xa vào đến trong trầm tư. Một lát sau. Cho nên, ta cùng cái kia hắc long thế giới thứ tám giới thiên đạo khả năng có quan hệ. Béo cầu đại lão nói. Nhìn về phía tống thư hàng hóa thân trong tay tam nhãn chúa tể sen lẫn pháp khí. Cái này sen lẫn pháp khí nguyên vật liệu, chính là giới thứ hai thiên đạo từ hắc long thế giới đối ứng cổ u bên trong làm tới. Mà hắc long thế giới thứ tám giới thiên đạo, cùng nó cùng loại. Mà nó lại cùng cái này sen lẫn pháp khí ở giữa có huyết mạch tương liên xúc động cảm giác. Tất cả trùng trùng, xuyên đến cùng một chỗ, cho ra phía trên kết luận. Ta chống không ký ức. Cũng là bởi vì ta là bất hủ chuyển sinh di chứng. Đây là ta bản thể cùng long lạc nữ sĩ hai loại suy đoán một trong. Bá thiện lên tiếng nói. Béo cầu đại lão cầu thân nhẹ nhàng trên mặt đất búng ra, biểu hiện ra nó nội tâm không bình tĩnh, cái kia khác một cái suy đoán đâu. Khác một cái suy đoán, là rất có thể mỗi một lần thứ tám giới, đều sẽ xuất hiện một cái cầu đại lão. Bá thiện đáp. Không có khả năng, béo cầu đại lão phủ định hoàn toàn. Liền xem như có thể muốn làm gì thì làm thiên đạo, cũng không có khả năng trực tiếp đột nhiên biến ra cái vô cùng cường đại sinh mệnh đến thiên đạo muốn làm gì thì làm, tại một ít khâu lúc cũng nhất định phải đi một ít quy tắc quá trình. Nhưng hai lần thứ tám giới bất hủ có điểm quá xảo hợp. Bá thiện nhắc nhở nói. Béo cầu đại lão nhắm mắt lại, suy tư nói, hai lần thứ tám giới. Nhìn qua là có điểm trùng hợp, nhưng nếu như là có người tận lực dẫn đạo, liền có thể giải thích thông. Lúc này béo cầu đại lão, là đứng tại bên thứ ba góc độ, để suy đoán đáp án, không có đem chính mình thay vào đến thiên đạo cầu cái này một trận doanh bên trong đi. Nếu có người trong bóng tối khống chế ngốc tất thiên đạo cầu, mãi cho đến thứ tám giới thời điểm, lại để cho thiên đạo cầu chứng đạo, trên lý luận có thể nói thông. Thậm chí không nhất định phải tận lực dẫn đạo, chỉ cần bồi dưỡng ngốc tất thiên đạo cầu, chờ nó thực lực đến, sự tình gì đều có thể thuận theo tự nhiên. Nhưng là... Tại béo cầu đại lão bản thể cùng Nho gia thánh nhân niên đại, không ai có thể làm được loại chuyện này đi. Bá thiện nói,
Ngay lúc đó chư thiên vạn giới bên trong, ai có bản sự này, âm thầm bố cục, để đã từng thiên đạo cầu tại thứ 8 giới thiên đạo lúc ra sân, cũng cùng Nho Gia Thánh Nhân tranh phong cướp đoạt thiên đạo chi vị. Khi đó Nho Gia Thánh Nhân đã mạnh đến cực hạn, là chân chính thiên đạo bên dưới đệ nhất nhân. Thiên đạo đều rất khó trực tiếp ảnh hưởng đến thánh nhân loại tồn tại này. Thiên đạo, Bạch U đối ứng thiên đạo, béo cầu đại lão không trải qua cầu não suy tư, liền 10 phần khẳng định lên tiếng nói. Nếu như trên thế giới có chuyện nào tìm không thấy hung phạm, vậy khẳng định chính là Bạch U sai. Nếu như Bạch U thực lực chống đỡ không dậy nổi cái này miệng hắc hoa lời nói vậy liền khẳng định là Bạch U đối ứng thiên đạo nồi. Tống Thư Hàng, ta tại cửu U thế giới lúc, cũng nghiên cứu qua một chút liên quan tới lịch đại thiên đạo tin tức, ý đồ từ đó tìm tới giống Bạch U như thế, thiên đạo sụp đổ về sau, cửu U chúa tể vẫn như cũ có thể còn sống ở thế phương pháp. Trong lúc đó ta liền phát hiện, Bạch U thiên đạo tại vị thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng hắn phi thường đặc thù. Béo cầu đại lão tư duy đã tẩu hỏa nhập ma. Bá thiện lắc đầu. Thiên đạo bạch mặc dù làm việc rất làm cho người khác đau đầu, nhưng là béo cầu đại lão xuất hiện, hẳn là không có quan hệ gì với thiên đạo bạch. Nếu như là thiên đạo bạch thủ đoạn, cái kia béo cầu đại lão hẳn là sẽ lấy bạch muội muội phương thức đăng tràng. Nhìn thấy bá thiện lắc đầu, béo cầu đại lão cũng theo tiết tấu chậm rãi lay động. Một lát sau, nó thoáng tỉnh táo một chút. Thiên đạo. Béo cầu đại lão nhìn về phía bá thiện trong tay sen lẫn pháp khí. Nó cảm giác bá tống hóa thân đưa ra hai loại khả năng, kết hợp một chút có người từ Hắc Long thế giới mang ra thiên đạo cầu nguyên hình, cũng tiến hành bồi dưỡng. Thậm chí đối phương không nhất định muốn để thiên đạo cầu cuối cùng chứng đạo bất hủ, có lẽ chỉ là đơn thuần tiến hành thí nghiệm. Béo cầu đại lão cảm giác cái suy đoán này phù hợp nhất thực tế. Mà lại, nó có hoài nghi đối tượng. Bá thiện thuận béo cầu đại lão ánh mắt, cúi đầu hướng manh manh sen lẫn pháp khí nhìn lại. Tam nhãn đệ nhị thiên đạo. Đệ nhị thiên đạo cùng đệ nhất thiên đạo đồng dạng, xóa đi chính mình tất cả ấn ký. Hắn còn đã từng xâm nhập qua Hắc Long thế giới nghiên cứu cổ U. Nếu như nói, béo cầu đại lão đối ứng thiên đạo, thật sự là bị người mân mê ra, đệ nhị thiên đạo khả nghi tính hoàn toàn chính xác rất lớn. Nếu có thể nhập mộng một chuyến liền tốt, lại hoặc là đến một phát giám định bí pháp, nhìn xem có thể hay không giám định ra đồ vật đến. Bá thiện thầm nghĩ, nhập mộng là lựa chọn tốt nhất, cơ bản không có di chứng, chính là không cách nào khống chế tự nhiên. Lúc nào nhập mộng đối tượng là ai, không thể chảy. Mà giám định bí pháp, nếu như muốn giám định dính đến thái cổ thậm chí Hắc Long thế giới huyền bí tin tức, không biết phải bỏ ra như thế nào đại giới. Hắn trường sinh giả cảnh giới bản thể, cũng không biết có thể hay không gánh vác. Ta đối ứng thiên đạo cầu đang sụp đổ thời điểm, có hay không lưu lại đầu mối gì? Người có thể để Nho Gia đạo tử lục soát bên dưới vết tích. Lúc này, béo cầu đại lão đề nghị. Ta hướng đạo tử tiền bối phản hồi hạ, hư không bên trong, ẩn thân đáng tin tam thì bá lên tiếng nói. Bên cạnh, bá thiện đồng thời nói, lại nói, nếu như béo cầu đại lão suy đoán của ngươi là chính xác. Cái kia luôn cảm giác ngươi bức cách mất rất nhiều. Béo cầu đại lão, lịch đại thiên đạo, cơ hồ mỗi cái đều là sẽ làm sự tình. Duy chỉ có ngươi đối ứng thiên đạo, là bị gây sự. Mà lại, nói không chừng bản thể của ngươi vẫn là vật thí nghiệm. Bá thiện nói, cầu thiên đạo đây là cùng chúng thiên đạo không hợp nhau. Béo cầu đại lão rốt cục phát hiện, trước mắt cái này bá thiện ngoại trừ sẽ đâm nhân tâm bên ngoài. Còn có cái rất thiếu hụt chí mệnh gia hỏa này tư duy nhảy vọt đường cong quá khổng lồ. Lưu một chút, gia hỏa này tư duy cuối cùng sẽ đột nhiên nhảy đến không biết cái nào khe suối trong khe đi. Dù là đang trò chuyện vô cùng trọng yếu chính sự, gia hỏa này tư duy vẫn là ở vào phi thường sinh động trạng thái, không cách nào chuyên nhất. Loại người này khẳng định không cách nào hảo hảo tập trung tinh thần học tập, cuối cùng sẽ trở thành học cặn bã một viên. Mà lại, loại người này khẳng định không cách nào hảo hảo bế quan. Không cách nào hảo hảo bế quan liền đại biểu cho không cách nào hảo hảo tu luyện, cuối cùng trở thành tu luyện giới tầng dưới chót. Cái rắm, gia hỏa này đã dựa vào đầu sắt tấn cấp đến trường sinh giả A. Béo cầu đại lão phiền muộn thở dài. Cái này không tu chân. Bá hưu, đạo tử tiền bối bên kia nhắn lại không có. Bá thiện đột nhiên lại quay đầu đối hư không kêu lên suy nghĩ của hắn nhảy một vòng về sau, lại còn nhảy về tới chính đề.
đạo tử tiền bối tại bất thời giờ xem xét xuống ghi chép, cần một quãng thời gian. Bá Tinh trả lời. Há, vậy chúng ta liên hệ Tam Nhãn thiếu niên tiền bối đi, nói cho hắn biết bạn sinh pháp khí đại lão đi theo chúng ta đi ra. Bá Thiện đưa tay lấy nắm lòng bàn tay bạn sinh pháp khí, tiện tay lòng bàn tay phải liền lấp lóe mấy cái, trượt hai cái dưỡng đao thuật ra ngoài. Bá Tinh biểu lộ phức tạp. Bất quá, ý thức của hắn vẫn là thông qua bản thể tán tài vương tọa ấn ký, bắt đầu liên hệ Tam Nhãn thiếu niên tiền bối liên hệ loại chuyện này, hắn cảm giác vẫn là bản thân đến làm tương đối đáng tin cậy. Giao cho Bá Thiện tới, có trời mới biết sẽ giày vò ra hoa dạng gì tới. Bíu bíu bíu, người sở gọi người sử dụng tạm thời đang ngủ, không cách nào kết nối, mời tại hắn thanh tỉnh sau tiếp tục liên hệ. Từ tán tài vương tọa ấn ký bên trong, truyền ra trong mắt quản gia thanh âm ôn nhu. Bá Tinh sững sờ. Mới ra tới thời điểm không phải thật tốt sao? Làm sao đột nhiên liền đi ngủ rồi? Cửu U chúa tể giấc ngủ khối lượng đều tốt như vậy, muốn ngủ liền có thể ngủ. Cái này có chút làm cho người hâm mộ trường sinh giả cảnh giới về sau, buồn ngủ loại vật này cơ bản không có, đi ngủ chức năng này đều nhân này thoái hóa. Thế nào? Bá Thiện hỏi. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối đang ngủ, lại nói, cửu U chúa tể đều cần đại lượng giấc ngủ thời gian sao? Bá Tinh nói. Bá Thiện đáp, hẳn là muốn đi, bạch tiền bối liền thường xuyên đi ngủ, vẫn là gọi đều để bất tỉnh loại kia, để cho người ta không nhịn được nghĩ đi lên cho hắn. Oanh! Lời nói còn chưa lên tiếng, hư không bên trong có một đạo cửu U tà lôi đánh xuống, tại Bá Thiện trên thân nổ tung. Nơi này chính là cửu U thế giới. Tại cửu U thế giới phía sau nghị luận cửu U chúa tể, sẽ gặp báo ứng. Làm xinh đẹp, cửu U U thấy cảnh này, tâm tình đều vui vẻ mặt khác, cửu U chúa tể thật sự đều cần ngủ sao? Chẳng lẽ ta chính là bởi vì sẽ không thường xuyên đi ngủ, cho nên mới cùng hắn cửu U chúa tể không hợp nhau? Nhịn không được, muốn đi lên, cho hắn đắp chăn, bị sét đánh Bá Thiện cơ trí đổi giọng. Hư không bên trong, đang tại ngưng tụ phát thứ hai cửu U tà lôi mới lặng lẽ tán đi. Bá Tinh vuốt vuốt huyệt thái dương, sở dĩ, ngươi ngay từ đầu muốn giảng cái gì? Đừng ô hãm ta, Bá Thiện hai mắt không ngừng liếc về phía bầu trời, âm thầm ra hiệu. Được rồi, đi thôi, trở về hướng bản thể giao nộp đi. Bá Tinh thở dài, sau đó lại nói, mà lại, bạn sinh pháp khí bị chúng ta mang ra ngoài, nói không chừng là chuyện tốt. Bá Phục cớ gì nói ra lời ấy? Bá Thiện hướng phía cầu U U phất phất tay, sau đó mở ra thông hướng thời gian bí cảnh lối vào. Bạn sinh pháp khí tại trong tay chúng ta lời nói, chúng ta liền có thể nghĩ biện pháp, để Tam Nhãn thiếu niên tiền bối đi ra ngoài một chuyến tới lấy pháp khí này. Nếu như Tam Nhãn thiếu niên tiền bối đồng ý, vậy chúng ta liền có thể bố trí một phen, tranh thủ để Tam Nhãn thiếu niên tiền bối tại lấy bạn sinh pháp khí lúc, có thể tiếp xúc đến nghiên cứu nho gia thánh nhân trong mắt hạng mục, nếu như tiền bối đối nghiên cứu thánh nhân hai mắt cảm thấy hứng thú lời nói, sự liền thành. Bá Tinh lên tiếng nói. Bá Thiện nghe vậy, khen, không hổ là tự ngã thi, mưu kế cùng bản thể một dạng xuất sắc, rốn đều đen, tâm đều bẩn. Tán tài vương tọa thế giới. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối trên mặt, lộ ra âm trầm thiếu dung. Cửu U chúa tể, liền xem như phát ra từ nội tâm mỉm cười, nhưng ở cửu U khí tức phối hợp xuống, cũng sẽ biến âm trầm kinh khủng. Trừ phi nhan trị quá cứng, cứng rắn đến vượt qua cửu U chúa tể khí tức ảnh hưởng. Bá Tống tự ngã thì bá cái gì tới, có tiền đồ. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối nói. Đơn giản cùng hắn không mưu mà hợp. So một cái khác có Tam thì Bá Thiện muốn có tiền đồ hơn nhiều. Vừa rồi, bá cái gì tới gọi điện thoại khi đi tới, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối là cố ý không tiếp. Kế hoạch của hắn, thế nhưng là chờ bá Tống Tam thì tới gần nho gia thánh nhân nghiên cứu hạng mục vị trí về sau, lại gọi điện thoại trở về, tìm lý do tiếp xúc nghiên cứu thánh nhân chi nhãn thí nghiệm. Không nghĩ tới đối diện bá cái gì, cùng hắn nghĩ tới cùng một chỗ đi. Cái này bá Tống tự ngã thi, cùng ta hữu duyên. Quay đầu ta sẽ đưa hắn một đầu trường sinh chi pháp, làm lễ vật đi. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối vui sướng nói. Bên cạnh trong mắt quản gia lộ ra nụ cười vui mừng, mặc dù bá Tống Tam thi hóa thân thua mất tranh tài, nhưng lại lấy được cùng mắc điểm một dạng ban thưởng. Một đầu trường sinh chi pháp, cùng lão gia tham gia nghiên cứu thánh nhân chi nhãn cơ hội. Thắng thua loại chuyện này có đôi khi thật sự không cần so đo nhất thời được mất. Lão gia, bí chế nước bùn cùng phong ấn thùng đều chuẩn bị xong.
trong mắt quản gia nói. Tam nhãn thiếu niên tiền bối vui a nói, thỏa, chuẩn bị thêm mấy cái thùng. Quay đầu chúng ta liền chuẩn bị tìm bá tống đi. Đúng, lần này đi qua, chúng ta có thể sẽ gặp gỡ cẩu đản cha nàng. Chuẩn bị cho ta một cái buồn nôn lễ vật, đưa cho hắn đương lễ gặp mặt. Nhiều buồn nôn, trong mắt quản gia hỏi. Có thể có bao nhiêu buồn nôn liền nhiều buồn nôn, tốt nhất giá trị còn không muốn quá cao. Tặng quá mắc, giết địch 1000 tự tổn 800, liền không đẹp. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Được rồi, lão gia, việc này ta nhất định cấp cho ngươi thỏa thỏa. Trong mắt quản gia đáp hắn nghĩ kỹ, chuẩn bị đi làm một thanh thánh quang chi lực bạo tạc bảo đao, phẩm giai lời nói có cái thất bát phẩm là đủ rồi. Kể từ đó, món lễ vật này tại buồn nôn xong ban văn long chúa tể về sau, đoán chừng sẽ còn bị ban văn long chúa tể thuận tay ném cho bá tống. Đến lúc đó, bá tống lại có thể cầm lễ vật này đưa cho hắn tên kia tu luyện thánh quang đệ tử. Cái này gọi là phế vật lợi dụng. Cùng lúc đó, hạch tâm thế giới bên trong. Bá tống sắt thép hóa thân, đang tại phát sầu. Bước sang năm mới rồi, hắn cũng chuẩn bị cho mấy tiểu tử kia phát chút năm mới lễ vật. Bản thể bá tống tại năm ngoái lúc, chuẩn bị một ít gì đó có từ thiên nhân cái kia lấy được chữ vật bình, còn có cao cấp điểm túi càn khôn, lạc ấn đao gỗ loại hình đồ chơi nhỏ. Bá tống tại bắt đầu chuẩn bị những lễ vật này thời điểm, vẫn là 5-6 phẩm cảnh giới. Thời điểm đó hắn, đưa bọn tiểu bối những lễ vật này là phi thường thích hợp. Nhưng bây giờ, hắn đã là trường sinh giả đại lão. Đường đường trường sinh giả đại lão, tại đưa bọn tiểu bối năm mới lễ vật thời điểm, cứ nhiên đưa chữ vật bình loại này bất nhập lưu đồ vật. Sẽ có hay không có điểm ném trường sinh giả đại lão mặt mũi? Ta quá khó, bản thể tấn cấp tốc độ quá nhanh, nhưng vơ vét của cái tốc độ lại không đuổi theo. Có thời gian, bản tôn thật vất vả từ giống côn vương loại này đại lão trong tay, thu hoạch được đến một nhóm bảo vật chân quý. Nhưng còn không có che nóng, liền lại bị khắc kim nhất kích tiêu hao sạch sẽ. Bản tôn cái này bại gia tử. Mặc dù cũng có một chút bảo vật lưu lại, tỉ như trường sinh giả linh kiện loại hình. Nhưng những vật này, cũng không thể giao cho mấy cái này tiểu gia hỏa. Quá mức cường đại bảo vật, chỉ là trên đó bổ sung kiếp tiên khí tức hoặc trường sinh giả đại đạo khí tức, liền sẽ cho mấy cái này tiểu gia hỏa tạo thành tổn thương. Sâu. Tống sư huynh có chuyện gì sao? Tiểu quả quả nghi hoặc hỏi. Vừa rồi Tống thư hàng sư huynh đột nhiên đem bọn hắn mấy tiểu tử kia gọi vào cùng một chỗ, tựa hồ có lời muốn lời nhắn nhủ bộ dáng. Nhưng đem bọn hắn gọi vào một chỗ về sau, Tống sư huynh lại bắt đầu ngẩn người, tựa hồ có tâm sự dáng vẻ. Sư huynh chuẩn bị cho các ngươi một điểm năm mới lễ vật. Sắt thép phân thân trên mặt ôn nhu mỉm cười, móc ra mấy cái thiên nhân bình nhỏ cộng lạc ấn đao gỗ, đưa cho mấy tiểu tử kia. Liền cùng mấy tiểu tử kia cùng nhau chơi đùa tiểu âm trúc, nửa trứng nửa người máy móc thiếu nữ, cũng đã nhận được một tổ năm mới lễ vật. Mấy vị đệ tử năm mới lễ vật muốn chờ một chốc lát tái phát, các đệ tử năm mới lễ vật, bản tôn đã sớm làm phong phú chuẩn bị. Thật cảm tạ sư huynh, Thi Loli tiếp nhận lễ vật về sau, vui vẻ nói cảm ơn nàng thích vô cùng cái này bình nhỏ, đây chính là có được cùng loại một tấc thu nhỏ túi công năng pháp khí, các nàng những đại môn phái này đệ tử. Bình thường cũng phải chờ chính thức xuất sư sau khi xuống núi, mới có cơ hội đạt được bực này chữ vật loại hình bảo vật. Sư huynh ngươi tốt nhất rồi. Chúc Loli vui vẻ nhảy lên, cho sắt thép phân thân thưởng cái ôm. Cái này hai kiện, là sư huynh tại nửa năm trước cho các ngươi chuẩn bị. Trừ cái đó ra, các ngươi còn có hay không rất mong muốn năm mới nguyện vọng. Sắt thép phân thân mỉm cười hỏi. Đây chính là hắn nghĩ tới tốt nhất phương án giải quyết. Thân là đường đường trường sinh giả sắt thép hóa thân, hắn hoàn toàn có năng lực, hứa hẹn mấy cái này tiểu gia hỏa một cái năm mới nguyện vọng. Vô luận là lên trời xuống đất, biển sâu sờ tôm, cũng không thành vấn đề. Chỉ cần không phải hoang đường nguyện vọng, lấy sắt thép hóa thân năng lực, thực nghiệm, cũng sẽ không quá khó khăn. Ta sắt thép hóa thân mới là nhất cơ chí hóa thân đông đảo phân thân bên trong, chỉ có hắn là đặc thù, hắn du học qua. Hắn khác phân thân bị bản thể phân ra đến về sau, vẫn ở tại bản thể bên người, không có tiếp tục học tập đào tạo sâu. Duy chỉ có hắn, năm ngoái tại thiên đế đát đát tử nơi đó du học thời gian rất dài. Trong lúc đó hắn còn một mực cùng bản thể ở vào đoạn tuyệt liên hệ trạng thái, loại này thể nghiệm là hắn khác nhà ấm bên trong hóa thân tất cả kinh lịch. Năm mới nguyện vọng, chúng ta còn có thể ước cái năm mới nguyện vọng,
Tiểu quả quả hai mắt đều sáng lên. Có thể là nam hài đều sẽ thích người máy nguyên nhân, tiểu quả quả lúc này cảm giác tôn này sắt thép trạng Tống sư huynh, quả thực quá khốc, so Tống sư huynh bản thể còn muốn khốc huyễn. A Tống, nguyện vọng gì đều có thể sao? Tiểu âm trúc dùng sức dụi dụi con mắt, cố gắng để cho mình thanh tỉnh một chút. Sắt thép hóa thân cưng chiều sờ lên tiểu âm trúc đầu, nói, có nguyện vọng gì đều có thể nói, nhưng ta không phải là bạch tiền bối, cho nên vẫn là có hạn chế. Bên cạnh đang dùng cơm sau món điểm tâm ngọt bạch tiền bối phân thân sững sờ, nháy nháy mắt làm gì lại muốn nhắc lên ta. Cái kia Tống sư huynh, ta trước tiên có thể tới sao? Tiểu quả quả vui vẻ nhấc tay nói, hắn tựa hồ sớm đã có nguyện vọng. Sắt thép hóa thân cười nói, có thể, tiểu quả quả có cái gì năm mới tâm nguyện sao? Bất quá, ta sẽ chỉ hoàn thành các ngươi một cái năm mới nguyện vọng, cho nên, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, chớ lãng phí cơ hội. Tiểu quả quả nửa năm qua này, tựa hồ cũng đã trưởng thành không ít. Ta một mực có cái nguyện vọng chờ ta cường đại về sau, trở thành thất phẩm tôn giả, ta nghĩ trái lại đánh phương trưởng cái mông. Đem hắn cũng đánh tới 3 ngày không xuống giường được. Tiểu quả quả vui vẻ nói. Sắt thép phân thân. Đứa nhỏ ngốc, ta là để ngươi giảng một cái năm mới nguyện vọng, không phải để ngươi đem tâm lý dã tâm cho nói ra. Cho nên Tống sư huynh, nguyện vọng của ta là có thể hay không để ta trong thời gian ngắn có được thất phẩm sức chiến đấu. Tiểu quả quả tiếp tục nói. Sau đó, tốt đi treo lên đánh thông huyền đại sư. Tiểu quả quả cái này năm mới nguyện vọng lại còn là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Ngốc quả quả, đường đi của ngươi hẹp. Sắt thép hóa thân thở dài nói kiêu ngạo nói chuyện lớn tiếng như vậy, liền không sợ bị thông huyền đại sư nghe được. Bất quá, tiểu quả quả nguyện vọng lại vẫn chưa nói xong, hắn vẫn còn tiếp tục miêu tả nguyện vọng của mình. Sau đó, nếu như ta có thất phẩm tôn giả cảnh giới, dù là chỉ có không dài một đoạn thời gian, cũng có thể phá phương trưởng đã từng lập hạ thệ ngôn. Hắn liền có thể từ bỏ bế khẩu thiền, thật dễ nói chuyện. Sắt thép phân thân. Cái này não mạch kín chuyển hướng, không hổ là cửu châu nhất hào quần dự bị quần viên. Mặt khác, thông huyền phương trưởng tinh tu bế khẩu thiền, chẳng lẽ còn cùng đã từng thệ ngôn có quan hệ. Hắn hiếu kỳ xoay đầu lại, nhìn về phía bạch tiền bối. Bạch tiền bối phân thân một chút hồi ức nói, kia là thật lâu trước sự tình. Thông huyền đạo hữu đã từng thu qua một vị thiên phú không tồi đệ tử. Về sau, có thể là thông huyền đạo hữu chỉ đạo đường hướng tu luyện phạm sai lầm nguyên nhân, cũng có thể là vị kia đệ tử tham công liều lĩnh, dù sao về sau, vị kia đệ tử về mặt tu luyện xảy ra vấn đề. Từ đó về sau, thông huyền đạo hữu lại đột nhiên bắt đầu chuyển tu bế khẩu thiền. Mà bài trừ bế khẩu thiền, chính là dạy bảo ra một vị thất phẩm tôn giả cấp đệ tử. Sắt thép phân thân nghi ngờ nói. Bạch tiền bối phân thân lắc đầu, ta chưa từng nghe qua điều kiện này. Ta nghe sư huynh nhắc qua, chỉ cần dạy bảo ra một cái thực lực còn mạnh hơn chính mình đệ tử, phương trượng liền có thể mở miệng nói chuyện. Tiểu quả quả chân thành nói, cho nên, nếu như ta có được ngắn ngủi thất phẩm thực lực, phương trượng liền có thể nói tiếng người, chúng ta cũng không cần đến vất vả đoán hắn nghĩ nói cái gì. Mà lại, tiện thể lấy ta còn có thể. Hai con mạnh hữu lực kim cương chi quyền chống đỡ tại tiểu quả quả trên huyệt thái dương, dựa vào lực quyền đem nhấc lên, song quyền dùng sức khoan. Tiểu quả quả phát ra một chuỗi kêu thảm. Cái này kêu thảm, rất có ta bản tôn mấy phần công lực. Sắt thép hóa thân gật đầu bình luận. Bạch tiền bối phân thân. Thông huyền phương trưởng thiết quyền trọn vẹn toàn nửa phút, mới đưa tiểu quả quả buông xuống, đồng thời còn bổ thưởng hắn một cái cương chiều cổ tay chặt. Tiểu quả quả sờ lấy sọ não của mình, không thỏa mãn nhìn qua thông huyền phương trượng. Thực lực cảnh giới loại vật này, vẫn là tự mình tu luyện ra đáng tin cậy. Ta mặc dù có thủ đoạn để ngươi thời gian ngắn thể nghiệm một chút thất phẩm tôn giả cảnh giới này khái niệm, nhưng xong việc về sau, ngươi cũng liền phế đi. Sắt thép phân thân cười đưa tay, đem tiểu quả quả sọ não lên xương khối cho đè xuống. Lấy trường sinh giả cảnh giới, trực tiếp thông qua một chút tế đàn nghi thức. Trực tiếp đem năng lượng quán thể liền có thể để nhân thể nghiệm một chút cảnh giới này. Nhưng xong việc về sau, bị quán thể người căn bản là phế đi. Tiểu quả quả nghe đến đó, khuôn mặt nhỏ một khổ. Bất quá, đã ngươi nguyện vọng ra, vậy ta dù sao cũng phải biểu thị một chút. Nói, sắt thép phân thân xòe bàn tay ra, trên lòng bàn tay có phủ văn lóe lên. Một lát sau, một đoàn lôi quang hóa thành hình cầu, tại hắn trưởng tâm hiển hiện. Chiêu này chính là bá tống mạnh nhất lôi pháp,
khiến chư thiên vạn giới trường sinh giả cũng không dám xem nhẹ cự hình thiên kiếp trường tâm lôi. Tại bạch tiền bối lúc trước đơn giản hóa trường tâm lôi cơ sở bên trên, lại gia nhập bá tống đối thiên kiếp lý giải cùng lĩnh hội, cuối cùng mân mê ra có được thiên kiếp lực sát thương trường tâm lôi. Đừng nhìn sắt thép phân thân trên tay cái này trường tâm lôi chỉ có quả táo lớn nhỏ, nhưng đây là bởi vì trường tâm lôi không có thả ra ngoài nếu không một khi phóng thích ra, đây chính là một phát chấn cấp trường tâm lôi, uy lực tại thất phẩm trình độ. Sắt thép phân thân một tay duy trì lấy chấn cấp trường tâm lôi, tay kia lại từ hạch tâm thế giới bên trong lấy ra một chút vật liệu gỗ. Những thứ này đại bộ phận là lúc trước híp híp mắt mộc thân thể lưu lại vật phẩm, là luyện khí tài liệu tốt, cũng là chế phù chất liệu tốt. Sắt thép phân thân lấy ra một đầu phiến gỗ, đưa nó trẻ thành hơn 10 mai mạt trược lớn khối gỗ nhỏ. Sau đó, hắn bắt đầu dùng thô giáp cơ sở phong ấn thuật, nương tựa theo bản thể trường sinh giả cấp cảnh giới áp chế, quả thực là thô bạo đem trường tâm lôi phong ấn đến tiểu mộc phiến bên trong. Cơ sở phong ấn thuật tại trường sinh giả trong tay, cũng có thể phát huy ra thần hồ kỳ tích hiệu quả, trường sinh giả chính là thần kỳ như vậy. Phong ấn thỏa đáng về sau, sắt thép phân thân hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp lấy hắn lại tuần hoàn thao tác, một hơi phong ấn 12 mai chấn cấp trường tâm lôi phù văn bài mạt trược. Lấy được, những phù văn này bài chỉ cần thả ra ngoài, đủ để cho ngươi chính diện ngạnh kháng thất phẩm tu sĩ. Bất quá, cái này pháp thuật phạm vi có hơi lớn, thả ra thời điểm chú ý một chút bên người người một nhà. Ta ở bên trong tăng thêm một loại trí năng phân biệt địch nhân kỹ thuật, nhưng muốn dựa vào chính ngươi khóa chặt địch nhân. Du học qua sắt thép hóa thân, nắm giữ lấy một chút rất tân tiến tiểu kỹ thuật. Những thứ này tiểu kỹ thuật, hắn đã từng cộng hưởng cho bản thể qua. Nhưng không biết bản thể có hay không nắm giữ. Như thế nhiều, tiểu quả quả cẩn thận từng ly từng tí đem bên trong 10 cái thu nhập đến bình nhỏ bên trong, mặt khác có 2 viên, hắn chuyển tay đưa cho bạn chơi thi lô ly cùng chúc lô ly. Sư huynh dạy bảo qua hắn, đồ tốt, muốn cho xinh đẹp tiểu đồng bọn chia sẻ. Vốn còn nghĩ muốn hay không cho tiểu lăng tiêu cùng tiểu âm trúc cũng đưa một viên, nhưng cân nhắc đến các nàng là tống sư huynh nữ nhi, tiểu quả quả nghĩ nghĩ, cảm giác không có cái này tất yếu. Tiểu hòa tử, có tiền đồ. Phương trưởng từ hôm nay trở đi, ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện đánh ta cái mông. Ta đã trưởng thành, tiểu quả quả khoát khoát tay bên trong bình nhỏ. Nam nhân có lực lượng, liền có thể lớn lên. Hắn hiện tại có tống sư huynh lôi phù, cũng coi là có lực lượng. Vậy hắn hẳn là cũng có thể tính lên là trưởng thành. Vừa dứt lời, sau lưng thông huyền đại sư thiết quyền lần nữa chống đỡ tại tiểu hòa thượng sọ não bên trên, dùng sức xoay tròn, lần này nắm đấm tốc độ xoay tròn quá nhanh, sắt thép hóa thân đều thấy được một cỗ khói trắng tại tiểu hòa thượng sọ não lượn lờ dâng lên. Lần này tiểu hòa thượng liền kêu thảm đều không có cơ hội phát ra. Sắt thép hóa thân quay đầu không đi nhìn tiểu hòa thượng, nhìn về phía thi cùng trúc, sau đó... Hai người các ngươi có cái gì năm mới nguyện vọng sao? Thì tựa như cái tiểu đại nhân đồng dạng, chân thành nói, tống sư huynh, ta muốn tăng lên đạo tâm. Đạo tâm của ngươi bất ổn. Sắt thép hóa thân nghi ngờ nói, hắn thấy, thì bởi vì nó trầm ổn tính cách, đạo tâm là ba tên tiểu gia hỏa bên trong nhất ổn cái kia. Thì lô ly lắc đầu, nói, đạo tâm của ta trước mắt coi như cùng cảnh giới xứng đôi. Nhưng ta hy vọng chính mình có thể có cường đại hơn đạo tâm. Ta cùng tống sư huynh tiếp xúc rất sớm, sư huynh trừ tấn cấp nhanh bên ngoài, còn có đạo tâm, vững như bàn thạch, vô luận cảnh giới làm sao tăng lên, sư huynh đạo tâm một mực có thể đuổi theo cảnh giới. Cho nên, ta muốn biết tống sư huynh ngươi đạo tâm một mực ổn định phương pháp. Tấn cấp nhanh hoàn toàn chính xác rất hấp dẫn người ta, nhưng nếu như không có xứng đôi đạo tâm, cái kia tấn cấp nhanh ngược lại sẽ trở thành tai họa ngầm. Tiểu đại nhân đồng dạng thi, nghĩ rất thấu triệt. Cách đó không xa lệ chi tiên tử, lộ ra nụ cười hài lòng, tiểu thi đưa ra năm mới lễ vật, vô cùng thỏa đáng. Sắt thép hóa thân mỉm cười, nếu như ngươi muốn hỏi trên việc tu luyện chuyện khác. Có lẽ ta còn thực sự không cách nào cho ngươi một cái khẳng định hồi phục. Nhưng nếu như ngươi muốn hỏi đạo tâm vấn đề, thật đúng là hỏi đúng người. Bản tôn bá tống trừ thể chất thêm đầy, đủ thịt có thể chịu quái bên ngoài. Kiên định như sắt ý chí cùng để tâm ma đều tránh không kịp đạo tâm, cũng là hắn bản tôn sở trường. Mà lại, trong tay hắn thật có thích hợp cấp thấp tu sĩ, tăng lên đạo tâm thủ đoạn. Con đường tu luyện, tôi luyện đạo tâm bước đầu tiên, chính là muốn nhịn ở tịch mịch. Tại khiến người phát điên cô tịch bên trong, mài ra cơ sở nhất,
cường đại nhất đạo tâm đây cũng là giống tiểu quả quả loại cảnh giới này tiểu tu sĩ, lại được an bài đại lượng đả tọa thời gian, thậm chí đều ngồi ra bệnh trĩ nguyên nhân một trong. Sư huynh, Tống sư huynh, ta cũng cùng thi một lựa chọn. Trúc Loli treo ở sắt thép phân thân trên cổ, lớn tiếng nói. Trúc Loli số tuổi là nhỏ nhất, không có như vậy hiểu chuyện, nghĩ cũng sẽ không nhiều như vậy. Nhưng nàng biết, chỉ cần là thi lựa chọn, nàng cùng theo liền tốt. Bởi vì thi so với nàng thông minh. Được, đã các ngươi làm lựa chọn giống vậy, vậy ta liền đem năm mới lễ vật, cùng nhau giao cho các ngươi. Sắt thép phân thân lộ ra thuộc về đã từng bá Tống Thiện Lương thiếu dung. Sau một khắc, hắn đưa tay tại mi tâm của mình một điểm, hướng bản thể phát một cái báo cáo, nội dung là, mượn dùng thứ ba thần nhãn. Chớp mắt thời gian, thứ ba thần nhãn trực tiếp tại sắt thép phân thân trong mi tâm ngưng tụ thành hình. Các ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, tiếp xuống kinh lịch. Chính là các ngươi không cách nào tưởng tượng buồn tẻ. Sắt thép phân thân nghiêm túc nói. Thi nhẹ gật đầu. Trúc nhìn thấy thi sau khi gật đầu, cũng đi theo gật đầu. Như vậy, hoan nghênh bắt đầu 300 năm hành sinh đi. Sắt thép phân thân nói khẽ. Một cái toàn bộ từ không cùng một tạo thành chân thực huyễn tượng lấy sắt thép phân thân làm trung tâm triển khai, đem thi cùng Trúc bao phủ. Đồng thời, thứ ba thần nhãn bên trong, có một đạo quang mang gánh chịu lấy một đoạn bá Tống ký ức chuyện cũ, chiếu rọi tại thi cùng Trúc trên thân. Đó chính là bá Tống lần thứ nhất tôi luyện đạo tâm tràng cảnh nhập mộng thông nương hành sinh kinh lịch. Sắt thép phân thân sử dụng chân thực huyễn tượng cộng thứ ba thần nhãn cưỡng chế tin tức truyền tống công năng, tranh thủ mô phỏng ra năm đó bá Tống nhập mộng thông nương lúc thể nghiệm. Thi cùng Trúc mặc dù là cùng một chỗ bị kéo vào đến cái này hành sinh thể nghiệm hạng mục bên trong, nhưng là các nàng lại là phân biệt bị kéo vào đến hai cái ảo cảnh bên trong. Muốn thể nghiệm chân chính tịch mịch, lại há có thể để các nàng có ở chung một chỗ lên biết. Cô tịch, chính là muốn một người tinh tế phẩm vị. Huyễn tượng mộng cảnh bên trong. Thi cùng Trúc cảm giác được thân thể của mình, bị một cái ấm áp đại thủ nắm lấy. Bàn tay lớn kia nắm lấy các nàng, từng bước một leo lên đỉnh núi. Đây là địa phương nào? Thi nghi ngờ nói. Thi ngươi ở đâu? Sát phách huyễn tượng thế giới Trúc kinh hoàng kêu to lên. Xong rồi. Sắt thép phân thân âm thầm nói. Hắn thành công kiến tạo cũng hoàn nguyên lúc trước bản thể nhập mộng thông nương hành sinh kỹ càng quá trình. Thi cùng Trúc hiện tại, đều thành không có ý thức thông nương. Hai người phân biệt bị xích tiêu tử đạo trưởng loại đến trên đỉnh núi. Sau đó, hảo hảo thể nghiệm một chút mấy trăm năm hành sinh đi. Sắt thép phân thân Thiện Lương cười một tiếng. Hư ảo thế giới bên trong. Thi cùng Trúc, giống như lúc trước Tống Thư Hàng đồng dạng. Trên đỉnh núi thừa nhận gió thổi, phơi nắng, dầm mưa. À, các ngươi ai vậy? Vì cái gì xuất hiện tại trong đầu của ta? Đột nhiên, một cái thanh âm thanh thúy, tại thi cùng Trúc bên tai phân biệt vang lên. Phân chia hai cái huyễn tượng bên trong thi Loli cùng Trúc Loli cùng nhau sững sờ. Tống sư huynh không phải nói, chuẩn bị kỹ càng thể nghiệm dài rằng giặc cô tịch sao? Vậy tại sao sẽ có một cái dễ nghe thanh âm tại bên tai của các nàng vang lên? Có người bồi lưu sinh, có thể xem như cô tịch. Mà lại, thì cảm giác thanh âm này tựa hồ có điểm quen tai. Nhưng nàng cẩn thận đối ứng trong trí nhớ mình các vị tiên tử thanh âm về sau, nhưng không có phát hiện có thể đối lên hào thanh âm. Chẳng lẽ là mình trong trí nhớ một vị nào đó tiên tử thanh âm, phát sinh một loại nào đó biến hóa sau khi kết quả? Bất quá, nếu là Tống sư huynh đưa các nàng đưa vào đến thế giới này, cái kia xuất hiện thanh âm. Khả năng cũng là vững chắc đạo tâm quá trình một bộ phận. Chí ít hẳn là sẽ không tổn thương đến nàng cùng Trúc mới đúng. Nghĩ tới đây, thì chấn định lại, đáp, ta gọi thi. Nếu như tiên tử ngươi có thể cảm ứng được một người khác, cái kia hẳn là sư muội của ta Trúc. Nhưng là, thanh âm của nàng không thể truyền đạt cho vị kia tiên tử. Không đáp lời, vẫn là không thể nói chuyện. Cái kia thanh âm thanh thúy nghi ngờ nói. Lại một lát sau. À, đây là nhập mộng sao? Là Tống lão bản nhập mộng kỹ năng. Cái thanh âm kia tựa hồ nghĩ đến một chút sự tình. Tống lão bản, thì sững sờ. Nàng trong trí nhớ, sẽ như vậy gọi Tống tiền bối. Là thường xuyên bị bóp đầu hành tỉ tỉ. Cẩn thận phân biệt, cái này thanh âm thanh thúy, hoàn toàn chính xác cùng thông nương thanh âm có chút cùng loại. Nhưng cái này thanh âm thanh thúy càng thành thục, tựa như là thiếu nữ âm cùng ngự tỉ âm ở giữa khác nhau.
Hành tỷ tỷ xảy ra chuyện gì rồi? Thanh âm này biến hóa tốt thành thục, tốt mê người. Tống lão bản, ngươi nhập mộng kỹ năng lúc nào có thể dẫn người cùng một chỗ phi? Ngươi quá bất công đi, ngươi cho tới bây giờ không mang qua ta cùng một chỗ bay. Cẩn thận ta tháng này để công ty nhân viên tiền lương gấp bội. Ngự tỷ thông nương thanh âm lại nói, nàng tựa hồ là đang cùng Tống tiền bối trò chuyện. Thi nghi ngờ cảm ứng bốn phía, nhưng không có nghe được Tống sư huynh thanh âm. Chẳng lẽ Tống sư huynh ở bên ngoài cùng với Hành tỷ tỷ đang đối thoại? Bất quá, nếu là Tống lão bản nguyên nhân, vậy ta liền không cắt đứt loại này nhân quả kết nối. Hai cái tiểu gia hỏa các ngươi tiếp tục, cuối phim ta cho các ngươi bổ cái nhỏ trứng màu. Thông nương thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác thật là kỳ quái, Thi nghi ngờ nói. Cảm giác, thông nương thanh âm, tựa như là từ xa xôi một cái thế giới khác truyền tới, giống như là vượt qua thời không. Mặt khác, trứng màu thứ gì? Thành thục dụ hoặc thông nương thanh âm biến mất về sau, toàn bộ hành sinh kịch bản chậm rãi triển khai. Lần này, thì cùng chúc đều cảm giác được rõ ràng, chính mình thành một gốc bị trùng tại thổ địa hành. Đây chính là hành tỷ tỷ nói hành sinh, Thi trong lòng hơi động. Các nàng có thể cảm giác chính mình thành thực vật, sợi dễ đâm vào bùn đất chỗ sâu, không cách nào động đậy, chỉ có thể theo gió lắc lư. Ngay từ đầu, Trúc Loli cảm giác còn rất mới mẻ, rất thú vị trở thành một gốc hành thể nghiệm, cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, Trúc Loli chơi quên cả trời đất. Nhưng là, mặt trời mọc rồi lại lặn, một ngày thời gian trôi qua. Cho dù tốt chơi thể nghiệm, không có biến hóa, cũng sẽ biến buồn tẻ không thú vị. Trúc Loli rất nhanh liền chán ngấy loại này hành sinh thể nghiệm. Nhưng là, cái này lại vẫn chỉ là bắt đầu. Các nàng biến thành hành, trên đỉnh núi đung đưa, lẻ loi trơ trọi, không một người nói chuyện, cũng không có người nào khác tới tiếp xúc. Mặt trời mọc, mặt trời lặn. Ngày qua ngày, Trúc Loli đã có chút sụp đổ, quá nhàm chán, đặc biệt đối nàng cái này hoạt bát hiếu động hình bé con đến nói. Loại này nhàm chán hành sinh quả thực là to lớn tra tấn. Nàng hiện tại đã có chút hối hận muốn đi theo Thi làm đồng dạng lựa chọn, thì cái kia tính cách có lẽ có thể thích ứng hành sinh, nhưng nàng không thích hợp a. Kỳ thật, tự liền Thi Loli cũng gánh không được. Lại thế nào thành thục, nàng cũng vẫn chỉ là đứa bé. Mới đầu, nàng còn có thể tâm lý yên lặng tính toán thời gian, nhìn xem chính mình qua bao nhiêu ngày. Nhưng thời gian mấy tháng quá khứ về sau, nàng đã hoàn toàn không cách nào lại đi tính toán thời gian. Tinh thần đã bị tra tấn đến biên giới. Quả nhiên độc canh gà đều là gạt người, cái gì trở thành một gốc không buồn không lo cỏ nhỏ, sinh trưởng ở trên đại thảo nguyên, theo gió phấp phới. Ngươi đến trở thành một gốc cỏ nhỏ thử một chút. Mặt khác, Tống sư huynh chẳng lẽ đã từng liền thể nghiệm qua loại kinh nghiệm này. Khó trách Tống sư huynh đạo tâm sẽ như vậy ổn. Loại này không phải người có thể thể nghiệm sinh hoạt. Như thế rõ ràng thể nghiệm, có thể khiêng đến cuối cùng, đạo tâm há có thể bất ổn. Trong lúc đó, Thi cùng Trúc đều đã nghĩ đến bẻ gãy hành sinh, từ cái này nhàm chán hiện vị đến cực điểm thế giới bên trong ra ngoài. Nhưng là, làm không được. Tống Thư Hàng đã từng cũng muốn khom lưng chính mình hành eo, tự sát ra ngoài. Nhưng là, nhập mộng không có chức năng này. Một năm qua, hai năm qua đi, 10 năm trôi qua, 30 năm trôi qua. Thì không biết mình còn muốn trong thế giới này ở bao lâu. Nhưng có một số việc, chịu đựng qua một cái khó khăn nhất thời gian về sau, ngược lại có thể bắt đầu sơ bộ một chút xíu thích ứng. Thân là đại môn phái bên trong gia đệ tử, thì có cực kỳ tốt tu luyện cơ sở. So với năm đó Tống Thư Hàng đến, nàng thích ứng phải nhanh hơn một chút. Mà lại, nàng đáy lòng có một cái ý niệm trong đầu Tống sư huynh đã kiên trì tới cuối cùng, nàng cũng nhất định phải kiên trì đến cuối cùng. Ổn hạ tâm tình về sau, thì đạo tâm bắt đầu theo hành sinh tuế nguyệt tăng trưởng, chậm rãi cường hóa. Trúc bên kia, đã sắp quên chính mình đã từng là cái nhân loại, dù sao nàng ngắn ngủi nhân sinh còn không có hành sinh ra dài. Thân là một cây hành, liền muốn có làm hành giác ngộ, hướng phía dưới cắm rễ hấp thu dinh dưỡng, hướng lên nảy mầm, quang hợp tác dụng vì toàn nhân loại phục vụ. Thi, ta không làm người á. So sánh với ổn định thi đến. Trúc tâm thái ngược lại cùng năm ngoái Tống Thư Hàng có chút cùng loại. Sau đó, 100 năm, 200 năm, 300 năm. Thi cùng Trúc đạo tâm đã bị rèn luyện mượt mà. Tại các nàng còn đang chờ đợi càng dài rằng giặc hành sinh thời điểm, thông nương đột nhiên liền từ trong đất bật đi ra. Đụng tới rồi,
Thi Cùng Trúc giờ khắc này, cảm động đến khóc. Vốn cho là coi bọn nàng hiện tại đạo tâm, trời sập xuống cũng có thể không sợ hãi không hoảng hốt, nhưng tại thông nương cuối cùng từ trong đất đụng tới về sau, các nàng vẫn là không nhịn được rơi xuống giải phóng nước mắt. Thế giới vẫn là tốt đẹp như vậy. Huyễn tượng kịch bản, đến thông nương tung ra một khắc, liền im bặt mà dừng. Sắt thép phân thân thiết định kịch bản, cũng chính là để hai cái tiểu gia hỏa thể nghiệm một chút, 300 năm hành sinh. Lại tiếp sau đó kịch bản, không thích hợp thiếu nhi. Thi Cùng Trúc vẫn là hài tử. Dù là kinh lịch 300 năm hành sinh. Kết thúc rồi à, Thi nặng nề thở dài. Nàng cảm giác tâm tình của mình, cũng sẽ không tiếp tục trẻ tuổi. Trúc Loli bên kia cũng là như thế, nàng cảm giác mình bây giờ đã không cách nào lại như 300 năm trước ngây thơ như vậy. Thi, ta không làm hành á. Tống sư huynh năm đó kinh lịch dạng này 300 năm, lại còn có thể nhảy nhót tưng bừng, tính cách phương diện đều không có thay đổi gì, tâm tính còn có thể bảo trì như lúc ban đầu. Đây là thiên phú, vẫn là có cái gì bí quyết. Thi thầm nghĩ trong lòng. Nhập mộng kịch bản đã đen bình phong. Rốt cục có thể đi ra a. Làm Thi Cùng Trúc đều nghĩ như vậy thời điểm, trước mắt đã đen bình phong thế giới, nhưng lại bắt đầu biến sáng lên. Còn tới. Chỉ là 300 năm hành sinh chỗ tăng cường đạo tâm, là không có linh hồn. Muốn biết Tống lão bản đạo tâm chân chính cường đại nguyên nhân sao? Ta tới cấp cho các ngươi đẩy ra đạo tâm thế giới đại môn đi. Thành thục mê người thông nương thanh âm, vào lúc này vang lên. Không, ta không cần. Ta chỉ cần không có linh hồn đạo tâm như vậy đủ rồi. Thi Loli lập tức cự tuyệt. Đạo tâm thứ này, chỉ cần cường đại đủ là được, đâu thèm nó có hay không linh hồn. Nhưng là, cùng trước đó đồng dạng, thanh âm của nàng không cách nào phản hồi cho thông nương. Dù sao kinh nghiệm của các nàng cùng bá tống chân chính nhập mộng vẫn là có khác biệt. Lúc này, thành thục mê người thông nương thanh âm lại vang lên nói, Vũ Nhu tử thân, giúp ta một tay chi lực. Vũ Nhu tử tỷ tỷ, Thi sững sờ. Vũ Nhu tử tỷ tỷ cũng trợ thông vi ngược, chúc trong lòng hoảng hốt Vũ Nhu tử tính cách, cũng là ít có thể cùng các nàng chơi đến cùng nhau tiên tử, đối chúc đến nói là phi thường thân thiết bạn chơi. Lấy Vũ Nhu tử tỷ tỷ tính cách, nếu như nàng trợ giúp thông nương, vậy liền phi thường đáng sợ. Sau một khắc, đen bình phong thế giới lần nữa xoay chuyển, biến sáng lên. Vẫn như cũ là phụ thân đến thông nương trên thân. Bất quá không còn là gốc kia hành mầm, mà là có tay, có chân dài thông nương. Chẳng biết tại sao, rõ ràng hẳn là đệ nhất thị giác thay vào, nhưng Thi Cùng Trúc lại đều có thể cảm ứng đến lúc này thông nương bộ dáng. Nguyên bản màu xanh lá tóc dài, bây giờ bị cắt đến lưu loát sóng vai chiều dài, để thông nương nhìn qua càng thành thục, ẩn ẩn có loại nữ cường nhân khí chất. Dáng người phương diện ngược lại không có biến hóa quá nhiều. Bởi vì thông nương dáng người nguyên bản liền phi thường bá đạo. Nhưng tựa hồ biến cao hơn một chút. Mà lại quần áo cách ăn mặc cũng thay đổi, không còn là trước kia váy trang, mà là đổi thành sấn chân quần dài, giày cao gót loại này phi thường đại tỷ tỷ cách ăn mặc. Thông nương tỷ tỷ lúc nào lớn cái dạng này, Thi sững sờ. Nàng cũng cùng thông nương tiếp xúc qua rất nhiều lần. Hơn nữa còn cùng nhau chơi đùa qua. Thông nương tính cách, cùng tiểu hài tử rất chơi tới. Nhưng trước mắt cái này nữ cường nhân bộ dáng thông nương. Là Thi Cùng Trúc hoàn toàn không có thấy qua kiểu dáng. Đến rồi, nhập mộng bên trong thông nương đột nhiên trầm giọng nói. Là Trúc cùng Thi nghe được ngự tỷ thông nương âm. Sau một khắc, đối diện hư không bên trong có khủng bố đến không cách nào dùng lời nói diễn tả được công kích giáng lâm. Thi Cùng Trúc đối mặt công kích như vậy lúc, ở sâu trong nội tâm phun lên không cách nào chống cự khủng bố cảm giác đây là đối diện công kích cảnh giới, vượt qua các nàng quá nhiều, mang tới cảnh giới áp chế sợ hãi. Thông nương bên người, tựa hồ còn đứng lấy mấy thân ảnh. Nhưng thông nương ánh mắt không có rơi trên người các nàng, cho nên, Thi Cùng Trúc không cách nào thấy rõ. Oanh! Đối diện công kích, như là dòng lũ đồng dạng nghiền ép mà tới. Kia là đen nhánh giống như thực chất năng lượng, tựa hồ là quang mang đen kịt, lại tựa hồ là một loại nào đó cùng loại virus trạng đồ vật. Thông nương mở rộng hai tay, phía sau giống như hỏa phượng hoàng cánh mở rộng ra đến, ngăn trở chính hắn. Cũng che lại bên người nàng đồng bạn. Tiếp lấy, thông nương liền treo. Chết lão thảm. Tựa như là bị ngọn nến hòa tan đồng dạng. Da của nàng cùng thịt dẫn đầu bị hòa tan, tiếp theo là xương cùng tủy. Cũng liền trong chớp mắt,
Thông Nương liền biến thành cho bụi. Thảm! Nhập mộng trên người Thông Nương thi cùng chúc, cảm đồng thân thụ. Loại này tử vong kinh lịch làm các nàng tê cả da đầu. Loại khiến linh hồn đều chấn động thống khổ, cùng đối mặt địch quân lúc công kích cảm giác bất lực, như nung đỏ lạc ấn, trực tiếp lưu tại các nàng ký ức chỗ sâu nhất. Thi cùng chúc không có Tống Thư Hàng loại kia nhẫn nại thống khổ thiên phú. Đau khổ kịch liệt cùng tử vong thể nghiệm, trực tiếp để các nàng ngất đi. Cũng không biết qua bao lâu sau. Các nàng mở mắt, còn chưa có chết. Đau nhức, phục sinh về sau, loại thống khổ này vẫn như cũ sẽ bảo tồn. Cái này chư thiên vạn giới, cũng chỉ có Tống lão bản có thể đem loại thống khổ này xem như chuyện thường ngày đi. Đại tỷ tỷ Thông Nương thanh âm tiếp tục vang lên. Từ kịch bản nhìn lại, Thông Nương các nàng tựa hồ ngay tại đối kháng cái nào đó đại địch. Mà lại, là cường đại đến làm các nàng không cách nào chống cự đại địch. Một chiêu liền miểu sát Thông Nương cái chủng loại kia. Thi cùng chúc cắn chặt răng. Trước đó chết mất trước khổ còn in dấu tại trí nhớ của các nàng. Tiếp cận tử vong lúc trước một sát na thể nghiệm, tử vong quá trình bên trong mỗi một khắc, mỗi một giây lát ký ức, sau khi chết loại kia vô hạn hắc ám cùng tuyệt vọng, hằn sâu ở các nàng đáy lòng. Nhớ lại vừa rồi trong nháy mắt đó, linh hồn của các nàng đều còn tại run rẩy. Nhưng là, các nàng chung quy là khiêng qua tới. Mượn nhờ cùng loại nhập mộng đặc thù thể nghiệm, mượn nhờ Thông Nương đại tỷ tỷ cỗ này ngoại lực, khiêng tới. Cái này kỳ thật liền cùng mượn CPU là một cái đạo lý. Chỉ cần khiêng qua đến, cho dù là nương tựa theo ngoại lực, đối với các nàng đạo tâm tăng lên cũng là to lớn vô cùng. Bá Tống cái kia cường đại đạo tâm là thế nào tới? Đặc biệt là hậu kỳ, cảnh giới tăng lên điên cuồng lúc, vì cái gì đạo tâm của hắn còn có thể vững như Thái Sơn? Là thống khổ, là tử vong, là đỗi đại lão. Hắn hưởng qua chư thiên vạn giới không người có thể chịu được thống khổ, mà lại là tinh tế đi phẩm. Hắn trong một năm tử vong số lần, tại chư thiên vạn giới có thể xếp trước ba. Đây là rất khiêm tốn nói. Chủ yếu là bởi vì Vân Tước Tử có số lượng vô cùng kinh khủng linh kiện núi đặt cơ sở, không tốt cân nhắc quá khứ Vân Tước Tử, một năm tối cao tử vong số lần. Sau đó là đỗi đại lão. Đối kháng làm chính mình tuyệt vọng cường địch, cũng là cường hóa chính mình nội tâm một loại thủ đoạn cực đoan. Hoặc là tại làm người tuyệt vọng cường địch áp bách dưới, đạo tâm sụp đổ. Hoặc là có can đảm nhìn thẳng vào chính mình cường địch, tăng lên đạo tâm của mình cường độ. Mà Thông Nương lưu chứng mầu chính là cái này đỗi đại lão cộng thống khổ cộng tử vong, phục vụ dây chuyền. Mặc dù còn muốn lại tiếp tục, nhưng thật đáng tiếc, lại tiếp tục, các ngươi sẽ không chịu nổi. 300 năm hành sinh cho các ngươi tìm bên dưới nội tình, cũng chỉ đủ các ngươi tế phẩm như thế một lần. Chứng mầu kịch bản kết thúc, Thông Nương ngự tỷ âm vang lên. Chứng mầu sở dĩ là chứng mầu, cũng là bởi vì chỉ là ngắn ngủi mấy cái ống kính, độ dài không hội trường. Ta bên này kết thúc, hai vị thân, nhớ kỹ cho chúng ta khen ngợi nha. Vũ Nhu tử thân, ta muốn thối lui ra khỏi. Thông Nương tiếp tục nói. Sau một khắc. Vũ Nhu tử thanh âm tại thi cùng chúc vang lên bên tai. Đồng dạng là rất êm tai, cùng hiện tại Vũ Nhu tử tỷ tỷ có chỗ khác biệt thanh âm. Thi đã ẩn ẩn đoán được một cái khả năng. Nhưng nàng cảm giác khả năng này, quá mức khiến người chấn kinh, trên lý luận đến nói, căn bản là không có cách thực hiện bên tai Thông Nương tỷ tỷ cùng Vũ Nhu tử tỷ tỷ, tựa hồ không phải các nàng vị trí cái này thời gian tiết điểm. Mặc dù rất đáng tiếc, không cách nào cùng các ngươi trực tiếp đối thoại giao lưu. Nhưng cái này thời gian điểm, thì cùng chúc các ngươi cũng còn bình yên vô sự, liền chứng minh sự tình tại hướng tốt phương hướng phát triển. Vũ Nhu tử thanh âm chậm rãi nói. Vũ Nhu tử đây là nhận ra các nàng thân phận. Xin chuyển cáo Tống tiền bối, chúng ta bên này thực nghiệm thành công. Đang tiêu hao trường sinh chi pháp thời điểm, có thể lợi dụng thiên đạo phòng tối cái này đặc thù không gian. Tại chỗ kia bị lãng quên thế giới bên trong, căn nguyên bị xóa đi. Có thể bảo lưu lại một bộ phận trường sinh chi pháp mảnh vỡ. Tống tiền bối đệ nhị trường sinh chi pháp, chia tách tổ hợp. Vũ Nhu tử thanh âm, dần dần cắt ra. Thi cùng chúc ý thức trở về hiện thế. Thi cùng chúc từ chứng mầu huyễn tượng thể nghiệm bên trong sau khi ra ngoài, ngay lập tức liền đem Vũ Nhu tử nhắn lại thuật lại cho sắt thép phân thân. Lợi dụng thiên đạo phòng tối, giải quyết tiêu hao trường sinh chi pháp vấn đề. Sắt thép phân thân xoa cằm, nghi ngờ nói. Là Vũ Nhu tử nói cho các ngươi biết. Đúng vậy, là tiểu Nhu tử thanh âm, vừa vặn rất tốt nghe.
Trúc Loli một mặt ta đã là 300 tuổi đại nhân thần thái, dùng một loại đặc biệt tang thương Loli âm giọng nói. Cảm giác mình đã sống hơn 300 năm Trúc Loli, lặng lẽ đem Vũ Nhu Tử tỷ tỷ địa vị giảm xuống thành tiểu nhu tử nàng cảm giác trước kia Vũ Nhu Tử tỷ tỷ, hiện tại đã là tiểu nhu tử muội muội. Nhưng vấn đề là, Vũ Nhu Tử nàng cũng không họ Vũ, danh tự cũng không gọi nhu tử. Vũ Nhu Cộng Tử loại này xưng hào tổ hợp, chỉ là đạo gia truyền thống một loại đạo hiệu phương thức. A, Tống tiền bối, ta nói cái gì sao? Vũ Nhu Tử nghe được có người gọi mình đạo hiệu, liền vui vẻ bu lại, cũng thuận tay ôm lấy nhỏ Trúc. Nhỏ Trúc Loli bị ép dung nhập vào Vũ Nhu Tử to lớn nhân tâm bên trong, gần như ngạt thở. Đây là to lớn đến không cách nào bù đắp lớn nhỏ cảnh giới áp chế. Vũ Nhu Tử tỷ tỷ vẫn là Vũ Nhu Tử tỷ tỷ. Đó căn bản không 300 năm hành sinh có thể bù đắp khoảng cách. Bành Trướng Trúc nháy mắt liền nhận rõ bản thân. Bên cạnh, thì nói bổ sung, chúng ta còn gặp được Thông Nương Thiên Tử. Ta biết, ta đem các ngươi dẫn vào huyễn cảnh, kia là ngốc hành 300 năm hành sinh. Sắt thép phân thân mỉm cười nói. Cũng không biết hiện tại gốc kia ngốc hành ở nơi đó, qua thế nào. Có tiền hay không vào Internet mua sắm. Thông Nương tỷ tỷ cũng không phải ngốc hành. Trúc Loli vì Thông Nương cãi lại nói. Nhập mộng chứng màu cuối cùng một màn, cái kia tóc ngắn đại tỷ tỷ Thông Nương, có thể là cho nàng lưu lại ấn tượng rất sâu sắc tương lai nàng, cũng phải trở thành giống Thông Nương đại tỷ tỷ nhân vật, phía trước muốn to lớn nổi lên, eo phải nhỏ, chân phải dài. Trọng yếu nhất chính là cho dù là chết, cũng muốn chết phi thường soái khí. Sắt thép phân thân hơi sững sờ, các ngươi không chỉ có là tiếp xúc 300 năm hành sinh sao. Đúng thế. Thi nhẹ gật đầu, sau đó kỹ càng đem kinh nghiệm của mình cùng sắt thép phân thân miêu tả một lần. Sắt thép phân thân sau khi nghe xong, sửng sốt một chút. Thi giảng cái kia Thông Nương thật là hắn bá tống tập đoàn làm công đầu lĩnh Thông Nương. Tập đoàn chúng ta làm công đầu lĩnh Thông Nương không có khả năng như vậy xuất khí a. Sắt thép phân thân sửng sốt một lát sau, lại bấm tay diễn toán du học qua hắn, biết đồ vật không ít. Nhưng diễn toán nửa ngày về sau. Sắt thép phân thân không có đạt được xác thực kết quả. Là tương lai, là biến mất Thông Nương đi tương lai. Vẫn là, tương lai Thông Nương. Sắt thép phân thân thầm nghĩ trong lòng. Tống tiền bối, người đang suy nghĩ gì đấy? Vũ Nhu Tử ôm thật chặt bị lớn nhỏ cảnh giới đả kích đến Trúc Loli, nghi hoặc hỏi. Ta tại thoáng suy tư Thông Nương biến mất sự kiện, mặt khác. Vất vả ngươi, Vũ Nhu Tử. Sắt thép phân thân nói. Hắn tại cảm tạ trước mắt Vũ Nhu Tử cùng tương lai Vũ Nhu Tử. Hi hi a, mặc dù không biết tống tiền bối người tại cảm tạ ta cái gì, nhưng luôn cảm giác thật không tốt ý tứ. Vũ Nhu Tử hi hi cười nói. Đúng rồi, Vũ Nhu Tử ngươi có cái gì năm mới nguyện vọng không? Sắt thép phân thân hỏi. Vũ Nhu Tử là Cửu Châu nhất hào quần thành viên chính thức bên trong, duy nhất gọi hắn là tiền bối, coi như là muốn đưa về đến phát năm mới lễ vật hảo hữu trong tiểu tổ đi. Nguyện vọng sao, tống tiền bối, ta có thật nhiều nguyện vọng, Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Nàng có thật nhiều muốn làm sự tình, có thật nhiều muốn đi thăm dò địa phương, mà lại hiện tại nàng có thật nhiều thời gian. Sắt thép hóa thân liền vội vàng khoát tay nói, một cái, nhiều nhất một cái. Hắn khác nguyện vọng, chúng ta giữ lại bên dưới cái ngày lễ lại đến. Một cái nha, hơi ít, Vũ Nhu Tử đem cái cằm chống đỡ tại tiểu trúc trên đầu, suy tư. Một lát sau, tống tiền bối, nghe nói người tập hợp đủ một đôi nho gia thánh nhân chi nhãn, vậy ta nghĩ thể nghiệm một chút có được một đôi nho gia thánh nhân chi nhãn mang thai ngưng thị hiệu quả. Vũ Nhu Tử chân thành nói. Sắt thép hóa thân. Tiểu Trúc, oa a. Không hổ là Vũ Nhu Tử tỷ tỷ, ý nghĩ chính là không giống bình thường. Sắt thép hóa thân lần nữa khoát tay nói, cái này không tốt a. Nếu không thay cái nguyện vọng. Vũ Nhu Tử phi thường nghiêm túc cộng vẻ mặt nghiêm túc, không, ta liền muốn cái này. Không, người không muốn. Linh Điệp Thánh Quân chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Vũ Nhu Tử, đưa tay phong bế nữ nhi của mình miệng. Đồng thời, Linh Điệp tiền bối dùng sắc bén như kiếm ánh mắt tiếp cận sắt thép hóa thân. Ngươi nếu là dám đối ta khuê nữ sử dụng mang thai ngưng thị, ta liền. Giảng đến một nửa lúc, Linh Điệp Thánh Quân có chút dừng lại. Sau đó hắn ngẩng đầu vọng thiên. Hắn đã đánh không lại bá tống. Đây là kiện phi thường đâm tâm sự tình. Linh Điệp tiền bối,
ta cũng cảm giác Phú Nhu Tử muốn đổi cái nguyện vọng tương đối tốt. Ta cũng là như thế khuyên nàng. Sắt thép hóa thân vội vàng lên tiếng nói. Linh Điệp Thánh Quân buông ra bàn tay của mình, dứt khoát ngồi tại nữ nhi của mình bên người. Cha, Vũ Nhu Tử ngọt ngào kêu lên. Bán manh cũng vô dụng, Linh Điệp Thánh Quân nói. Vậy ta thay cái nguyện vọng đi. Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt, dù sao hàng năm ngày lễ nhiều như vậy, về sau có rất nhiều cơ hội nha. Chính mình cùng Tống Tiền Bối tương lai còn dài mà. Sắt thép hóa thân cũng nhẹ nhàng thở ra. Tống Tiền Bối hai đại tà thuật, mang thai ngưng thị không được, vậy ta muốn học dưỡng đao thuật có thể hay không? Vũ Nhu Tử lại lên tiếng hỏi. Sắt thép hóa thân nghe đến đó về sau, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Vũ Nhu Tử vừa rồi tại sách đến hai đại tà thuật lúc, hắn sợ Vũ Nhu Tử muốn hắn đối nàng thi triển dưỡng đao thuật. Còn tốt, Vũ Nhu Tử chỉ là muốn học dưỡng đao thuật. Không có vấn đề, ta có thể tinh tế đem trải qua ta điều chỉnh dưỡng đao thuật dạy bảo cho ngươi. Tống Thư Hàng gật đầu đáp. Dưỡng đao thuật, dưỡng kiếm thuật loại hình thủ pháp, tại tu luyện giới kỳ thật cũng không phải là cái gì huyền bí tuyệt học. Bất quá Tống Thư Hàng dưỡng đao thuật là biến dị phiên bản. A Tống, nguyện vọng của ta cũng là học tập dưỡng đao thuật. Lý Âm Trúc vuốt mắt, ngồi vào sắt thép hóa thân trong ngực nói. Nàng vốn là muốn học tập Tống Thư Hàng đỉnh tiêm độn pháp chân thiên bằng độn pháp. Nhưng đang nghe dưỡng đao thuật về sau, liền cải biến chủ ý. A, Âm Trúc vì cái gì cũng sẽ đột nhiên muốn học dưỡng đao thuật. Sắt thép hóa thân thuần thục móc ra một cái tiểu sơ tử, thay Lý Âm Trúc trải vuốt lại lớn lại xinh đẹp tóc dài màu bạc. Ta có một cái muốn dưỡng đối tượng, Lý Âm Trúc đáp. Đang khi nói chuyện, nàng xinh đẹp con ngươi màu bạc xem xét mắt bên cạnh máy móc thiếu nữ Tiểu Lăng Tiêu. Tiểu Lăng Tiêu, Âm Trúc tỷ tỷ đây là muốn đối nàng sử dụng dưỡng đao thuật sao? Vì cái gì? Nàng cô muội muội này không đáng yêu sao? Ha ha, không có vấn đề. Sắt thép phân thân thu hồi lược, lại đem máy móc nữ nhi Tiểu Lăng Tiêu nâng lên, phóng tới trên bờ vai, Tiểu Lăng Tiêu tâm nguyện là cái gì? Ta nếu không cũng lựa chọn dưỡng đao thuật, Tiểu Lăng Tiêu não hải trống rỗng. Nhưng đột nhiên, trong óc nàng hiển hiện một cái hình tượng, kia là ba ba Tống bản thể sau lưng tung bay lấy béo cầu áo choàng bộ dáng. Ba ba Tống, ta cũng muốn kiện béo cầu áo choàng. Tiểu Lăng Tiêu thuận miệng đáp. Ngươi xác định, Tiểu Lăng Tiêu ngươi biết lai lịch của mình. Mặc dù thiên đạo cầu lấy ngươi làm trung tâm chuẩn bị ở sau bị bản thể phá hư sạch sẽ, nhưng ngươi nếu là tiếp tục cùng béo cầu đại lão sinh ra gút mắc, ta cũng không biết sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Sắt thép phân thân trả lời. Tiểu Lăng Tiêu nghiêm túc suy tư, sau đó hồi phục, ta cảm giác không có vấn đề, nếu như phát sinh biến hóa gì, ta liền có thể ngay lập tức hướng ba ba Tống hạch tâm thế giới bên trong tị nạn. Ở hạch tâm thế giới bên trong, vô luận cái gì ngoài ý muốn, đều có thể ngăn lại. Đã ngươi làm xong chuẩn bị tâm lý, vậy ta nghĩ biện pháp thay ngươi mân mê một kiện béo cầu áo choàng tới. Sắt thép phân thân gật đầu, cưng chiều nói. Dù sao đến lúc đó Tống U U bù đắp kế hoạch sau khi hoàn thành, khẳng định sẽ còn lại một bộ phận béo cầu đại lão còn sót lại. Mà vì phòng ngừa béo cầu đại lão tương lai gây sự, lưu lại cái kia bộ phận còn sót lại tự nhiên càng nhỏ càng tốt. Cắt nữa một bộ phận cho Tiểu Lăng Tiêu làm kiện áo choàng, cũng là cái suy yếu béo cầu đại lão cái cớ thật hay. Tạ ơn ba ba Tống, Tiểu Lăng Tiêu vui vẻ nhảy đát. Bên cạnh Vũ Nhu Tử móc ra bản bút ký, đem béo cầu áo choàng bốn chữ ghi chép lại, chờ chút cái ngày lễ, nàng cũng muốn sách như thế một món lễ vật nguyện vọng. Về phần ngày lễ, Hoa Hạ hàng năm đều có nhiều như vậy ngày lễ có thể qua. Tu chân giới cũng có thuộc về mình đặc biệt ngày lễ, nàng không vội. Thật không được, nàng còn có thể biên A. Biên cái Cửu Châu Nhất Hào quần thành lập thiết loại hình, tìm một cơ hội qua ngày lễ. Bất quá, béo cầu áo choàng sự tình. Cần chờ một đoạn thời gian. Vậy kế tiếp, Tiểu Âm Trúc, Vũ Nhu Tử các ngươi ngồi xuống, ta đến đem chính mình tất cả đối với dưỡng đao thuật lý giải, cảm ngộ, thi pháp kinh nghiệm các loại, đều đóng gói truyền thâu cho các ngươi. Sắt thép phân thân dứt lời, lại mở ra chính mình mi tâm thứ ba thần nhãn. Các tu sĩ truyền thụ công pháp đều rất không dễ dàng, nhưng có thứ ba thần nhãn tại, rất nhiều ký ức đều có thể chuyển hóa thành số liệu bao, lại truyền ra ngoài, liền cùng phục chế gián đồng dạng. Đặc biệt tiện lợi. Bên cạnh Linh Điệp Tiền Bối, sâu kín thở dài. Lượn quanh một vòng, thật vất vả để nữ nhi tránh khỏi bị mang thai ngưng thị chiếu xạ, nhưng không nghĩ tới quanh đi quẩn lại,
cuối cùng còn phải bị bá tống thứ ba thần nhãn chiếu xạ. Luôn cảm giác có loại thiên ý như thế cảm giác. Một bên khác, đạo tử mân mê ra thời gian bí cảnh. Bí cảnh bên trong lúc này đã qua hơn 30 ngày. Tống Thư Hàng bản thể một hơi cùng tất cả trường sinh giả đại lão luận đạo, đã trọn vẹn luận một tháng lâu. Trong quá trình này, Tống Thư Hàng phần lớn thời gian đều là đang lắng nghe. Không có cách, hắn tu chân lý luận tri thức không đủ. Tri thức chung quy là cần thời gian đi trồng chất. Nhưng là, tại luận đạo bên trong, Tống Thư Hàng vẫn như cũ có thể thỉnh thoảng đưa ra rất mấu chốt vấn đề, có thời gian có thể nói chúng tim đen để điểm cùng hắn luận đạo trường sinh giả đại lão, khiến trường sinh giả các đại lão bừng tỉnh đại ngộ. Bá Tống tu chân lý luận tri thức không đủ, nhưng hắn hiện tại cảnh giới cao A. Mà lại hiện tại hắn còn có thể mượn dùng đạo tử thiên đạo hạch toán máy xử lý, chẳng khác gì là mượn thiên đạo cảnh giới đang nghe trường sinh giả nhóm giảng pháp. Cảnh giới áp chế. Một tiếng luận đạo xuống tới, song phương lẫn nhau đều thu hoạch to lớn. Tống Thư Hàng đạt được đông đảo trường sinh giả đại lão trường sinh áo nghĩa hạch tâm tri thức, mượn những thứ này tha sơn chi thạch, đến hoàn thiện chính mình đệ nhị trường sinh pháp. Mà trường sinh giả các đại lão, tại trải qua bá tống chỉ điểm về sau, cảm giác tầm mắt của mình đều bị trống trải. Trừ mấy vị quen biết Bắc Phương Đại Đế, Phượng Nghi cầm chủ trở thành viên bên ngoài, còn lại một nhóm bị Tống Béo Cầu kéo tới trường sinh giả nhóm, lúc này nội tâm đối bá tống càng là tâm phục khẩu phục. Không hổ là bá tống, cao thâm bậc nào cảnh giới, cỡ nào uyên bác tri thức. Rõ ràng đều là trường sinh giả cảnh giới, nhưng bá tống tựa như là đứng tại một cái tầng thứ cao hơn bên trên, giống như là tại dạy dỗ đồng dạng cùng bọn hắn luận đạo. Đây quả thực là cơ duyên. Mặc dù muốn hướng bá tống bàn giao chính mình trường sinh chi đạo áo nghĩa, nhưng thu hoạch lại lớn hơn. Sớm biết như thế, căn bản không cần bá tống béo cầu phân thân đi chửi bọn hắn chủ động sẽ đưa lên cửa. Cái này một đợt luận đạo giảng pháp sau, bá tống tại chư thiên vạn giới uy vọng lại đem cao hơn một bậc thang. Giấu ở chỗ tối đạo tử sư huynh, lộ ra hài lòng mỉm cười. Hắn trong bóng tối vì bá tống lần sau chứng đạo bất hủ, lửa cháy thêm dầu. Mà lại, hắn đưa đầy thủ pháp như mưa xuân, nhuận vật mảnh im ắng. Xác định bá tống cùng trường sinh giả nhóm trao đổi quá trình không vấn đề về sau, đạo tử ý chí nhẹ nhàng rút đi. Chỉ là, đem cứu vớt cái này chư thiên vạn giới nhiệm vụ, đặt ở bá tống đạo hữu trên thân, thực tế có chút áy náy. Thối lui đến bí cảnh biên giới về sau, đạo tử khe khẽ thở dài. Nếu như có thể mà nói, hắn thật hy vọng chính mình có thể gánh vác lên tất cả trách nhiệm, đem cái kia đen nhánh mặt trời triệt để chơi chết, ngăn chặn chư thiên vạn giới bị hủy khả năng. Không cần đem áp lực lớn như vậy, lưu cho bọn hậu bối. Đạo tử tiền bối không cần áy náy, bản thể hắn cũng là tự nguyện. Kỳ thật, nếu như bản thể thật không nguyện ý đi chứng đạo, cái kia chư thiên vạn giới cũng không ai có thể buộc hắn làm như thế. Có hạch tâm thế giới tại, hắn nghĩ cá ướp muối. Không có cái gì người có thể ngăn cản hắn. Lúc này, trở về bá thiện cùng bá tinh đi vào đạo tử bên người, bá thiện lên tiếng đáp. Cái này chư thiên vạn giới bên trong, còn thật nhiều Tống Thư Hàng để ý người. Có những người này ở đây, Tống Thư Hàng tuyệt đối sẽ không tùy ý cái này chư thiên vạn giới bị phá hủy. Mà lại, giống đạo tử chứng đạo 8, năm nhậm thiên đạo, có muốn thực hiện chấp niệm đồng dạng. Tống Thư Hàng bản thể, muốn hoàn mỹ chứng đạo. Cũng có muốn đoạn nhân quả. Cho dù là cá ướp muối, cũng là có muốn làm sự tình. Dạng này lời nói, liền không thể tốt hơn. Đạo tử sư huynh nói khẽ. Đúng rồi, đạo tử sư huynh, nho ra thánh nhân trong mắt thực nghiệm tại vị trí nào. Chúng ta cái này đi, đem tam nhãn thiếu niên tiền bối cho dụ hoặc tới. Bá thiện khoát tay áo bên trong xen lẫn pháp khí. Có nắm chắc không? Đạo tử sư huynh hỏi. Tự ngã thì bá tinh gật đầu nói, có sáu thành phía trên nắm chắc. Được, ta mang các ngươi đi qua. Đạo tử đưa tay, không gian chuyển đổi, trực tiếp đem hai cỗ tam thi chuyển rời đến phòng thí nghiệm vị trí. Mặt khác, liên quan tới tiêu hao trường sinh chi đạo thực nghiệm, chúng ta có mới tình báo. Đến lúc đó, chúng ta có thể sẽ dùng tới thiên đạo phòng tối, còn cần đạo tử sư huynh phối hợp. Tự ngã thì bá nguyệt lại nhắc nhở nói. Đạo tử gật đầu, thỏa. Nhưng tiến độ phải tăng tốc. Ta thật không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Trong phòng thí nghiệm, lúc này có mấy vị đại lão, chính vây quanh ở một đôi nho gia thánh nhân chi nhãn bên cạnh,
không ngừng tính toán cái gì. Bạch tiền bối hình chiếu hóa thân, hư ảo cầu đản tra thân ảnh, mượn hạch tâm tiểu trợ thủ hiển hóa ra hình chiếu long lạc béo cầu nữ sĩ, đạo tử chi viện thiên đạo hạch toán máy xử lý hóa thân. Mầu lưu ly trình lâm, thiên đế tử, tạo hóa tiên tử, cùng bởi vì cùng nho gia thánh nhân quan hệ mật thiết được mời tới hỗ trợ vân tước tử tiên tử. Các đại lão trong tay, đều có đống nhỏ trong mắt. Đại bộ phận đều là lưu ly con mắt, hiển nhiên là từ bá tống trong hốc mắt trừ ra. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ chính ủy khuất ngồi xổm ở các đại lão bên cạnh, run lẩy bẩy. Nàng là tại thời gian bí cảnh mở ra nghênh đón trường sinh giả đại lão quang lâm lúc, cảm ứng được bá tống linh kiện khí tức, liền đến đây thu về. Nhưng thoáng qua một cái đến, nàng liền bị cái này xa hoa đại lão đội hình hù đến nhu thuận. Đại lượng trường sinh giả Nguyệt Luân, cửu u chúa tể hóa thân khí tức, thiên đạo hóa thân, kém chút đưa nàng mới mai rùa đều dọa tuột. Nhìn thấy các đại lão tựa hồ đang nghiên cứu, thảo luận, rất bận rộn bộ dáng. Nàng không dám lên tiếng, đành phải ngồi xổm ở góc tường, sung làm một cái nhu thuận trang trí rùa. Như thế nhiều đại lão cùng một chỗ, là đang nghiên cứu làm sao hủy diệt thế giới sao. Đặc biệt là trong đó còn có mấy cái cửu u chúa tể khí tức. Mọi người đều biết, cửu u chúa tể là thế gian tà ác nhất cá thể. Nhiều như vậy cái cửu u chúa tể tập hợp lại cùng nhau chơi mạt chược cũng đủ. Chư thiên vạn giới dược hoàn sao? Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ áp lực trong lòng thật lớn. Mà lại, bá tống cái này đại móng heo, không phải đã nói, cho dù chết cũng phải chết sạch sẽ, không cho bọn hắn tai nạn cự quy nhất tộc mang đến ngoài định mức công tác gánh vác sao? Ngươi nhìn một cái, mới qua mấy ngày, liền móc ra nhiều như vậy trong mắt đi ra. Có phải hay không cảm giác hiện tại từ nàng đến chuyên môn phụ trách cho bá tống nhặt xác, liền liều mạng muốn thúc nàng làm việc. Nam nhân lời nói, quả nhiên đều là gạt người. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ một bên yên lặng ủy khuất, một bên ở trong lòng ám đỗi bá tống. Đừng để ta nhìn thấy bá tống, nếu không vừa thấy mặt ta nhất định phải nuốt sống hắn. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ tại nội tâm âm thầm thề. Mặc kệ đến lúc đó bá tống giải thích thế nào, nàng đều muốn cắn rơi bá tống ra lông. Tai nạn cự quy trong nội tâm vừa phát xong lời thề lúc. Có hai bóng người bị đạo tử ý chí chuyển di tới. Là hai cái bá tống. Một cái là thiện lương khí tức bá tống, một cái là nhìn một chút sau vừa quay đầu lại liền không nhớ được bá tống. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ há hốc mồm, nhưng lại không dám động đậy. Địa điểm không đúng. Vừa phát xong lời thề, lại bị nàng âm thầm nuốt xuống. Nàng chỉ có thể dùng ánh mắt u oán, chằm chằm vào bá thiện. A, quy tiên tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bá thiện thấy được tại bên cạnh trang trí tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ, nghi hoặc hỏi. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ hình thể khá lớn, không phát hiện cũng khó khăn. Ngươi đoán, tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ cũng không dám phát ra tiếng, mà là truyền âm nhập mật. Ta làm sao đoán được a? Bá thiện dở khóc dở cười. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ u oán nói, ta vì sao lại ở chỗ này, trong lòng ngươi liền không có điểm bức số sao. Bá thiện một mặt mộng bức. Sau đó, hắn thuận tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ ánh mắt hướng bàn thí nghiệm nhìn lại. Một chỗ lưu ly trong mắt. Trong đó đại bộ phận đều mang bản thể bá tống khí tức. Bá thiện vuốt vuốt huyệt thái dương. Xảo chính là, tạo hóa tiên tử thân hình vừa vặn xuyên qua không gian, biến mất lại trở về. Tái hiện lúc. Lòng bàn tay của nàng bên trong lại nhiều một đôi tròng mắt. Không cần phải nói, mọi người đều biết cái này đối tròng mắt là ở đâu ra. Bá thiện vò huyệt thái dương ngón tay, cường độ tăng cường. Bản thể cũng không dễ dàng a, sinh hoạt thật sự là quá khó khăn. Thiện ngây ngốc tạo hóa tiên tử hướng phía bá thiện vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đi qua. Nhìn, quy tiên tử, cái này không thể trách ta cũng bị thương rất nặng. Bá thiện đối tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ nói. Quy tiên tử ngẩng đầu vọng thiên, thật lâu không nói. Bá thiện hướng về phía quy tiên tử khoát tay áo, sau đó tới gần phòng thí nghiệm tiền bối. Luyến mắt đam mê đâu? Cẩu đản tra hỏi. Bá thiện đáp, ta bại bởi tam nhãn thiếu niên tiền bối. Không có thể đem hắn thắng nổi tới. Thua, ngươi chuyện gì xảy ra? Dạng này đều có thể thua. Cẩu đản tra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đồng thời. Hắn dùng dâu rồng hái đi độc chảo bên trên bao tay, cẩn thận từng ly từng tí đem hai cái bao tay này tồn. Không phải chiến chi tội, là bản thể đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn,
một lời khó nói hết. Bá Thiện Tâm tắc tắc. Bất quá, chúng ta có biện pháp đem Tam Nhãn thiếu niên tiền bối cho mang tới. Tự Ngã Thì Bá nhân khí vận đan điền, lớn tiếng nói, chúng ta đem hắn bạn sinh pháp khí mang theo tới. Bạn sinh pháp khí, Luyến Mắt Đam Mê cứ nhiên có bạn sinh pháp khí. Dựa vào cái gì a? Đồng dạng là cửu u chúa tể, vì cái gì hắn liền có bạn sinh pháp khí? Cẩu Đản Cha lập tức liền không thăng bằng. A, Ban Văn Long chúa tể ngươi không bạn sinh pháp khí. Ta có đây, Bạch Tiền Bối đột nhiên lên tiếng nói. Cẩu Đản Cha sững sờ. Luyến Mắt Đam Mê cùng dài đẹp mắt bạch, đều có bạn sinh pháp khí, nhưng nó nhưng không có. Ngọa thảo, chẳng lẽ ta bạn sinh pháp khí bị thiên đạo Cẩu Đản Cha nàng cho hố? Tóm lại, có bạn sinh pháp khí tại, chúng ta có thể đem Tam Nhãn thiếu niên tiền bối cho mang tới. Tự Ngã Thì Bá thể ba ho nhẹ một tiếng, sau đó lớn giọng nói. Chủ yếu là hắn tồn tại cảm giác thấp, mỗi lần nói chuyện còn lớn hơn âm thanh, tăng lớn âm lượng. Đúng đúng, trước đem Luyến Mắt Đam Mê mang tới, trước liên hệ ra hỏa này. Ban Văn Long tiền bối lại cẩn thận từng ly từng tí đem cái tay kia bộ đeo trở về. Bá Thiện chầm chầm vào cái tay này bộ. Luôn cảm giác thứ này có âm mưu. Là thánh quang sao? Bá Thiện tinh tế cảm ứng, nhưng trong đó cũng không có thánh quang tư vị. Bên cạnh, Tự Ngã Thì Bá thập lần nữa thông qua bản thể tán tài vương tọa ấn ký, bắt đầu liên hệ Tam Nhãn thiếu niên tiền bối. Phóng đại âm lượng, có hay không miễn để công năng? Cẩu Đản Cha hỏi. Hẳn là có, ta thử thức. Tự Ngã Thì Bá bộc mân mê một chút, thật đúng là mở ra miễn để công năng. Tại một trận êm tai trong tiếng âm nhạc, nguyên bản tại đi ngủ Tam Nhãn thiếu niên tiền bối, lần này rốt cục nhận nghe điện thoại. Trên thực tế, thông qua bản sinh pháp khí, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối có thể mơ hồ cảm ứng được Bá Thiện phụ cận vị trí. Đã Bá Thiện đã đi tới mục đích phòng thí nghiệm, vậy hắn cũng không cần lại treo Bá Thiện điện thoại. Trò chuyện kết nối về sau, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối hòa hoãn mở miệng, là Bá Tống sao? Bá Thiện đáp, đúng vậy. Tam Nhãn tiền bối, ta có kiện sự tình phải nói cho ngươi, ngươi. Luyến Mắt Đam Mê, người bạn sinh pháp khí bây giờ đang trong tay của ta, cho ngươi 30 giây thời gian, tranh thủ thời gian tới. Bằng không mà nói, ta liền muốn giết con tin á. Cẩu Đản Cha khai môn kiến sơn, nói thẳng. Bá Thiện giảng đến một nửa, đều tạp thai từ. Ta không phải ý tứ này, ta không có muốn giết con tin, đây không phải ta nói. Cẩu Đản Cha nàng. Có loại hướng ta đến a? Tam Nhãn thiếu niên tiền bối chậm rãi nói, đối ta bạn sinh pháp khí động tay chân, ngươi có phải hay không ghen ghét ta có bạn sinh pháp khí? Cẩu Đản Cha lớn tiếng khiêu khích, đến a, ta sợ ngươi hay sao? Tràng diện một lần phi thường ngây thơ. Đó căn bản không giống như là hai tôn cửu u chúa tể ở giữa đối thoại. Hoàn toàn không có cái gì cửu u chúa tể bức cách. Đây rõ ràng là hai cái học sinh tiểu học. Thậm chí có thể là nhà trẻ chủ học sinh tương hỗ khiêu khích. Tới thì tới, ngươi chờ ta, ta lập tức liền đến lúc đó ngươi không muốn túng. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối cười lạnh nói. Ai túng ai là Bá Tống? Cẩu Đản Cha nói. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối không chút nào yếu thế, ta cho ngươi biết, ta lập tức liền đến. Ai túng ai là Bá Tống? Bá Thiện đưa tay chỉ bản thân. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta vì cái gì chúng thương? Cẩu Đản Cha, các ngươi dạng này tương hỗ khiêu khích, cực kỳ giống hai cái bị buộc lên cẩu tử lẫn nhau sủa. Trình Lâm tiên tử không có chút nào cho Long Ba mặt mũi, nói thẳng. Cẩu Đản, ta thế nhưng là cha ngươi. Nếu như ta là Cẩu Đản Cha, cái kia lẫn nhau sủa có cái gì mau bệnh? Ban Văn Long đại lão mặt không đổi sắc đáp. Trình Lâm tiên tử dùng sức vỗ vỗ lồng ngực của mình, một hơi buồn bực ở, không thể thở đi lên. Rầm rầm. Có không gian chi môn mở ra đây là đạo tử cho mở bí cảnh đại môn. Sau đó, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối hai tay thả lỏng phía sau, trong tay nắm một cái tiểu lễ dương, nghênh ngang xuất hiện. Tam Nhãn cùng Ban Văn Long nhìn nhau. Giữa hai bên ánh mắt giao phong, sắc bén như là đao kiếm tại giao phong. Nhưng một lát sau, cả hai đồng thời lộ ra thiện lương tiếu dung. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối tới rất nhanh, trên thực tế. Tại hắn kết nối Bá Thiện thông tin thời điểm, đạo tử liền đã yên lặng vì hắn mở ra tiến vào thời gian bí cảnh thông đạo. Đây cũng là tại thời gian trôi qua dưới tình huống khác biệt, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối còn có thể cùng Cẩu Đản Cha bình thường trao đổi nguyên nhân. Nếu không,
Tam nhãn thiếu niên tiền bối động cái thân qua tới thời gian đối với bí cảnh bên trong người đến nói, khả năng liền nửa ngày nhiều thời gian trôi qua. Hai vị tiền cửu u chúa tể nhìn nhau cười một tiếng về sau, tam nhãn thiếu niên trước tiên mở miệng nói, đã lâu không gặp, cẩu đản cha nàng. Lần này biết ngươi cũng ở phía sau, ta nghĩ nghĩ, đặc địa vì ngươi chuẩn bị kiện lễ vật. Luyến mắt đam mê ngươi quá khách khí, cẩu đản cha cười nghênh đón tiếp lấy, đưa lên bản thân cái kia móng vuốt, muốn cùng tam nhãn thiếu niên nắm cái chảo. Tam nhãn thiếu niên nhìn qua cẩu đản cha móng vuốt bao tay, cẩu đản cha nhìn qua tam nhãn thiếu niên tiểu lễ dương. Song phương bắt đầu trầm mặc. Trình Lâm tiên tử yên lặng lật cái xinh đẹp bạch nhãn. Hai người này đã ngây thơ đến liền nàng đều nhìn không được trình độ. Nàng có đôi khi cũng sẽ ngây thơ, nhưng nàng ngây thơ là có điểm mấu chốt. Mà trước mắt cẩu đản cha cùng tam nhãn ở giữa ngây thơ, căn bản không có ranh giới cuối cùng có thể nói. Mặt khác nàng vừa rồi cố ý không cho Long Ba mặt mũi, chính là muốn cho hắn ghét bỏ cẩu đản cái danh xưng này, ý đồ cứu giúp xuống bản thân cái kia đã bị ô nhiễm đạo hiệu. Nhưng cẩu đản cha đã triệt để bị hư, hắn bây giờ căn bản không lấy cẩu đản cha cái danh xưng này lấy làm hổ thẹn, ngược lại coi đây là vinh. Trình cẩu đản cảm giác mình muốn biến trở về Trình Lâm, xa xa vô vọng. Ngươi cho ta mù sao? Ngươi cái móng vuốt này bên trên bao tay, xem xét liền có trá. Tam nhãn thiếu niên tiền bối buồn bực nói. Coi như muốn hố ta, cũng cho chút mặt mũi, hảo hảo bố trí một chút được không? Lớn như vậy một cái bao tay, đeo trên móng vuốt, ngươi cho ta ngớ ngẩn sao? Ngươi không phải cũng không sai biệt lắm. Cẩu đản cha dùng râu rồng móc móc lỗ mũi, còn mang cái lễ vật tới đưa ta, ngươi cùng ta là quan hệ như thế nào, chính ngươi trong lòng không có số. Ta dùng ngón chân đều biết lễ vật của ngươi là thứ đồ gì, khẳng định buồn nôn. Ta chỉ ít còn bao hết cái lễ dương, tam nhãn thiếu niên tiền bối chỉ cẩu đản cha bao tay, ngươi thì sao? Lớn như vậy một đầu chảo bộ, bên trong là thứ đồ gì? Ngươi đoán, cẩu đản cha nói, muốn không, nắm cái chảo. Đoán cái rắm, tam nhãn thiếu niên tiền bối đem hộp quà ném về cẩu đản cha, nắm chảo liền miễn đi, lễ vật đưa ngươi. Tại đem hộp quà ném ra đồng thời, tam nhãn thiếu niên tiền bối còn âm thầm đem mở dương ra lễ vật loại vật này. Cũng không phải ngươi không thu, ta liền không thể đưa. Ta trực tiếp đem lễ vật nện ngươi trên mặt, ngươi có thu hay không, quan ta đản sự. Chỉ muốn ta lễ vật đưa ra ngoài thế là được. Cẩu đản cha mãnh liệt quay đầu sờ mó, vô tội quần chúng vây xem A Bá Tống, liền bị rút tới. Bá Tống, luyến mắt đam mê tặng cho ta lễ vật, ta liền chuyển giao cho ngươi rồi tiếp hảo. Cẩu đản cha đem Bá Thiện ngăn tại trước mặt mình. Không hiểu thấu bị cuốn vào Bá Thiện một mặt mộng bức. Hoa! Cái dương mở ra, tản mát ra chói mắt thánh quang. Thuần khiết nồng đậm thánh quang, khuếch tán ra tới. Mặc dù có Bá Thiện che chắn, nhưng cẩu đản cha vẫn như cũ bị thánh quang chiếu rọi đến. Bá Thiện duỗi tay, tiếp nhận cái dương cùng bảo đao. Đây là cự kiếm, Bá Thiện tiếp được đao về sau, nhìn kỹ một chút. Không phải Tây Phương loại kia cự kiếm. Mà là cùng loại hiện tại rất nhiều huyền huyễn ma huyễn trong trò chơi cái chủng loại kia giống 3 mét đại đao cự kiếm. Đao phẩm giai hẳn là ở vào thất phẩm đỉnh phong trình độ. Chỉ phải thật tốt nuôi một nuôi, thêm chút đi vật liệu rèn luyện một chút, tấn thăng làm bát phẩm pháp khí, hoàn toàn không là vấn đề. Tạ ơn cẩu đản cha, tạ ơn tam nhãn tiền bối. Bá Thiện vui a đem chuôi này cự kiếm thu vào. Sắt thép hóa thân bên kia còn muốn lấy cho các đệ tử cũng phát một nhóm năm mới lễ vật. Đệ tử lễ vật, là cùng tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công xứng đôi bản mệnh pháp khí cộng cái bình, đây cũng là Bá Tống đã sớm chuẩn bị xong. Vật liệu luyện khí cũng đã tồn tốt, hoặc là tùy thời có thể lấy đến vật liệu tỷ như bạch tiền bối nhà tinh tinh tướng quân lấy ba mao. Nhưng lần này quyết định chính thức thu làm môn hạ Joseph năm mới lễ vật vẫn còn không có đầu mối. Hiện tại. Lễ vật này liền đến rồi. Thất phẩm đỉnh phong thánh quang kiếm, đến lúc đó tăng thêm 5-6 tầng phong ấn, liền có thể cho Joseph sử dụng tựa như ngay lúc đó tam thập tam thú tổ hợp pháp khí một dạng, phong ấn đến nhất nhị phẩm cảnh giới. Tương lai nếu như Joseph thật có thể mạnh lên, những thứ này phong ấn cũng có thể tùy thời giải khai. Thu hồi 7 phẩm thánh quang cự kiếm về sau, Bá Thiện lại đem ánh mắt phóng tới cẩu đản cha bao tay bên trên. Cẩu đản cha, muốn không ngươi cái tay này bộ cũng đưa ta rồi. Dù sao ngươi cũng hố không đến tam nhãn thiếu niên tiền bối.
mà lại tam nhãn thiếu niên tiền bối lễ vật đã bị ngươi chuyển giao ta, ngươi cái này bao tay sớm muộn cũng phải về ta, không bằng hiện tại liền cho ta. Mặc dù không biết cái tay này bộ là cái gì, nhưng là nếu là cậu đản cha dùng để hố tam nhãn tiền bối, vậy khẳng định cũng là đồ tốt, không cần thì phí. Cậu đản cha, ngươi đây là cái gì cường đạo logic? Ta hố không đến tam nhãn, vì cái gì liền muốn đem bao tay đưa ngươi, ngươi là nhi tử ta à? Ai không đúng, tống cậu đản trình độ nào đó kế thừa trình lâm đạo hiệu. Nếu như là hắn đồ vật, tống cậu đản thật là có quyền kế thừa. Ngươi nghĩ thì hay lắm, cậu đản cha cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí đem bao tay lấy xuống, nấp kỹ, lần sau ta tỉ mỉ đóng gói một chút, nói không chừng còn có thể gài bẫy tam nhãn. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Ngươi cho ta ngốc à? Đúng rồi, tam nhãn tiền bối, bạn sinh pháp khí trả lại ngươi. Bá thiện nâng lên bạn sinh pháp khí đại lão, hướng đi tam nhãn tiền bối tại hắn trong cái nhấc tay, bàn tay không khỏi hoạt động một chút, một phát dưỡng đao thuật trượt ra. Tam nhãn thiếu niên tiền bối đối bá thiện độ thiện cảm cộng 0.5. Chủ yếu là cái này độ thiện cảm là thông qua bạn sinh pháp khí cái kia truyền tới, có trung gian thương, sở dĩ bị bóc lột một tầng. Tam nhãn thiếu niên tiền bối mỉm cười, duỗi tay chuẩn bị tiếp nhận bá tống trên tay bạn sinh pháp khí. Nhưng vào lúc này, bên cạnh cậu đản cha đột nhiên một cái đất bằng quẳng. Hắn té phi thường không mỹ quan, tư thế cũng không thuần thục. Mà lại, tại ngã sắp xuống thời điểm, hắn còn có thể một đường trượt ra ngoài, một mực ném tới bá thiện bên người. Tam nhãn thiếu niên tiền bối mãnh liệt hướng về sau nhảy một cái, tránh thoát. Muốn ám toán hắn, không có cửa đâu. Ai ra? Tay trượt rồi cậu đản cha phát ra bản thân chỉ trị giá 3 khối tiền diễn kỹ tại hắn trên móng vuốt, cái kia vừa lấy xuống bao tay lại không biết khi nào, một lần nữa đeo lên. Sau đó, nó long chảo ba một tiếng, khắc ở bá thiện trong tay bạn sinh pháp khí bên trên. Bao tay ngoại tầng đột nhiên nổ tung, lộ ra một đầu cốt long chảo. Cái này cốt long chảo, linh hoạt chộp vào bạn sinh pháp khí bên trên. Nguyên bản liền lộ vẻ tà ác tam nhãn tiền bối bạn sinh pháp khí. Tăng thêm cái này cốt long chảo về sau, lập tức biến càng thêm tà ác lên. Bá thiện vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết cậu đản cha muốn làm cái gì. Chính khi hắn nghi hoặc thời điểm, cái này cốt long chảo bên trên phóng xuất ra phi thường cay con mắt khí tức. Vật lý trên ý nghĩa cay con mắt. Bá thiện lập tức nước mắt rơi như mưa. Đây là cái gì? Bá thiện nước mắt không ngừng rơi xuống. Tạo hóa tiên tử lóe lên một cái tới, lấy ra một đầu bình thủy tinh. Sắp xếp gọn cái kia cuồn cuộn rơi xuống nước mắt. Là hành tây, ta tăng thêm hành tây hương vị. Cậu đản cha giải thích nói, ta bồi dưỡng một đầu cực phẩm hành tây tà ma, cùng sử dụng hắn ép ra chất lỏng cộng cốt long móng vuốt, luyện chế ra kiện pháp khí này. Hiệu quả là đặc biệt cay con mắt, cực độ cay, liền cửu u chúa tể cũng vô pháp miễn dịch loại ảnh hưởng này. Ta thể nghiệm được, bá thiện lệ rơi đầy mặt, ta hiện tại liền muốn biết, ta muốn làm sao mới có thể đình chỉ thúc thít. Ngài không phải muốn hố tam nhãn tiền bối sao? Vì cái gì gài bẫy trên đầu ta? Một cái khác hiệu quả lúc, tăng thêm cái này cốt long chảo về sau, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách lấy xuống. Cậu đản cha nhìn qua tam nhãn thiếu niên tiền bối, nói cách khác, không muốn cay con mắt lời nói, gần chút thời gian, người bạn sinh pháp khí mang không đi. Mà bất kể là cái gì thần khí, chỉ muốn lưu tại bá tống bên người ở lâu một chút thời gian. Tương tình. Mời xem treo ở bá tống bên hông xích tiêu kiếm. Đây là cậu đản cha tiêu tốn rất nhiều thời gian suy nghĩ ra được đổi tam nhãn bảo vật. Tam nhãn gia hỏa này, không chỉ có tự thân có 3 con mắt. Hắn vật siêu tập, quản gia, cái khác người hầu, sủng vật, toàn bộ đều là tròng mắt. Thân là một cái tròng mắt khống, thế giới của nó tràn đầy con mắt. Một khi loại này cường hóa cay con mắt hành tây nhựa bị mang về lời nói. Tam nhãn toàn bộ thế giới đem bị nước mắt lấp đầy. Ngẫm lại liền mang cảm giác. Mà lại, loại này cường hóa hành tây nhựa ngoại trừ cay con mắt hiệu quả bên ngoài, còn bị cậu đản cha gia nhập nhiều khoản tam nhãn phi thường chán ghét mùi. Đối tam nhãn tới nói, lúc này bạn sinh pháp khí so rơi vào ao phân bên trong còn muốn buồn nôn. Người có muốn hay không ngây thơ như vậy? Tam nhãn thiếu niên tiền bối vừa nói, một bên lặng lẽ rời xa lúc này bá thiện, không dám tới gần. Cậu đản cha thi triển phép thuật hệ nước, thanh tẩy bản thân độc trảo, vui vẻ trả lời, ta ngây thơ, nhưng ta vui vẻ a. Tam nhãn thiếu niên tiền bối,
Cái kia, cẩu đản cha, hiệu quả cùng công hiệu ta đều biết rồi. Nhưng ta muốn cái gì thời điểm đem hắn buông ra? Bá Thiện khoát khoát tay bên trong bạn sinh pháp khí. Không biết có phải hay không trùng hợp, cẩu đản cha tại cài lên cốt long chảo lúc, một hơi đem bạn sinh pháp khí cùng Bá Thiện bàn tay chụp đến cùng một chỗ. Bá Thiện bây giờ căn bản không cách nào lấy xuống cái đồ chơi này. Trong thời gian ngắn lấy không xuống, hết hy vọng đi. Cẩu đản cha vui a nói. Bá Thiện, bá Tống tiểu hữu không cần phải gấp gáp, tam nhãn thiếu niên tiền bối đứng ở cách Bá Thiện chí ít 100 mét có hơn, xa xa truyền âm nói, ta bạn sinh pháp khí không vội mà về thu, tiểu hữu ngươi có thể mang theo hắn lưu lạc thiên nhai, chờ qua một thời gian ngắn, ta lại dẫn nó về nhà. Bá Thiện nghe nói như thế lúc, con mắt chua chua đồng thời tay hắn trượt đi, không cẩn thận lại là một phát dưỡng đao thuật trượt ra. Mặt khác, Bá Thiện ngươi khổ cực, ngươi không bằng về sớm một chút nghỉ ngơi. Nơi này không phải còn có một vị bá Tống tam thi hóa thân, bá gì à? Chuyện nơi đây giao cho hắn đến xử lý là được, ngươi trước tìm một góc không có người hảo hảo thúc thiết đi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nhắc nhở. Bá Thiện nghe nghe, nước mắt không ngừng tuôn ra rơi. Tạo hóa tiên tử tiếp thu tràn đầy một bình thủy tinh nước mắt, hài lòng nhẹ gật đầu, cũng đem bình này Bá Thiện nước mắt đưa đến bàn thí nghiệm đi, đặt ở thí nghiệm vật liệu trồng bên trong. Phàm là cùng tròng mắt có liên quan vật liệu, nói không chừng lần này thí nghiệm đều có thể dùng tới. Lúc này trên bàn thí nghiệm, còn có thiên đạo thuốc nhỏ mắt loại bảo vật này. Mấy phút sau, Bá Thiện bị mời đến hạch tâm thế giới công đức điện bên trong, mang theo bạn sinh pháp khí cùng một chỗ, một cá nhân ở nơi đó hảo hảo lặng lặng. Tạo hóa điện thế nhưng là công đức xà mỹ nhân địa bàn. Mặc dù tiên tử một lần đều không trở về qua, nhưng nàng kỳ thật một mực có thể điều khiển tòa này cung điện. Tỷ như, âm thầm thu thập một chút cung điện bên trong nhỏ xuống nước mắt, không có cái gì vấn đề. Phòng thí nghiệm bên trong. Tam nhãn thiếu niên tiền bối cũng không tìm cái gì mượn miệng loại hình, trực tiếp cưỡng ép xung nhập vào thí nghiệm trong thành viên đi. Cùng cẩu đản cha như thế nháo trò về sau, hắn liền kiếm cớ tâm tình đều không có. Ngoại trừ cẩu đản cha bên ngoài, thành viên khác ngầm hiểu lẫn nhau đoàn người chờ chính là tam nhãn, đương nhiên sẽ không ở thời điểm này rơi tam nhãn ra mặt. Về phần thượng thoan hạ khiêu cẩu đản cha, thì trực tiếp bị tam nhãn thiếu niên tiền bối xem nhẹ. Liên quan tới nho gia thánh nhân hai mắt nghiên cứu, đến đâu cái tiến độ rồi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối có thể xưng thượng là chư thiên vạn giới, từ xưa đến nay nhãn khoa đệ nhất nhân. Đối với tròng mắt nghiên cứu, chư thiên vạn giới rốt cuộc tìm không ra một cá nhân có thể đạt tới trình độ của hắn. Trước mắt có hai cái ý nghĩ cùng nghiên cứu phương hướng. Bạch tiền bối hình chiếu hóa thân lên tiếng nói, một là nghĩ biện pháp đem nho gia thánh nhân chi nhãn cùng thư hàng bất hủ phỉ kình kim đan dung hợp. Một loại khác phương án, thì là cân nhắc có thể hay không đem thánh nhân chi nhãn cùng thư hàng bản thể dung hợp, đồng dạng có thể tạo được trùng sinh hiệu quả. Tam nhãn thiếu niên tiền bối hơi suy nghĩ một chút, đáp, đi thứ nhất lộ tuyến đi, đầu thứ hai lộ tuyến, đối tương lai chứng đạo bất hủ sẽ sinh ra ảnh hưởng. Nho gia thánh nhân chi nhãn mặc dù phi thường cường đại, nhưng nó dù sao cũng là ngoại vật. Nếu như hắn thay thế bá Tống hai mắt, đến lúc đó chứng đạo bất hủ lúc. Đôi mắt này đến cùng tính thư hàng, vẫn là tính nho gia thánh nhân, náo không tốt, sẽ dẫn đến thư hàng chứng đạo bất hủ lúc không cách nào đạt tới hoàn mỹ. Vậy ta bản thể còn có thất thải đại thận, có tính không là ngoại vật. Tự ngã thi bá tinh khí vận đan điền, gầm rú nói. Có phải hay không ngoại vật, chỉ dùng nhìn một cái phương án. Cẩu đản cha lên tiếng nói, người mỗi lần chết sau phục sinh lúc, có thể theo phục sinh khôi phục đều là tự thân linh kiện. Nếu không, đều là ngoại vật, người mi tâm cái này xấu xí đệ tam nhãn, chính là ngoại vật. Tam nhãn thiếu niên tiền bối, chờ thí nghiệm sau khi hoàn thành, nhìn hắn không mập đánh cái này hắc bạch đường vân tất chân long một trận. Vậy ta thất thải đại thận mỗi lần phục sinh trước, đều sẽ bị thánh nhân chi huyết đóng gói mang đi, là ngoại vật. Bá chìa nhíu mày nói. Vậy hắn tương lai chứng đạo bất hủ lúc, muốn trở thành độc thận nam nhân. Liên quan tới điểm ấy. Ngươi có thể yên tâm, bạch tiền bối an ủi, ngươi lần trước phục sinh lúc, ta nhìn qua toàn bộ quá trình. Bản thể của ngươi mỗi lần phục sinh lúc, vẫn có hai cái thận. Thánh nhân chi huyết mang đi thất thải đại thận càng giống là một kiện thận trang bị. Chờ ngươi phục sinh về sau, cái này thận trang bị trở về, một lần nữa mặc vào, ngươi một đầu thận liền biến thành thất thải chi sắc.
Tự ngã thì Bá Duệ trợn mắt hốc mồm, chính hắn đều bị bản thân bản thể tao thao tác tú đến. Thận trang bị, thất thải bảo quang. Cái này cực kỳ giống trong game online siêu huyễn thời trang. Vậy chúng ta liền đi đầu thứ nhất nghiên cứu lộ tuyến đi. Vân Tước Tử ngón tay thon dài cách không nhẹ nhàng kích động, dùng niệm lực chuyển động Nho Gia Thánh Nhân hai mắt. Cái kia tiên tử, người đi đem thư hàng phỉ kình kim đan cho mang tới. Bạch Tiền Bối quay đầu, đối phòng thí nghiệm một chỗ ngóc ngách kêu lên. Xó xỉnh bên trong, giả chết cuốn thành một cái cầu công đức xà mỹ nhân đứng lên nửa người trên, hướng về phía Bạch Tiền Bối dựng lên cái ngón tay cái. Ở đây đều là cửu u chúa tể, nàng một cái công đức hóa thân áp lực rất lớn, đều cùng quy tiên tử cùng một chỗ tại nơi hẻo lánh xung làm vật phẩm trang sức. Tiếp vào nhiệm vụ về sau, tiên tử thân hình lấp lóe, biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, công đức xà mỹ nhân tái hiện, hai tay của nàng bên trong bưng lấy tống thư hàng bất hủ phỉ kình kim đan trở về. Mấy ngày không thấy, phỉ kình kim đan tựa hồ càng mập chút, lúc này hắn mập giống đầu cá nóc, càng phát ra có kim đan khuôn mẫu. Thánh nhân chi nhãn, phỉ kình kim đan khóa lại. Phỉ kình kim đan bất hủ thuộc tính, thánh nhân, không. Bất hủ, không phải bất hủ cưỡng chế dung hợp, thập tinh độ khó. Long Lạc nữ sĩ hóa thân lên tiếng nói. Sở dĩ, nghĩ biện pháp trước đem Nho Gia Thánh Nhân hai mắt, độ lên một tầng bất hủ thuộc tính. Bạch Tiền Bối nói. Bất hủ thuộc tính nào có tốt như vậy mân mê, nếu quả như thật tốt như vậy mân mê, chư thiên vạn giới cũng sẽ không chỉ có Vân Tước Tử tiên tử cùng Bá Tống. Cẩu Đản Cha nói. Hơi đợi đã, Tam Nhãn thiếu niên Tiền Bối đột nhiên móc ra một cái mắt đơn thấu kính đeo lên, tinh tế nghiên cứu cái này đối Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn. Bởi vì hắn phát hiện, Thánh Nhân chi nhãn chỗ sâu, tựa hồ ẩn chứa một sợi bất hủ cấp bậc tin tức. Thân là trong mắt chuyên gia, Tam Nhãn thiếu niên Tiền Bối đôi nhãn châu lý giải vượt qua ở đây tất cả mọi người. Chính vì vậy, hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này đối Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn chỗ đặc thù. Tam Nhãn thiếu niên Tiền Bối đơn phiến kính mắt dán tại cái trán con mắt thứ ba bên trên, tinh tế xem, từ bên ngoài đến bên trong đi quan sát Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn. Một lát sau, hắn rốt cục xác định. Cứ nhiên thật sự là bất hủ tin tức, giấu quá sâu, nếu không phải ta tỉ mỉ lời nói, chỉ sợ thật sự sẽ xem nhẹ đi qua. Tam Nhãn thiếu niên Tiền Bối cảm khái nói. Tam Nhãn thiếu niên Tiền Bối là thiên đạo Tam Nhãn tại chứng đạo về sau, mới mân mê đi ra cửu u chúa tể. Sở dĩ, hắn có thể xác định thánh nhân trong mắt ẩn tàng, chính là thiên đạo bất hủ tin tức. Hắn tự thân cũng không có được bất hủ lực lượng, chưa ăn qua bất hủ, nhưng hắn gặp qua thiên đạo đang chạy. Thu hồi bản thân đơn phiến kính mắt về sau, Tam Nhãn thiếu niên Tiền Bối nghiêm túc suy tư, nói, lại nói, Nho Gia Thánh Nhân thật đã chết rồi. Đạo tử ý chí hóa thân trầm mặc một lát, gật đầu nói, lão sư thật sự là hắn là chết, ta tại tiếp nhận thiên đạo quyền hạn thời điểm, trước tiên cũng xác nhận qua chuyện này. Nói thật, gia hỏa này sâu thành bộ dạng này, cứ nhiên chết rồi, thật có loại không dám tin cảm giác. Hắn cái này đôi nhãn châu bên trong, thế nhưng là ẩn giấu đi thiên đạo bất hủ tin tức a. Nếu như đây là hắn trước khi chết nghiên cứu ra được. Cái thứ này, tại không chứng đạo bất hủ trước, liền đã mân mê ra một đâu đâu bất hủ tin tức. Cái này hoàn toàn là chân chính thiên đạo mô bản, Tam Nhãn thiếu niên Tiền Bối nói. Tống ngốc ngốc đầu đầu phanh tạo hóa tiên tử hai tay vung vẩy, làm ra một cái bạo tạc động tác. Vâng vâng vâng, Tam Nhãn thiếu niên Tiền Bối thở dài, đáp, nhưng Bá Tống là một ngoại lệ. Nói thật, hắn cứ nhiên mân mê ra bất hủ phỉ kình kim đan, ta đến bây giờ đều cảm giác không dám tin. Có loại chỉ bằng hắn, vậy mà tại chứng đạo trước làm ra không khéo tin tức không phục. Nhưng nghĩ đến ta hiện tại cũng còn không cách nào dựa vào chính mình lực lượng làm ra bất hủ chi vật đến, ta cảm giác mình hoàn toàn bị Bá Tống so không bằng. Chỉ là nghĩ như vậy, liền làm ta cảm giác tâm tắc. Tam Nhãn chúa tể ngươi vì sao có thể nghe hiểu sư muội ta đang nói cái gì? Đạo tử ý chí hóa thân sững sờ, sau đó hắn nhìn về phía Tam Nhãn thiếu niên Tiền Bối thứ ba thần nhãn. Hắn nhớ tới một kiện không Bá Tống cũng có thể nghe hiểu sư muội lời nói. Bá Tống cũng có con mắt thứ ba, Bá Tống con mắt thứ ba là từ Tam Nhãn Tiền Bối cái này cần đến. Chẳng lẽ, đây chính là bí mật? Có khoảnh khắc như thế, thân là thiên đạo đạo tử trong lòng cứ nhiên hiện lên một tia tội ác tham lam cảm xúc. Hắn kém chút liền muốn đi móc Tam Nhãn chúa tể trong mắt. Tam Nhãn thiếu niên Tiền Bối đột nhiên cũng sững sờ, một lát sau,
hắn như có điều suy nghĩ nói, có thể là lần trước cùng bá tống tiến hành số liệu kết nối di chứng. Ta nhớ được bản thân trước kia không chức năng này. Ta cũng cùng bá tống tiến hành số liệu kết nối A. Đạo tử lẩm bẩm nói. Nhưng ta vì cái gì không thức tỉnh chức năng này? Bá tống tại đối với ta tàng tư. Vẫn là ta cùng bá tống số liệu kết nối không đạt tới tam nhãn chúa tể cấp bậc kia. Ta nghĩ, nho gia thánh nhân trong đôi mắt bất hủ tin tức, có thể hay không cùng vân thức tử tiên tử có quan hệ. Lúc này, một mực đứng ngoài quan sát thiên đế tử suy đoán nói. Nàng là giám thị lưu ly trình lâm hành động, sau đó không biết làm sao, liền bị kéo tới cùng một chỗ tham gia thánh nhân chi nhãn khóa lại hạng mục. Nhưng ta bất hủ chi cốt, hắn hẳn là không gặp qua mới đúng. Vân Tước Tử hồi ức nói. Nàng năm đó dẫn nho ra thánh nhân nhập đạo tu luyện lúc, nàng thế nhưng là rất khắc chế bản thân, đoạn thời gian kia là nàng hiếm thấy không có tìm chết thời gian. Dù sao năm đó thánh nhân còn nhỏ, nàng không muốn bản thân đột nhiên chết vô cùng khoa trương, tại thời niên thiếu thánh nhân trong lòng lưu lại ám ảnh. Vân Tước Tử tiền bối người có lẽ không có ở thánh nhân trước mặt lộ ra bất hủ chi cốt, nhưng thánh nhân tuyệt đối tại khi còn sống, liền biết người có bất hủ chi cốt thứ này. Mà lại, nói không chừng hắn còn tự thân tiếp xúc cũng nghiên cứu qua bất hủ chi cốt. Tự ngã thì bá minh lên tiếng nói, ngẫm lại ngươi năm đó. Năm ngoái bị béo cầu đại lão bắt sau khi đi một màn, thánh nhân lưu lại một số chuẩn bị ở sau, trực tiếp đem bất hủ chi cốt cứu đi nấp kỹ. Nếu như hắn không biết ngươi có bất hủ chi cốt, lại thế nào khả năng lưu lại những thứ này bố trí? Có đạo lý, Vân Tước Tử ghé vào trên mặt bàn, nhìn qua thánh nhân chi nhãn, nói. Nói cách khác, về sau, hắn trở thành chư thiên vạn giới nổi tiếng nho gia thánh nhân về sau, chả ta thời điểm không biết, âm thầm nghiên cứu qua ta. Làm sao lại giống như là thiên đạo nhóm âm thầm nghiên cứu cửu u chúa tể giống như? Bạch tiền bối nhịn không được lên tiếng nói. Cậu đàn cha cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối sắc mặt đều mất tự nhiên lên. Bọn họ đều là bị nghiên cứu đối tượng. Đạo tử cũng rất xấu hổ. Dù sao đang thảo luận lão sư hắn đi qua. Mà lại nói không chừng là hắc lịch sử cái gì. Bất quá, năm đó ta chết số lần cũng nhiều. Nếu như hắn có âm thầm bảo hộ ta, có thể nhìn thấy bất hủ chi cốt cũng không kỳ quái. Vân Tước Tử con người hơi trầm xuống, màu lam lông mi dài nhẹ nhàng vỗ. Nàng bởi vì không chết thể chất, chết nhiều lắm về sau, đối sinh, tử nhìn vô cùng nhạt. Nhưng ngay cả như vậy, tại sinh mệnh một số trọng yếu người triệt để chết đi về sau, cuối cùng khó nén đáy lòng thất lạc cảm xúc. Mà lại, nói không chừng cái này bất hủ tin tức, không phải thánh nhân khi còn sống ngưng tụ. Đừng quên thánh nhân đã từng nuốt xuống dưới béo cầu đại lão một bộ phận tồn tại. Nói không chừng là béo cầu đại lão chứng đạo bất hủ quá trình bên trong, thánh nhân thi thể cũng bị lây nhiễm một bộ phận bất hủ tin tức. Tự ngã thì bá tanh nói bổ sung. Mặc kệ là nguyên nhân nào, cái đề tài này đều có thể trước thả một chút. Tam nhãn thiếu niên tiền bối khoát tay áo. Trọng điểm là cái này đối thánh nhân chi nhãn bên trong, ẩn giấu đi một sợi bất hủ tin tức thuộc tính. Đã như vậy, sự tình liền dễ làm nhiều hơn. Nếu như là bất hủ cộng bất hủ, mà lại đều không phải là hoàn chỉnh bất hủ, cái kia tương hỗ khóa lại liền có hí. Nếu như hai cái đều là hoàn chỉnh thiên đạo bất hủ ngược lại sẽ triệt để mất đi khóa lại khả năng. Muốn đem phì kình kim đan trong mắt cho khu xuất đến, thay đổi thánh nhân chi nhãn không? Trình Lâm lên tiếng nói. Phì kình kim đan. Nó hình cầu thân thể dùng sức nhảy lên hắn nhưng không có bản thể loại kia móc trong mắt yêu thích a. Hắn là kim đan, nó trong mắt nhưng thật ra là cùng loại điêu khắc đi lên, hoặc là vẽ đi lên, không có móc. Bạch tiền bối giải thích nói. Dục dịch tạo hóa tiên tử tiếc nuối rút tay trở về bàn tay. Tam nhãn chúa tể thấy thế nào? Bạch tiền bối lại hỏi. Kỳ thật việc này, dễ làm. Tam nhãn thiếu niên tiền bối khẽ mỉm cười nói. Ta nhớ được, bá tống có 7 cái tiểu đan điền a. Cậu đàn cha nhảy ra nói, tại sao phải đột nhiên biến thành bá suy? Tam nhãn thiếu niên tiền bối trực tiếp không để ý đến cậu đàn cha, tiếp tục nói, bá tống 7 cái tiểu đan điền bên trong, đã từng đều có một cái hạch tâm chi vật hóa thành bản mệnh kim đan, đúng không? Là chuyện như thế, bạch tiền bối đáp. Sở dĩ, chúng ta có thể theo cái này mạch suy nghĩ tới. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Cho bá tống lại mở cái tiểu đan điền hoặc là vật tương tự, sau đó nghĩ biện pháp để cái này đối nho ra thánh nhân chi nhãn hóa thành bá tống kim đan hạch tâm, theo cái này mạch suy nghĩ đến, nhìn xem có thể hay không đem hắn cùng phì kình kim đan khóa lại.
À, cái này có lẽ thật sự có thể thực hiện. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng lúc trước ngũ phẩm cảnh giới lúc, mân mê từng cái tiểu đan điền kim đan, cũng là dùng đủ loại nguyên vật liệu. Dù sao bá Tống đã có 7 cái tiểu đan điền cộng một cái bản mệnh đan điền, như vậy lại cho hắn thêm một cái, tiến đến chí tôn chi 9, cũng không phải không thể tiếp nhận. Còn nữa, bá Tống bản thể hiện tại đã tấn thăng đến trường sinh giả cảnh giới, coi như tại kim đan lên mân mê chút gì, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn tương lai kim đan loại này nhỏ bé đồ vật đã không cách nào ảnh hưởng đến nhanh mắc cấp bá Tống. Nhưng là, nghĩ lại thêm một cái tiểu đan điền, muốn hướng chỗ nào thêm? Tự ngã thì bá Dương lần này bắt đầu sử dụng sư tử hống công pháp, bắt đầu phát biểu. Hắn phát hiện một việc, ngay tại hắn cùng các vị đại lão tiền bối giao lưu thời điểm, hắn tồn tại cảm giác biến càng ngày càng thấp. Từ vừa mới bắt đầu lớn tiếng nói chuyện các tiền bối liền có thể nghe được, càng về sau phải khí vận đan điền giống to, lại đến hiện tại cũng phải sử dụng sư tử hống đến phát ra tiếng. Rõ ràng hắn đã tại hết sức khắc chế chính mình tiểu trong suốt trạng thái, thậm chí đang cố gắng đem tiểu trong suốt trạng thái chuyển rời đến bản thể linh quỷ tiên tử trên thân. Nhưng loại phương thức này hiệu quả lại càng ngày càng kém, không cách nào ngăn cản hắn tiểu trong suốt hóa tăng cường. Là bản thể, một mực tại mạnh lên, bá vô thầm nghĩ đến một cái khả năng. Loại này tăng cường không nhất định là cảnh giới lên tăng lên, cũng có thể là đối quy tắc, pháp tắc loại hình đồ vật lý giải tăng cường. Bản thể hiện tại đang cùng chư vị trường sinh giả đại lão luận đạo, giao lưu trường sinh áo nghĩa. Loại này tăng cường còn đem tiếp tục kéo dài. Bá sanh tâm thật mệt mỏi. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng bản thể có thể nhanh lên chứng đạo bất hủ. Bản thể chứng đạo bất hủ về sau, bọn hắn những thứ này tam thi hóa thân hẳn là có thể nhiễm lên chính tông thiên đạo pháp tắc, từ đó đạt được thăng hoa. Khiếu huyệt tiểu đan điền là không thể nào lại tăng thêm số lượng. Chúng ta phải từ cái khác góc độ vào tay, tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Bá Tống 7 cái tiểu đan điền, là nhị phẩm cảnh giới lúc long vĩ, long trảo, long khu, long trường, long cảnh, long thủ, long giác 7 đại khiếu huyệt đan điền biến thành, tại cái này 7 đại khiếu huyệt đan điền bên trong ngưng tụ kim đan. Nhưng cái này 7 đại khiếu huyệt đan điền là một cái chỉnh thể, tại tu sĩ thể nội khung ra đại long đến, đây cũng là tu sĩ căn cơ, không thể đi phá hư nó kết cấu. Cậu đản cha hơi suy nghĩ một chút về sau, nói, nếu không dứt khoát tại trái phải đại thận bên trong lại mân mê 2 cái đan điền ra, đem một đôi thánh nhân chi nhãn hóa thành 2 viên kim đan, bổ sung đến thận đan điền bên trong đi. 9 mặc dù là cực số, nhưng thập toàn thập mỹ chẳng phải là càng diệu. Thánh kết sỏi sao, trình cầu đản nhịn không được nói. Thánh nhân chi nhãn biến thành kim đan, xuất hiện tại bá Tống thận bên trong, không phải liền là thánh. Thận kết sỏi. Đạo tử giữ im lặng. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình lão sư hai mắt có thể sẽ dài đến bá Tống thận bên trong đi, hắn liền cảm giác lá gan đau nhức. Trong lúc mơ hồ có loại chính mình có lỗi với lão sư suy nghĩ, không ngừng xung kích tâm linh của hắn. Nhưng hắn lại nghĩ không ra tốt hơn chủ ý. Mà lại việc này chấm dứt buộc lên bá Tống có thể hay không đem lão sư hai mắt cùng phì kình kim đan dung hợp, thậm chí quan hệ đến có thể hay không cứu vớt cái này chư thiên vạn giới. Nếu quả như thật không có cách, chắc hẳn lấy lão sư thiện lương cùng trong lòng chính khí, cũng sẽ không để ý hai mắt dài đến bá Tống thận sự tình a. Thánh kết sỏi, cũng rất tốt. Đạo tử đã tại sớm thôi miên chính mình, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thận làm đan điền lời nói có điểm nguy hiểm, Thư Hàng thận, rất dễ dàng bị người nhầm vào. Bạch tiền bối phân tích nói. Tống Thư Hàng thận, mặc dù là toàn thân cao thấp phòng ngự mạnh nhất vị trí. Nhưng chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Mạnh hơn phòng ngự, cũng ngăn không được nhiều như vậy địch nhân ngấp nghé. Tu sĩ giới có cái nghe đồn, nghe nói. Bá Tống thận có thể làm người thu hoạch được trường sinh năng lực. Thiên đế tử yên lặng bổ sung chính mình nghe được một cái tin đồn. Tự ngã thì bá hột một mặt mộng bức. Bản thể thận lúc nào có bực này công hiệu, ta làm sao không biết. Nếu quả thật có cái này công hiệu, bản thể đâu còn dùng nghĩ biện pháp cho người nhà tìm cái gì duyên thọ linh dược, trực tiếp cắt thận nướng nó không thơm sao. Việc này, bá Tống chính người thấy thế nào? Cậu đản cha nhìn về phía tự ngã thì bá Minh, hỏi. Tự ngã thì bá tinh thành khẩn nói, cậu đàn cha, loại sự tình này ngươi hỏi ta cũng vô dụng thôi. Bất quá, dùng phương pháp bài trừ, ta thận, trái tim hẳn là đều không thích hợp mở mới đan điền. Thận bạch tiền bối nói không được.
trái tim, rất dễ dàng bị người đánh xuyên qua. Tu sĩ giới rất nhiều thủ đoạn đều là nhằm vào đầu cùng trái tim cũng là gần với thận hiểm địa. Mà lại, Tống Thư Hàng lưu ly trái tim còn có thể chụp lấy chơi, trừ ra luyện khí, diệu dụng vô tận. Hóa thành mới đan điền, ngược lại được không bù mất. Đề nghị, ngoại quải đan điền. Thế nào, lúc này, Long Lạc béo cầu nữ sĩ lên tiếng nói. Tại sao phải đem mới đan điền giới hạn tại bá tống thể nội đâu? Chúng ta vì sao không đem tầm mắt buông ra rộng? Dù sao là mới tăng thêm đan điền, vì sao không làm cái ngoại quải thức? Bạch tiền bối như có điều suy nghĩ, nói, Long Lạc nữ sĩ, mời ngươi kỹ càng miêu tả một chút ngoại quải đan điền sáng ý. Long Lạc nữ sĩ nhẹ gật đầu, bắt đầu giảng giải bắt nguồn từ thân tồn tại tình huống. Tựa như là nàng là Hắc Long thế giới Long Lạc đồng dạng, nó nguyên hình chính là một bộ bố trí tại bất hủ Hắc Long thân thể năng lượng thể hệ. Cho nên, hoàn toàn có thể tham khảo nàng Long Lạc hệ thống, tại bá tống thân thể tầng ngoài mân mê một bộ cùng loại Long Lạc năng lượng thể hệ ra, tái thiết một cái tổng năng lượng tiết điểm. Cái này tiết điểm liền có thể mở ra một cái hoàn toàn mới ngoại quải thức đan điền tới. Có thể thử một lần, cậu đàn cha gật đầu nói. Ta cảm giác thỏa, tam nhãn thiếu niên tiền bối cũng biểu thị có thể thực hiện. Tự ngã thì bá mịch trong lòng hơi động, thi triển gấp đôi uy lực sư tử hống nói. Tạo dựng một bộ Long Lạc thể hệ lời nói, tựa hồ trong lúc mơ hồ có thể cùng bản thể đệ nhị trường sinh pháp phù hợp. Chính là cái này, bản thể cần khẳng định chính là cái này. Hắn chỉ ở trong đầu cấu tư một chút bản thể quanh thân Long Lạc hệ thống thời điểm, liền cảm giác đệ nhị trường sinh pháp trong lúc mơ hồ cùng hắn cấu tứ sinh ra cộng minh. Có cộng minh liền đại biểu cho đường này rộng. Vậy liền làm như vậy, bá thể ngươi kết nối bên dưới bản thể của ngươi. Để ngươi bản thể phân ra một bộ phận tâm thần, giáng lâm đến nơi đây. Chúng ta hiệp trợ hắn, chế tạo riêng một bộ Long Lạc năng lượng thể hệ tới. Bạch tiền bối nhắc nhở. Tự ngã thi trong lòng cảm động quả nhiên, vẫn là bạch tiền bối tốt nhất rồi. Ta cái này câu thông bản thể. Tự ngã thi nhắm mắt lại, nhanh chóng liên hệ bản thể. Mới đan điền, mới ngoại quải thức năng lượng thể hệ, khung sau khi thành công, lại đề thăng bên dưới bộ này ngoại quải năng lượng thể hệ đẳng cấp. Tương lai hắn năng lượng dự trữ liền càng phong phú. Đến lúc đó thi triển một chút siêu cấp pháp thuật, lực lượng liền càng đầy, không cần lo lắng bị ép khô. Mặt khác, mới ngoại quải đan điền nếu như lấy nho ra thánh nhân hai mắt làm hạch tâm, ngưng tụ kim đan về sau, muốn hay không lại đi một lần tu sĩ thăng cấp quá trình. Kim đan hóa hồ, trên hồ sinh anh, sau đó lại hiển cái thánh cái gì. Nếu không, hắn khác đan điền đều có thánh ấn chấn áp. Cái này mới đan điền không có thánh ấn, ép buộc chứng biểu thị rất khó chịu. Người một nhà, chính là phải chỉnh chỉnh tề tề mới được. Bản mệnh đan điền cộng 7 đại tiểu đan điền cộng ngoại quải đan điền, mỗi một cái đều có một cái thánh ấn chân áp, liền sẽ lộ ra cảnh đẹp ý vui. Nghĩ tới đây, tự ngã thì bá hầu nhìn về phía đạo tử tiền bối. Thiên đạo đại lão là chính ta người, hiển cái thánh giảng cái pháp, ngưng tụ cái thánh ấn, tựa hồ không có vấn đề. Coi như ngoại quải đan điền không có nhân tiền hiển thánh công năng. Nhưng ta thông qua đạo tử tiền bối mở cửa sau, có vấn đề sao? Không có vấn đề a. Đây chính là vì để cho nho ra thánh nhân chi nhãn kim đan ngưng tụ ra thánh ấn tới. Đáng tiếc, bá nho thánh hào đã bị chiếm, nếu không cái này đan điền thánh ấn muốn thả lên bá nho thánh ấn liền càng thêm hoàn mỹ. Chờ chút, thánh ấn vị trí, cũng có thể đổi a. Chính ta không thể đổi. Nhưng thông qua thiên đạo đến điều chỉnh bên dưới đan điền thánh ấn trình tự, không có vấn đề a. Lui một bước tới nói, coi như không cách nào dùng bá nho cái này thánh hào, còn có cái khác thích hợp thánh hào có thể chuẩn bị tuyển. Tỷ như, bá nhãn, bá thánh, bá nhân. Bá thánh liền rất không tệ. Thỏa, đạo tử ý chí hóa thân hướng về phía bá tống tự ngã thi giơ ngón tay cái lên nói. Tự ngã thi mặc dù không có bản thể loại kia 100% bị đọc mặt thuộc tính, nhưng đạo tử thân là thiên đạo, vẫn có một ít đặc quyền. Chỉ cần hắn có tâm cảm ứng lời nói, còn là có thể đọc đến một chút tin tức. Cho nên, bá tống tự ngã thi ý nghĩ, thiên đạo điểm tán, cũng tại thiên đạo hậu trường đóng ấn thông qua. Chỉ chờ bá tống bản thể khung xong phảng Long Lạc ngoại quải kim đan hệ thống, liền ngay lập tức đem kim đan hóa thành hồ, hồ trung sinh liên. Sau đó, liền đem nhân tiền hiển thánh, huyền thánh giảng pháp khâu cho an bài bên trên. Có chút quá trình, không cần thiết liền nhảy qua,
tỉ như độ kiếp cái gì, bây giờ đã không có chút ý nghĩa nào. Đến lúc đó tùy tiện để bá tống đi vào chịu một phát thiên lôi đi một chút chương trình liền kết thúc, trực tiếp an bài nhân tiền hiển thánh khâu. Thậm chí tự liền giảng pháp bản thảo, đạo tử cũng đã phân ra một sợi thiên đạo tâm thần, đi cấp tốc đuổi bản thảo đều là chính mình lão sư hai mắt ngưng tụ ra ngoại quải kim đan, trang diện nhất định phải an bài tốt, không thể để cho chính mình lão sư hai mắt kim đan mất mặt. Đến lúc đó, bá tống nếu muốn giảng pháp, hắn liền có thể đưa lên bản này thiên đạo cấp giảng pháp bản thảo. Bài diện. Cái gọi là thiên đạo, chính là muốn vượt mức quy định phổ thông tu sĩ mấy bước. Tự ngã thì chỉ là hiển hiện một cái ý niệm như vậy, đạo tử liền đã tại thiên đạo hậu trường, đem hết thảy tất cả an bài thỏa đáng, liền chờ nhân tiền hiển thánh hạng mục thượng tuyến. Thỏa cái gì? Cậu đàn cha nghi hoặc hỏi, vì cái gì thiên đạo đột nhiên liền giơ ngón tay cái lên niệm thỏa? Ta đã đem tất cả an bài thỏa đáng, liền chờ các vị chúa tể cùng đạo hữu vì bá tống bản thể bố trí ngoại quải thức kim đan. Đạo tử giải thích nói. Thiên đạo bí cảnh thời gian một tuần sau. Có tam nhãn thiếu niên tiền bối gia nhập liên minh, nho ra thánh nhân chi nhãn nghiên cứu hạng mục tiến triển thần tốc. Đây chính là chân chính nào đó một lĩnh vực quyền uy đại lão tác dụng. Thế nào đem thánh nhân trong đôi mắt bất hủ thuộc tính dẫn đạo ra, bảo trì ổn định. Thế nào đem thánh nhân hai mắt cùng ngoại quải kim đan hệ thống đồng bộ. Thế nào đem thánh nhân hai mắt sơ bộ kim đan hóa vân vân. Cái này đến cái khác nan đề, có tam nhãn chúa tể hiệp trợ, toàn bộ hoàn mỹ đánh hạ. Đồng thời, có Long Lạc nữ sĩ vô tư tài trợ, chư vị chúa tể cùng thiên đế tử, Trình Lâm, cùng về sau theo bá tông ý nghĩ của bản thể chuyển di tới sở các chủ ngốc mao, xích tiêu kiếm chờ tồn tại, đều tự mình đi đến một chuyến hắc long thế giới. Tự thể nghiệm Long Lạc kết cấu cùng huyền bí. Trở về sau, tại thiên đạo tính toán công năng duy trì dưới, chỉ dùng thời gian một tuần, bá tống bản thể trên thân, một cái ngoại quải kim đan phảng Long Lạc hệ thống hình thức ban đầu liền cơ cấu hoàn thành. Tiếp xuống, đến trọng yếu nhất khâu, sở các chủ ngốc mau lên tiếng nói. Tạo hóa tiên tử hiện thân, nàng bưng lấy một đôi nho ra thánh nhân chi nhãn, đi tới phỉ kình kim đan trước mặt. Bá tống tiểu kim đan trả lại vị trước. Nhất định phải có một cái không thể tránh khỏi khâu đó chính là muốn tại phỉ kình kim đan thể nội đi một lần. Hiện tại, cái này đối nho ra thánh nhân chi nhãn, cũng không ngoại lệ, muốn đi một chút cái này chương trình. Phỉ kình kim đan mắt nhìn tạo hóa tiên tử, cuối cùng nó tuyệt vọng hé miệng. Hai viên nho ra thánh nhân chi nhãn, bị một hơi nhét vào trong miệng nó. Thánh nhân chi nhãn bắt đầu nhiễm lên càng nhiều thuộc về bá tống khí tức nguyên bản có một cái thánh nhân chi nhãn. Một mực tại tống thư hàng bản thể trong hốc mắt móc móc cài, liền đã cùng bá tống kết xuống rất sâu nhân quả, duyên phận. Hiện tại, bị phỉ kình kim đan mở về sau, mối liên hệ này tiến thêm một bước. Nhưng phỉ kình kim đan bản thân không cách nào đem thánh nhân chi nhãn triệt để dung hợp, chỉ có thể đưa đến một cái xét duyệt thông qua hiệu quả, vì thánh nhân chi nhãn đánh lên hợp cách ấn ký, để bọn chúng có trở thành bá tống tiểu kim đan tư cách. Muốn nuốt bao lâu? Tam nhãn thiếu niên tiền bối hỏi. Hắn mấy ngày nay tâm tình cực dai. Một tuần này nghiên cứu, hắn từ nho ra thánh nhân chi nhãn ở bên trong lấy được rất nhiều tin tức hữu dụng cùng khoa học kỹ thuật. Quay đầu liền có thể để cho mình cất giữ ma nhãn uy lực cao hơn một tầng. Sở các chủ ngốc mau lắc lắc, nói, không biết, trước kia đều là chênh lệch thời gian không nhiều về sau, liền từ tiên tử đem tiểu kim đan cho vớt ra. Nàng vừa dứt lời, tạo hóa tiên tử đã vui vẻ đưa tay. Bắt lấy phỉ kình kim đan bởi vì ở đây vây lấy rất nhiều cửu u chúa tể nguyên nhân, công đức xà mỹ nhân không thể tiếp xúc quá gần. Nguyên bản độc thuộc về công đức xà mỹ nhân lột kình, lần này rốt cục đến phiên nàng. Từ hôm nay trở đi, công đức tiên tử có thể làm sự tình, nàng cũng có thể làm. Công đức tiên tử không thể làm sự tình, nàng còn là có thể làm. Nàng thắng. Jun Yi Yi sách tạo hóa tiên tử trong miệng hát vui sướng làn điệu. Đưa tay học công đức xà mỹ nhân động tác, trên phỉ kình kim đan một vuốt. Biu biu. Phỉ kình kim đan há miệng, hai viên thu hoạch được nhận chứng thánh nhân chi nhãn liền bị gạt ra. Cho nên, cậu đản cha ngươi nhìn nếu như năm đó thiên đạo cậu đản cha cho ta thiết trí công năng như vậy, năm đó quỷ thần Trình Lâm liền có thể đưa ngươi dạng này biu biu phun ra, mà không cần thịt nát xương tan. Trình Lâm tiên tử chỉ vào phỉ kình kim đan, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nàng vừa dứt lời, liền thấy cậu đản cha mỉm cười móc ra một cái vỏ trứng trạng pháp khí. Sau một khắc,
nàng liền được thu vào đến cái này đà điểu trứng lớn pháp khí bên trong, bị câu thúc. Cậu đản cha lộ ra nụ cười hiền lành, đem cái này trứng cất kỹ. Không tìm đường chết sẽ không phải chết đạo lý kia, vì cái gì người trong thiên hạ chính là học không tốt. Tự ngã thi lặng lẽ quay đầu đi, không nhìn cái kia bị phong ấn chỉnh cầu đàn. Bá tống, kim đan quý vị, lúc này, long lạc béo cầu nữ sĩ nhắc nhở nói. Bá tống bản thể ngoại quải phảng long lạc hệ thống có chút tỏa sáng. Hai viên nho ra thánh nhân chi nhãn phảng phất nhận hấp dẫn, chủ động rơi vào phảng long lạc hệ thống tiết điểm bên trong đi. Nhất chính, nhất phản. Hai viên thánh nhân chi nhãn, phân biệt rơi vào tiết điểm hai mặt, vào ở trong đó. Thành công vào ở về sau, thánh nhân chi nhãn ngoại bộ bắt đầu trùm lên một tầng kim sắc sát chất vật. Cực kỳ giống trùm lên một tầng bánh mì khang, nổ thành vàng óng. Tựa như là hoàng kim viên thuốc, nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Vậy mà thật thay đổi. Xó xỉnh bên trong cùng công đức xà mỹ nhân ngồi xổm ở cùng nhau tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ cả kinh nói. Công đức xà mỹ nhân nghi hoặc nhìn về phía nàng. Cái này thánh nhân hai mắt thật biến thành bá tống một phần. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ thanh âm bên trong, tràn đầy tuyệt vọng khí tức. Thánh nhân chi nhãn tại kim đan hóa về sau, liền triệt để nhiễm lên bá tống khí tức nói cách khác, cái này thánh nhân chi nhãn cũng thành bá tống linh kiện một bộ phận. Nếu như bá tống lần nào chết rồi, không chết sạch sẽ, cái này thánh nhân chi nhãn cũng thay đổi thành cần thu về một bộ phận. Cái này nghiêm trọng gia tăng lượng công việc của nàng. Nhưng cái này còn không phải tai nạn cự quy tuyệt vọng hạch tâm nhân tố. Nàng sở dĩ tâm tình tuyệt vọng, là bởi vì phát hiện bá tống có thể đem ngoại vật biến thành tự thân linh kiện cái này sự tình. Nếu như bá tống nguyện ý, cũng có đại lão phối hợp hắn, không chỉ có là thánh nhân chi nhãn, còn có càng nhiều đồ vật có thể trở thành bá tống linh kiện. Hơn nữa, còn là ngoại quải thức linh kiện. Mà bá tống ngoại quải thức linh kiện càng nhiều, liền đại biểu cho hắn chết mất lúc, rơi xuống linh kiện tỷ lệ cũng sẽ tăng lên. Đến lúc đó, bọn chúng tai nạn cự quy nhất tộc. Chẳng phải là phải mỗi ngày canh giữ ở bá tống phía sau cái mông. Quay đầu nàng liền hướng quy ba hoặc là quy gia gia xin tăng thêm quy thủ, gia tăng phụ trách thu về bá tống linh kiện khóa lại thành viên số lượng. Chỉ có nàng một cái rùa, thật không chịu đựng nổi. 333 lúc này, tạo hóa tiên tử trong tay phỉ kình kim đan kích động lên, nó liều mạng đập động lên cái đuôi của mình, liền nghĩ nhảy dựng lên đi nuốt cái kia một đôi thánh nhân chi nhãn kim đan. Tạo hóa tiên tử một mực đưa nó nắm lấy trước kia nó tại bá tống đan điền bên trong, nàng không đụng tới phỉ kình kim đan. Hiện tại, chính phỉ kình kim đan ra, tạo hóa tiên tử liền cùng lột mèo đồng dạng, nắm chặt cơ hội lột kình. Đây coi như là một viên kim đan, vẫn là tính hai viên. Xích tiêu kiếm nhìn qua bá tống ngoại quải thức phảng long lạc hạch tâm bên trong thánh nhân chi nhãn kim đan, hỏi. Bạch tiền bối nói, cùng chỗ tại một viên đan điền bên trong. Nên tính là một phần kim đan A. Nhưng chúng nó không phải liên thể kim đan, càng giống là song bào thai kim đan. Ta cảm giác nên tính là hai cái. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Thiên đế tử một mặt ngưng trọng, lại nói, một viên thánh nhân chi nhãn có thể phát xạ một đạo mang thai ngưng thị, hai viên chính là song bào thai. Tự ngã thi, thông qua ta cảm ứng, đây xem như nhất số lượng kim đan. A. Là có người hay không tại bên tai ta nói chuyện, sở các chủ ngốc mau đột nhiên nói. Xích tiêu kiếm trả lời, không có đi, mà lại sở các chủ ngươi liền một cây mau mau tới, ở đâu ra lỗ tai. Ta còn thực sự có, nếu có cần, ta căn này trên tóc cái gì cũng có. Sở các chủ ngốc mau nói nàng ngốc mau còn có thể chính mình mọc ra bắp chân, tại tống thư hàng bạo tạc trước chuyển di địa bàn, chạy đến an toàn địa điểm đâu. Chủ đề đừng kéo xa. Đến phiên chúng ta xuất thủ. Ban Văn Long đại lão nghiêm túc nói, kim đan ngưng tụ thành công, tiếp xuống tiến vào kim đan cùng kim đan khóa lại khâu, chúng ta nhất định phải nhanh lên. Nếu không, kim đan liền muốn hóa ra linh hồ, lại muốn ngưng tụ thành nguyên anh, đến lúc đó có thể sẽ sinh ra ngoài ý muốn. Trước mắt đến xem, nho ra thánh nhân chi nhãn tại kim đan hóa về sau, đã nhiễm lên bá tống khí tức. Chỉ là cân nhắc đến đây là ngoại quải thức đan điền, cho nên, còn cần để thánh nhân chi nhãn kim đan cùng bá tống phỉ kình kim đan quan hệ trong đó, tiến thêm một bước, mới ổn thỏa. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, đạo tử đạo hữu tiếp xuống cần ngươi hiệp trợ. Ta tại, cần ta làm thế nào? Đạo tử thiên đạo ý chí thể phát ra tiếng.
Tam nhãn thiếu niên tiền bối một lần nữa vì chính mình cái chán thứ ba thần nhãn đeo lên đơn phiến kính mắt, nghe ta chỉ huy. Đè trước đó nghiên cứu, dẫn đạo ra nho ra thánh nhân trong hai mắt bất hủ thuộc tính, cũng đưa nó ổn định. Bước tiếp theo, để hai đại kim đan bắt đầu cộng minh. Rất tốt, rất thuận lợi. Quả nhiên cùng chúng ta suy đoán đồng dạng, chỉ cần kim đan hóa về sau, thánh nhân chi nhãn đã bị thừa nhận làm là bá tống một bộ phận. Bất hủ phì kình kim đan cũng sẽ không lại bài xích thánh nhân chi nhãn kim đan. Hai cái khác biệt kim đan ở giữa, rất thuận lợi cộng minh. Thậm chí, thánh nhân chi nhãn trong kim đan bất hủ còn trong lúc mơ hồ có bù đắp bất hủ phì kình kim đan bất hủ xu thế. Tống Thư Hàng bất hủ phì kình kim đan, so với Vân Tước Tử bất hủ chi cốt còn muốn kém hơn một chút, hắn phục sinh sẽ có thời gian cooldown, không giống Vân Tước Tử bất hủ chi cốt như vậy không hạn chế, đạp đất phục sinh. Mà bây giờ, thánh nhân chi nhãn bên trong bổ sung bất hủ thuộc tính tại cùng bất hủ phì kình kim đan ở giữa tiến hành bổ sung. Phì kình kim đan phục sinh thời gian cooldown, bắt đầu không ngừng giảm bớt. Chờ hai cái này triệt để khóa lại về sau, bá tống thức tử tức phục sinh, liền không còn là mộng. Xa xa tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ tuyệt vọng giá trị cộng 1000. Làm rùa, quá khó. Một bước cuối cùng. Đem thánh nhân chi nhãn kim đan dẫn đạo đến Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền, hoặc là đem phì kình kim đan dẫn đạo đến ngoại quải đan điền phảng long lạc hệ thống bên trong đi. Nhanh lên, cậu đàn cha nàng, đừng phát sững sờ. Tam nhãn thiếu niên tiền bối không ngừng chỉ huy tất cả thành viên. Đặc biệt là Ban Văn Long cậu đàn cha, là tam nhãn tiền bối nghiền ép chủ muốn lao lực. Cho dù là đạo tử, lần này hạng mục bên trong giao ra mồ hôi đều không có cậu đàn cha nhiều. Cẩu đàn cha đương nhiên biết cái này luyến mắt đam mê đang làm hắn. Nhưng xem ở tống cẩu đàn lần này hạng mục vô cùng trọng yếu phân thượng, cẩu đàn cha cắn răng nhẫn nhịn. Lựa chọn đệ nhị đi, tạo hóa tiên tử, người đem phì kình kim đan buông ra, để nó tiến vào phảng long lạc ngoại quải kim đan bên trong đi. Bạch tiền bối lựa chọn nói. Bản mệnh đan điền không tốt mân mê, thực nghiệm, tự nhiên là ngoại quải đan điền dễ dàng hơn chút, cũng càng trực quan chút. Tạo hóa tiên tử lưu luyến không rời buông ra bàn tay của mình, buông ra phỉ kình kim đan. Đạo tử, cẩu đàn cha đồng thời xuất thủ, bạch tiền bối cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối tại bên cạnh dẫn đạo, đem phỉ kình kim đan thuận lợi dẫn đạo đến phảng long lạc ngoại quải kim đan tiết điểm bên trong đi. Đồng thời, tại thiên đạo quyền hạn lôi kéo dưới, để hai loại kim đan tiến vào sau cùng khóa lại quá trình. Sau cùng khóa lại, đồng bộ quá trình, kéo dài đến gần 10 giờ dài rằng giặc thời gian. Hai viên thánh nhân chi nhãn, bắt đầu vây quanh phỉ kình kim đan xoay tròn. Một màn này, tốt khiến người hoài niệm, tựa như là cực kỳ lâu trước kia, có mặt trời nhỏ cùng tiểu mặt trăng, vây quanh hắc long thế giới xoay tròn đồng dạng. Long lạc béo cầu nữ sĩ trong đầu, hiện lên rất xa xôi một đoạn ký ức. Cái kia hẳn là hắc long thế giới vừa ổn định lại tràng cảnh. Hắc long thế giới đồng dạng bàn bàn đại đại, đồng dạng có hai quả cầu hóa thành hành tinh cùng vệ tinh. Mang cho hắc long thế giới ngày cùng đêm thay nhau. Thực nghiệm hẳn là thành công. Tam nhãn thiếu niên tiền bối thu hồi cái chán thấu kính, nói. Nói cách khác, hiện tại dù cho một cái thánh nhân chi nhãn bị tiêu hao, cũng có thể thông qua bất hủ phì kình kim đan lực lượng, lần nữa khôi phục a. Sở các chủ ngốc mau nói. Tam nhãn thiếu niên tiền bối gật đầu, trên lý luận, là như thế này không sai. Cụ thể lên còn phải tiến hành một lần thực nghiệm. Làm sao thực nghiệm, Xích Tiêu Kiếm hỏi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối đưa ra một cái ma quỷ đề nghị, không bằng, để bá tống chết một lần. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ, ta nhật, xuất phụ lộ dư, thanh tùng như cao mộc. Nàng còn không có từ trong tuyệt vọng thong thả lại sức, hiện trường các đại lão ngay tại thương lượng muốn đem bá tống nổ một lần. Quá ác liệt. Các nàng tai nạn cự quy tựa như là đáng thương công nhân vệ sinh, đang yên lặng quét xác đồng thời. Nhưng phía trước lại có mấy cái xấu đến chảy mỡ ra hỏa đang không ngừng chế tạo rác rưởi, còn muốn đem rác rưởi ném ở trước mặt nàng. Nếu không phải đánh không lại mấy vị này đại lão, nàng lập tức muốn trở mặt tin hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ liền túng thành một đoàn, đem chính mình thân thể mềm mại núp ở trong mai rùa. Nàng cảm giác chính mình khẳng định là bị bá tống truyền nhiễm, trước kia nàng cũng không có như thế túng qua. Khẳng định là đã từng nếm qua bá tống. Lây bệnh bá tống túng virus. Một bên khác, sở các chủ ngốc mau nhẹ nhàng đung đưa, ngắm tam nhãn chúa tể một chút.
không hổ là cửu u chúa tể, người bình thường chỉ là xấu đến chảy mỡ, nhưng cửu u chúa tể là xấu đến phun mỏ dầu. Nếu như muốn thực nghiệm nho ra thánh nhân chi nhãn phải chăng bị tiêu hao sau còn có thể phục sinh, chỉ cần đối nó bên trong một cái thánh nhân chi nhãn tiến hành trình độ nhất định phá hư, nhìn xem phì kình kim đan có thể hay không tiến nó tiến hành khôi phục là được. Cần gì phải để Tống Thư Hàng chết một lần. Cũng chỉ có cửu u chúa tể mới có thể đưa ra dạng này ý kiến tới. Không cần thí nghiệm, lão sư con mắt chỗ kinh kim đan đã cùng bá tống bản mệnh phì kình kim đan triệt để khóa lại, ta có thể thông qua thiên đạo quyền hạn đo lường tính toán ra điểm này tới. Đạo tử ý chí hóa thân phát biểu. Có thiên đạo đại lão ở một bên, một số thời khắc chính là như vậy tiện lợi. Cái kia bá thể, người cầu thông Thư Hàng ý thức, để hắn tạm thời đem chủ ý thức trở về, chúng ta muốn thực nghiệm một chút kế thừa thánh nhân thiên phú hạng mục. Bạch tiền bối đối tự ngã thi nói. Bạch tiền bối vừa dứt lời lúc, phảng long lạc ngoại quải đan điền bên trong, phì kình kim đan cùng thánh nhân chi nhãn kim đan lại phát sinh biến hóa. Từ thánh nhân chi nhãn trong kim đan, phảng phất có nước mắt chảy ra. Nước mắt rơi xuống về sau, hóa thành linh hồ chi tuyền. Trong chốc lát, một mảnh linh hồ tràn đầy, cấp tốc lấp đầy ngoại quải đan điền thiết điểm. Nhưng liền cùng lúc trước ngũ tấn lục lúc máy móc hạch tâm lò phản ứng, phì kình kim đan đồng dạng, thánh nhân chi nhãn kim đan cũng không có tan ra, mà là thông qua những phương thức khác, hóa ra linh hồ. Linh hồ sinh ra không lâu sau, liền lại nhanh chóng tiến vào kế tiếp khâu. Từ linh hồ bên trong có hoa sen nụ hoa trường sinh. Hoa sen bên trong, Tống Thư Hàng đệ cửu Nguyên Anh bắt đầu thành hình. Chỉ chờ nụ hoa nở rộ, chính là Nguyên Anh xuất thế thời điểm. Cậu đản cha nàng, muốn hay không đánh cược một lần. Đánh cược sẽ có mấy cái Nguyên Anh, tam nhãn thiếu niên tiền bối đột nhiên lên hào hứng. Thánh nhân chi nhãn kim đan có 2 viên, cho nên hoa sen bên trong có thể hay không xuất hiện song bảo thai Nguyên Anh. Tam nhãn thiếu niên tiền bối đột nhiên muốn cùng người đánh cược một lần. Nhưng nó vừa dứt lời, hoa sen đã mở ra. Liền đánh cược cơ hội cũng không cho tam nhãn chúa tể. Chân chính đáp án là, không bao. Hoa sen trống rỗng đung đưa, vốn nên đản sinh bá tống đệ cửu Nguyên Anh, cũng không có thành hình. À, tại sao có thể như vậy? Ở đây mấy vị đại lão nghi hoặc nhìn chỗ không không hoa sen. 2 viên thánh nhân chi nhãn kim đan coi như không có hóa ra xong bảo thai Nguyên Anh đến. Chỉ ít cũng có thể hóa ra một cái Nguyên Anh a. Cái này trống rỗng là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là một cái trong suốt Nguyên Anh, hoặc là một cái không có tồn tại cảm Nguyên Anh? Cậu đàn cha suy đoán nói. Hắn nhớ tới bá tống tự ngã thì bá cái gì tới? Ta cảm giác Nguyên Anh đã ra đời mới đúng. Bạch tiền bối cũng lên tiếng nói, đồng thời, hắn nhìn về phía đạo tử ý chí hóa thân. Thật kỳ quái. Tại ta cảm ứng bên trong Nguyên Anh hẳn là cũng đã sinh ra. Nhưng trước mặt ta, nhưng không có Nguyên Anh tung tích. Liền đạo tử cũng vô pháp đạt được đáp án xác thực, ta cái này 8 năm nhậm thiên đạo, quả nhiên còn có rất nhiều địa phương, không bằng chân chính nguyên bản thiên đạo. Đang khi nói chuyện, thánh nhãn kim đan khí tức lại một bước tăng lên, tiến vào kế tiếp giai đoạn tiến hóa. Kim đan, linh hồ, Nguyên Anh, lại nói tiếp chính là bát phẩm thánh ấn khâu. Bá Tống, Bá Nho, Bá Ma, Bá Long, Bá Diệt, Bá U, Bá Đao thất đại thành ấn, đồng thời từ Tống Thư Hàng tiểu đan điền bên trong bước ra. Đồng thời, từ bản mệnh đan điền bên trong có bá giới giới chủ ấn hiển hiện. Bát đại ấn lực lượng, gia trì tại thánh nhãn trên kim đan. Muốn độ kiếp sao? Xích Tiêu Kiếm hỏi. Nói thật, lấy bá Tống thực lực bây giờ đi độ kiếp, quả thực là tại hiếp đáp thiên kiếp. Mà lại... Đây là thánh nhân 2 mắt biến thành kim đan ngưng tụ thiên kiếp. Đó căn bản không phải đi độ kiếp, mà là thiên kiếp tại độ bá tống kiếp. Quá trình vẫn là cần, đi cái đi ngang qua sân khấu là được. Đạo tử nói. Đồng thời, đạo tử ý chí thể đưa tay, chuẩn bị đem bá tống đưa vào đến bát phẩm huyền thánh không gian đi đi cái quá trình. Độ kiếp quá trình này đã không có ý nghĩa, tùy tiện đi để thiên kiếp bổ nói lôi đi cái đi ngang qua sân khấu là được. Đạo tử vừa mới đưa tay, phì kình kim đan cùng thánh nhãn kim đan đồng bộ nhảy lên. Sau đó, cái này 2 liền cùng một chỗ dắt tay, xâm nhập đến bát phẩm huyền thánh thiên kiếp không gian bên trong đi. Đạo tử, đây là làm gì, 2 viên kim đan chính mình đi độ kiếp rồi, thiên đế tử sửng sốt. Nàng sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này.
khi độ kiếp, tu sĩ bản thể vội vàng, vậy mà cái ném ra chính mình kim đan đi độ kiếp. Cơ bản thao tác, ngồi một chút. Sở các chủ ngốc mau nói. Mặc dù nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại sự tình này, nhưng là nàng hiện tại sức miễn dịch mạnh a. Nàng tại bá tống trên đầu cắm rễ thời gian bên trong, thường thường liền sẽ nhìn thấy bá tống không giống bình thường tao thao tác. Đã thấy nhiều về sau, hiện tại đừng nói là kim đan chính mình đi độ kiếp rồi, cho dù là tống thư hàng đột nhiên không cẩn thận hủy diệt toàn bộ chư thiên vạn giới, nàng cũng sẽ không cảm giác được ngoài ý muốn. Trên thế giới này đã không có bất cứ chuyện gì có thể để cho ta chấn kinh. JPG. Chờ chút, kim đan đi độ kiếp rồi, giảng pháp làm sao bây giờ a? Đạo tử ý chí thể vội la lên. Hắn đã sớm vì bá tống viết xong nhân tiền hiển thánh kịch bản, còn chưa bắt đầu, liền bị xé kịch bản. Thiên đạo không cần mặt mũi a. Đạo tử ý chí thể trực tiếp thông qua thiên đạo quyền hạn, khóa chặt thánh nhãn kim đan cùng phỉ kình kim đan độ kiếp bát phẩm huyền thánh không gian bên trong đi. Nhưng khi ý chí của hắn vừa mới bước ra, đối diện thánh nhãn kim đan thiên kiếp đã kết thúc. Bát phẩm huyền thánh thiên kiếp, còn không có phát huy. Toàn bộ thiên kiếp không gian lực lượng đều bị phỉ kình kim đan cộng thánh nhãn kim đan thôn phệ chống không. Toàn bộ bát phẩm huyền thánh không gian, thân thể phảng phất bị móc sạch. Tự liền cuối cùng ủng hộ nhân tiền hiển thánh bình đài lực lượng cũng bị mất. Nếu không phải cuối cùng, phỉ kình kim đan thổ trở về một tia linh lực, chỉ sợ liền nhân tiền hiển thánh khâu, đều muốn kẹp lại. Đạo tử ý chí. Ta còn có thể nói cái gì đó. Lão sư trong mắt châu tất. Có phỉ kình kim đan thổ về cái kia sợi linh lực ủng hộ, nhân tiền hiển thánh khâu rốt cục triển khai. Một ngày này, chư thiên vạn giới người tu luyện, lần nữa ngửi thấy mùi vị quen thuộc. Bọn hắn thuần thục thả ra trong tay sự tình. Cho dù là tại quyết đấu bên trong người tu luyện, cũng yên lặng tách ra, lẫn nhau ở giữa kéo ra đầy đủ khoảng cách an toàn, ăn ý ngẩng đầu vọng thiên. Ta cực lần này lại là bá tống đại lão. Nhưng bá tống đại lão không phải nói. Lần trước đã là hắn một lần cuối cùng giảng pháp sao? Nhưng thượng thượng hồi hắn nói như vậy về sau, lần trước nhưng lại một lần cuối cùng giảng pháp một lần. Không cần hoảng, có phải là bá tống đại lão, một hồi liền biết. Đang khi nói chuyện, nhân tiền hiển thánh khâu mở ra. Đầu tiên, một viên vàng óng ánh tiểu cầu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là cái gì? Là cái gì pháp khí? Lần này đại lão dùng pháp khí. Sau đó, lại một viên vàng óng ánh tiểu cầu hiển thánh. Đây là đại lão hai viên cầu. À, các ngươi có hay không cảm thấy, cái này cầu có điểm giống kim đan. Đừng làm rộn, đây là bát phẩm huyền thánh hiển thánh, ở đâu ra kim đan. Cuối cùng, phỉ kình kim đan cũng hiển hiện ở trước mặt mọi người. Lần này hiển thánh, là kình hệ đại yêu. Một tôn sẽ đánh cầu, mà lại sẽ đánh hai viên cầu kình hệ đại lão. Lại nói. Các đạo hữu, các ngươi không cảm thấy vị này kình thánh lớn có điểm giống kim đan sao? Cái kia chất liệu quang trạch, còn có kình trên người đường vân, giống hay không kim đan long văn? Ta thậm chí cảm giác chính mình mơ hồ trong đó thấy được một chương kim đan cấu đổ loại hình ảnh. Có người tu luyện một bên vọng thiên xem nhân tiền hiển thánh, một bên mở ra tu lưu hệ thống, tại thuộc về mình hảo hữu quần tổ bên trong đưa ra chính mình nội tâm nghi hoặc. Theo bá tống mở rộng tu lưu hệ thống về sau. Chư thiên vạn giới người tu luyện đã thích ứng hắn tồn tại, càng dùng càng hương. Kỳ thật tại chư thiên vạn giới bên trong, có được cùng loại nói chuyện phiếm công năng pháp khí, khoa học kỹ thuật sản phẩm, cũng là có. Nhưng giống bá tống tu lưu hệ thống đồng dạng, vượt qua chư thiên vạn giới hạn chế, đem toàn bộ chư thiên vạn giới người tu luyện toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ, lại là chuyện xưa nay chưa từng có. Đây là local area next đến chân chính chư thiên vạn giới mạng lưới lớn chênh lệch. Làm sao có thể là kim đan, nhà ngươi kim đan trưởng thành cá voi bộ dáng. Hảo hữu quần tổ bên trong lập tức có người phản bác. Trên thế giới này, làm sao có thể có người tu luyện kim đan, lớn giống cá voi. Cái này nhất định là một vị yêu tộc kình thánh, gần nhất có hay không như thế một tôn kình thánh tại độ kiếp tới. Có, theo tin tức đáng tin, kình thánh cật qua thánh quân ngay tại độ thiên kiếp nhưng nó độ chính là cửu phẩm thiên kiếp, cùng bát phẩm không quan hệ. Chư thiên vạn giới những người tu luyện, nhao nhao bắt đầu suy đoán vị này pháp khí là hai quả cầu kình thánh đến cùng là lai lịch gì? Là vị nào đại lão? Vị này kình thánh nhìn qua toàn thân vàng óng ánh, là tu luyện một loại nào đó kim thân bí pháp,
cuối cùng không phải bá Tống đại lão tại độ kiếp. Nhưng tâm tình tốt phức tạp, hiện tại mỗi lần có người hiển thánh lúc, ta đều lo lắng lại là bá Tống đại lão ra, cho nên một mực hy vọng có thể nhìn thấy mới huyền thánh đăng tràng. Nhưng chân chính đợi đến mới huyền thánh hiển thánh lúc, ta nhưng lại bắt đầu hoài niệm lên bá Tống đại lão tới. Ngươi loại tâm tình này ta hoàn toàn có thể lý giải, bởi vì ăn quen thuộc đỉnh cấp tiên chủ chế tác tiên hào về sau, lại quay đầu lại ăn thức ăn thông thường, liền sẽ cảm giác tẻ nhạt vô vị. Tình trạng của chúng ta bây giờ, liền cùng cái này giống như. Quen thuộc bá Tống đại lão tao thao tác, quen thuộc bá Tống đại lão viễn siêu phổ thông bát phẩm huyền thánh cấp bậc huyền thánh giảng pháp về sau, lại quay đầu đi nghe phổ thông huyền thánh giảng pháp, luôn cảm giác đẳng cấp có điểm thấp. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, huyền thánh giảng pháp đẳng cấp đã rất cao. Dưới tình huống bình thường, tại nhà mình tông môn thời điểm, muốn nghe cái huyền thánh giảng pháp, trăm năm đều khó được một lần. Liền xem như hiện tại có bá Tống tu lưu hệ thống VIP, tại tuyến nghe huyền thánh giảng pháp, cũng phải muốn một năm nửa năm mới có một cơ hội. Còn phải thu linh thạch đâu. Đừng hàn huyên, tiếp xuống lập tức liền muốn tiến vào huyền thánh giảng pháp giai đoạn. Một hồi, giảng pháp kết thúc về sau, nhớ phải cho tân tấn huyền thánh giảng pháp khen ngợi, ngàn vạn không thể bởi vì kình thánh giảng pháp so ra kém bá Tống đại lão, liền ghét bỏ người ta. Chư thiên vạn giới bên trong, có rất nhiều trưởng bối cấp nhân vật, cũng bắt đầu căn dặn chính mình bọn hậu bối. Bá Tống đại lão đã trong lúc vô hình kéo cao huyền thánh giảng pháp phẩm chất hạn mức cao nhất, nhưng mọi người cũng không thể ghét bỏ phổ thông huyền thánh giảng không tốt, không thể bị bá Tống đại lão cho mang lệch tiết tấu. Dù sao, tương lai mọi người cũng là muốn chứng đạo huyền thánh, sớm cho bọn hậu bối chuẩn bị tâm lý thật tốt, để tránh tương lai hố đến chính mình. Phổ thông những người tu luyện suy đoán nhau nhau lúc, chư thiên vạn giới một chút đỉnh tiêm các đại lão, cũng đều khiếp sợ ngồi dậy, nhìn chằm chằm nhân tiền hiển thánh hình tượng. Bất hủ khí tức, nguyên sơ ma nữ trừng to mắt, nàng vừa đạt được qua năm nhiệm vụ ban thưởng, cho nên đối bất hủ đặc biệt mẫn cảm. Tôn này kim sắc kình thánh thân bên trên, vậy mà ẩn giấu đi bất hủ hương vị, còn có bên cạnh cái kia hai cái tiểu cầu, cũng là như thế. Năm nay hiển thánh, đều là quái vật sao? Không chỉ có là nguyên sơ ma nữ, cái khác đỉnh tiêm trường sinh giả các đại lão, tất cả đều nghiêm túc lên, vỉnh tai. Bọn hắn có dự cảm. Tôn này kim sắc kình thánh đến lúc đó giảng pháp, chỉ sợ sẽ không yếu tại bá Tống tao thao tác. Cửu Châu nhất hào quần. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu thượng tuyến, yên lặng gõ một chuỗi im lặng tuyệt đối. Cái này kim sắc cá voi, nhìn thấy khá quen. Diệt Phượng công tử chậm rãi nói, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ ăn rất ngon bộ dáng. Mèo con đều thích ăn ngư, cá voi không phải ngư, nhưng nó mang cái ngư chữ, Diệt Phượng công tử cũng thích ăn. Đông Phương Lục tiên tử trả lời, có thể không nhìn quen mắt sao? Ngươi nhìn kỹ. Liền có thể phát hiện chúng ta đều tại cái này cá voi trên thân. Tại cái kia phì kình trên thân, mơ hồ có một chương đồ án. Trên đồ án, có một đầu tinh lộ. Mà Cửu Châu nhất hào quần tất cả thành viên, toàn bộ vẽ lên nổi danh. Là Tống tiền bối phì kình kim đan đát phũ nhu tử vui vẻ nói có hai cái ta, đều kim đan cấu đổ bên trên. Thất sinh phù phủ chủ cảm thán nói, quả nhiên, đại bộ phận nam nhân đều là đại móng heo. Nói xong không phải một lần cuối cùng nhân tiền hiển thánh sao? Hiện tại xem ra, giống ta loại này sẽ đem chính mình phát qua thể ngôn ghi tạc tiểu bổn bổn bên trên, từng kiện đi thực tiễn nam nhân, đã là gần như diệt tuyệt nam nhân chủng loại. Ngư nhị cư sĩ nhịn không được phát biểu. Đều đã là trường sinh giả, còn không buông tha nhân tiền hiển thánh khâu sao? Thư hàng là có bao nhiêu thích nhân tiền hiển thánh a? Bắc Hà tán nhân tâm tắc nói. Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử. Đúng vậy a, đều đã là trường sinh giả. Chủ đề kết thúc. Cửu Châu nhất hào quần trời, tại thời khắc này, rốt cục bị lưu chết rồi. Lão nửa ngày sau, vẫn là Vũ Nhu tử khởi động lại chủ đề, kỳ thật ta rất muốn biết, Tống tiền bối kim đan muốn làm sao giảng pháp tới. Kim đan lại không biết lên tiếng, nói như thế nào pháp. Ta cảm giác, cái kia hai viên tiểu cầu, mang cho ta một loại cảm giác nặng nề. Ta vậy mà vô ý thức muốn tránh đi bọn chúng. Có lẽ một hồi, thư hàng tiểu hữu giảng pháp liền phải dựa vào cái này hai viên tiểu cầu rồi. Thất tu tiền bối trầm giọng nói. Lệ chi tiên tử, cái kia, thất tu tiền bối. Ta mới từ tỷ tỷ nơi đó nhận được tin tức, cái kia hai viên tiểu cầu. Là nho gia thánh nhân chi nhãn, một đôi. Thất tu thánh quân,
Nếu quả thật nho ra thánh nhân chi nhãn, một đôi lời nói, cái kia đã không cần giảng pháp. Bắc Hà tán nhân ngay lập tức liền nghĩ từ quan sát giảng pháp trạng thái bên trong lui ra ngoài. Thánh nhân chi nhãn, vẫn là một đôi. Đây là chỉ cần có chút mở ra, nhìn chư thiên vạn giới người tu luyện một chút, mọi người liền phải ngoan ngoãn đem công đức khen ngợi cống hiến lên tiết tấu. Bắc Hà tán nhân thậm chí đã não bổ ra màn này. Cửu Châu Nhất Hào quần các thành viên đã đoán được Phỉ Kình Kim Đan thân phận, nhưng chư thiên vạn giới người tu luyện, không liên hệ người không cách nào nhìn thấy Phỉ Kình Kim Đan lên Kim Đan cấu đồ, vẫn như cũ đưa nó xem như là nào đó tôn yêu kình chứng đạo huyền thánh. Nhân tiền hiển thánh hình tượng, vây quanh Kình Đan cùng thánh nhãn Kim Đan dạo qua một vòng về sau, rốt cục tiến vào kế tiếp khâu. Huyền thánh giảng pháp, chư thiên vạn giới phúc lợi thời gian. Phỉ Kình thành thơi du động. Giảng pháp, nó làm không được. Cho nên, nó tại chuẩn bị lấy bản thể tới cứu chàng. Mà lúc này, kín đáo chuẩn bị đạo tử, rốt cục xuất thủ. Hắn tế ra chính mình vất vả viết xong thiên đạo giảng pháp bản thảo. Phỉ Kình Kim Đan không biết nói chuyện. Thánh nhãn Kim Đan không thể đọc bản thảo. Đây là vấn đề sao? Bình thường đến nói, tại huyền thánh giảng pháp khâu, cái này đích xác là chí mạng vấn đề lớn. Nhưng là... có thiên đạo ở phía sau đài tự mình phụ trợ, vậy cái này tất cả liền đều không phải vấn đề. Có thiên đạo tại, những vấn đề này đều có thể tùy tiện giải quyết. Đạo tử trực tiếp thi triển thiên đạo quyền hạn, cưỡng ép đem bá tống thanh tuyến cho chuyển tiếp tới, đem bá tống nói chuyện năng lực lâm thời chuyển rời đến Phỉ Kình Kim Đan lên. Sau đó, hắn trực tiếp đem chính mình viết ra bản thảo, hóa thành số liệu tin tức, đánh vào đến Phỉ Kình Kim Đan cùng thánh nhãn trong Kim Đan. Kể từ đó, Phỉ Kình Kim Đan cùng thánh nhãn Kim Đan liền có thể hóa thành đọc bản thảo cơ, hướng chư thiên vạn giới giảng pháp. Đọc bản thảo cơ tại đọc chậm thời điểm, có thể sẽ không cách nào đầu nhập cảm ngộ, không cách nào đem giảng pháp giảng tình cảm dạt dào. Nhưng không quan hệ, có thiên đạo tại phía sau màn bố cục, bầu không khí cái gì đều có thể điều động. Cái gì thiên địa dị tượng, giảng pháp dị biến, linh lực biến hóa, muốn cái gì liền có cái gì. Tự liền bình thản chớ phải cảm ngộ đọc chậm thanh tuyến, cũng có thể thông qua trăm vạn điều âm sư năng lực, điều đến hoàn mỹ. Phỉ Kình Kim Đan du tẩu một vòng về sau, đột nhiên dừng lại. Nó hé miệng, miệng bắt đầu lúc mở lúc đóng. Hai viên thánh nhãn Kim Đan lơ lửng ở Phỉ Kình Kim Đan đỉnh đầu, tạo thành con mắt cộng miệng tổ hợp. Sau một khắc, thiên địa dị tượng bắt đầu điên cuồng hiển hiện. Cái gì địa dũng Kim Liên, thiên hàng tường vân? 800 dặm tử hà, rồng bay phượng múa hư ảnh, to lớn ngộ đạo cổ thụ hình chiếu. Loạn thất bát tao giảng pháp dị tượng, chất đầy toàn bộ huyền thánh giảng pháp giao diện, để người nhìn hoa mắt. Chư thiên vạn giới người tu luyện mở to hai mắt nhìn. Loại tình huống này, từ thiên địa sơ khai đến bây giờ, còn là lần đầu tiên phát sinh. Cho dù là bá tống huyền thánh nhiều lần giảng pháp khâu, thiên địa dị tượng cũng không có điên cuồng như vậy qua. Huống hồ vị này kình thánh, nó vẫn chỉ là tại mở miệng đóng mở, còn không có phát ra tiếng đâu. Cái này pháp cũng còn không có bắt đầu giảng, thiên địa dị tượng đã không cần tiền xuất hiện, kình thánh sau đó phải giảng chính là cái gì pháp? Cái gì cấp bậc pháp mới có thể phối hợp như thế xa hoa thiên địa dị tượng? Tại đông đảo giảng pháp dị tượng cưỡi ngựa xem hoa hiện lên một lần về sau, kình thánh giảng pháp rốt cục vang lên. Bắt đầu chính là đại đạo thanh âm. Kình thánh khẩu bên trong tựa hồ tại đọc lấy một chút từ ngữ. Nhưng thanh âm này nghe vô cùng xa xôi, tựa như là từ vũ trụ chỗ sâu nhất vượt qua vài ức điểm báo năm ánh sáng khoảng cách, cuối cùng truyền vào đến trong tai của mọi người. Thanh âm nghe, đã có chút mơ hồ không rõ, nhưng cũng đinh tai nhức óc. Mỗi một cái từ, mỗi một câu nói bên trong, tựa hồ cũng có được vô thượng huyền bí ở trong đó. Mặc dù đại bộ phận người tu luyện đều nghe không hiểu, nhưng không quan hệ. Chỉ là cái này điếc tai thanh âm ở bên tai vang lên, liền có thể có được khấu động tâm huyền hiệu quả. Người tu luyện đáy lòng tâm ma tạp niệm, tại cái này điếc tai thanh âm bên trong bị áp chế, thậm chí một chút tâm ma yếu ớt chút, tâm ma càng là trực tiếp bị chấn nát. Danh xưng không cách nào bằng vào ngoại lực triệt để tiêu trừ tâm ma, lần này lại phá vỡ truyền thuyết, trực tiếp bị ngoại lực vỡ nát coi như bá tống đại lão có thể cắt rau hẹ đồng dạng cắt tâm ma, cũng vô pháp đem tâm ma tận gốc móc xuống. Cắt mất sau còn có cái dễ tại. Không chỉ có là tâm ma, còn có trên việc tu luyện bình cảnh, đang nghe cái này điếc tai thanh âm về sau,
bình cảnh liền bị không ngừng chấn động, buông ra. Nghe không hiểu, nghe không rõ ràng, hoàn toàn không ảnh hưởng. Chỉ cần đang nghe, liền có hiệu quả. Trường sinh giả cấp giảng pháp, bắt đầu cứ như vậy kích thích, chỉ có một ít chư thiên vạn giới chân chính đỉnh tiêm các đại lão, mới có thể miễn cưỡng nghe được thanh cái này giảng pháp nội dung. Đây là huyền thánh, đó căn bản không phải huyền thánh. Nguyên sơ ma nữ nhìn chằm chằm kim sắc kinh thánh, trong đầu có một đoạn che đậy ký ức, phảng phất chậm rãi bị mở ra. Ta hẳn là gặp qua cái này kim sắc kinh thánh, mà lại hẳn là tại trước đây không lâu. Rất gần trước đây không lâu. Nguyên sơ ma nữ cau mày. Bất hủ, kim sắc, phi kinh, ba cái này là từ mấu chốt. Nhưng chẳng biết lúc nào, trong óc nàng liên quan tới bộ phận này ký ức, tựa hồ nhận ảnh hưởng nào đó, tại mơ hồ hóa. Là bởi vì, đây là cùng bất hủ trực tiếp có liên quan tin tức. Cho nên, cho dù là trường sinh giả cảnh giới, cũng vô pháp lâu dài đem tương quan ký ức tin tức nhớ kỹ. Nguyên sơ ma nữ đưa tay trong hư không phác họa, suy tính. Nghĩ suy tính ra bản thân cùng cái này có được bất hủ tin tức kim sắc kinh thánh, đến cùng có quan hệ gì. Đang lúc nàng không ngừng suy tính lấy thời điểm, huyền thánh giảng pháp bên trong phỉ kình kim đan giảng pháp nội dung, đột nhiên đột phá trường sinh giả cấp bậc. Càng giảng càng là thâm ảo. Lần này giảng nội dung, liền rất nhiều tương đối trẻ tuổi trường sinh giả đại lão đều nghe không hiểu ra sao. Uy tín lâu năm trường sinh giả cũng nghe kiến thức nửa vời. Đây cũng không phải là trường sinh giả cấp tin tức. Là bất hủ tin tức sao? Nguyên sơ ma nữ, người qua năm nhiệm vụ ban thưởng, bất hủ tin, cùng cái này giảng pháp có hay không cộng đồng chỗ? Ngự thú huyền giả tại cái kia bá suy quần bên trong nguyên sơ ma nữ. Nguyên sơ ma nữ còn không có hồi phục, quần bên trong công nhận đáng tin đại lão nhà ta có một đôi cẩu đản liền trầm giọng nói, là bất hủ, thậm chí là thiên đạo tin tức, cái này so phổ thông bất hủ tin tức còn muốn đáng sợ. May mắn chính là, kim sắc cá voi chính thông qua huyền thánh giảng pháp bình đài tại giảng pháp. Nếu không, chỉ là nghe được cái này giảng pháp nội dung, liền có thể làm cho tất cả mọi người lâm vào ngủ say. Quần viên thánh liêm thiên vương. Ta đã nghe không rõ giảng pháp nội dung cụ thể. Chỉ có thể nghe được một chuỗi tiếng sấm. Đây là thiên đạo quy tắc tự động che đậy. Nhà ta có một đôi cẩu đản đại lão giải thích nói, nhưng cho dù là tiếng sấm, tinh tế đi nghe, đối với chúng ta đều vô cùng có ích. Không nên nói nữa, tế phẩm, tinh tế đi phẩm. Bá suy quần bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người lắng nghe cái kia đã nghe không được từ, chỉ là nghe rất nhiều phê điếc tai tiếng vang. Vẻn vẹn hơn 10 phút, kinh thánh giảng pháp liền tiến vào đến hồi cuối, sau đó dần dần kết thúc. Lần này giảng pháp kéo dài thời gian cũng không tính dài. So mấy lần trước bá tống giảng pháp, đều muốn ngắn rất nhiều. Nhưng là, cái này giảng pháp cao đại thượng. Liền thiên đạo cấp giảng pháp nội dung đều đi ra. Chư thiên vạn giới người tu luyện sau khi nghe xong, toàn bộ hành trình nghe không hiểu, nhưng lại biết cái này giảng pháp nhiêu phê. Cái gì đều không cần nói, khen ngợi đưa lên là được. Bá suy quần bên trong. Cái này kim sắc kinh thánh đến cùng là ai? Kim miêu tôn giả tại quần bên trong phát biểu hỏi. Nguyên sơ ma nữ thừa cơ hồi phục, chúng ta có lẽ đã từng tiếp xúc qua nó, ta trong đầu lục soát chữ mấu chốt kinh, kim sắc, bất hủ lúc, trong lúc mơ hồ cảm giác trong trí nhớ mình có ấn tượng. Nhưng là, có thể là cùng bất hủ tin tức có quan hệ, ký ức mơ hồ hóa. Tiếp xúc qua. Chẳng lẽ là chúng ta quen biết người? Tiểu sử hoàng nghi ngờ nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 185.